đẹp không? Rần 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 rần, rần luôn vậy đó. Ai ba? Ai ba? À, đây là cô Sáu Nhung, bạn của ba. Dạ chào cô Súng Dao. À, sao Sáu Nhung? Cô Sáu Nhung ăn mặc là đâu có thua gì những đứa mà trẻ chơi trên thành phố đâu anh. Dạ chị nghĩ đi, hy sinh đời cha mẹ cũng có đời con, chứ tụi em mất bọc cả đời rồi, rồi hồi ta đã mặc như con mai á, nó đời con mình phải đầu tư nó như hết bo hết gơ chứ, đúng không? Nói gì thì nói, tụi nó đi học mà cũng phải cho nó nở mày nở mặt với bạn bè nó, miễn sao nó ngoan là được. Tụi con tôi ngoan lắm. Dạ con kêu ba má con bận giống vậy đi, ba má nói thôi lớn tuổi rồi mặc kỹ lắm. Đúng rồi. Mà con kêu ba má con mặc vậy là con có mua đồ cho ba má mặc không? Dạ tại ba má không tiết kiệm. Vậy là cô hỏi tụi con ở trên Sài Gòn tụi con học trường ở đâu? Y dạ tụi con con này học y nè, này học luật. Học trường y mà trường nào con? Học được trường luật là trường nào con? À dạ con học Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. À đúng rồi. Con học trường luật ở trường nào? Con học trường luật trường luật. Trường luật đó là cái trường đại học luật mà tên lệ, ta gọi là trường đại học luật lệ. Tụi con học giỏi lắm. Mà cái trường học luật đó nó nằm ở đường nào ta? Trường luật đó là nó nằm ngay. Cô hỏi dùng dập sao nó nhớ được. Từ từ. Bây giờ học nhiều quá. Bây giờ luật thôi, ra con, nhiều quá, luật giao thông luật gì ra nhiều quá. Con đừng nhớ nữa, để con tập trung việc học đi, để mẹ thương. À, sẵn đây về gặp ba má xin tiền đóng tiền học ba má. Cho con xin mỗi đứa thêm 1 triệu. 1 triệu đó hả con? Dạ. Ủa con. Trời mới ơi. Tuần rồi đó là ba đưa tiền con đóng rồi mà, sao bây giờ mỗi đứa 1 triệu nữa dữ vậy? Thôi đưa cho nó đi ông ơi, thì mình móc bọc 3 tháng mới được 1 triệu đưa nó đi. Bữa giờ được không phải vậy chứ, con đóng cái môn kia, bây giờ con đóng thêm một cái môn nữa là mổ nội tạng. À bây giờ nó học tới cái mổ nội tạng rồi. À, nó mổ nội tạng hả? Lấy tiền đi, lấy tiền. Con cho cô hỏi nè con, mổ nội tạng là làm sao vậy con? Giống như là con phải học thêm để mai mốt con mổ không có làm chết người á cô, mổ đúng lấy đúng chỗ. Tụi nó siêng năng học lắm. Ủa bữa nay thứ mấy ta? Dạ bữa nay hình như thứ 7. Dạ. À cái club MTV nó có mở cửa không con? Trời có chứ, trời ơi, cái đó là mở coi như ngày nào mở vui lắm. Cái đó là con, cái gì, cái trường hả? Cái gì, cái trường gì con? Dạ cái club. À cái à, vậy tại vì mỗi lần tụi con đi học cái chạy ngang cái chỗ đó, cái tụi con biết, tụi con nhìn lịch tụi con biết. À nó nhìn ngang nó biết. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó sáng dạ chứ. Hình như là cô nhớ không lầm là hình như là club tối nay thứ 7 hình như nó free rượu đó con. Ờ trời ơi thì nó phi chứ. Ờ tụi bạn con nó hay nói vậy. Dạ, một chai nó bao nhiêu mà nó phi uổng vậy? Ai biết đâu giờ mấy triệu bạn mà giờ toàn rượu phi cái dạ, không phải đâu. Anh hai con là một người học sinh rất là gương mẫu cô. Có nghĩa là bạn bè anh hai ăn chơi dữ lắm. Nhưng mà kể cho anh hai rượu anh hai, nhưng mà anh hai không có đi. Anh hai chỉ biết như vậy không. Để vậy thôi. Bây giờ là con học hết cái khóa luật pháp rồi, giờ con đang tân tiến để đăng ký để học cái khóa luật rừng nè. Không biết sao. Bây giờ tôi hỏi anh chị có tin tôi không? Ủa nhưng mà tin là tin chuyện gì? Tin có nghĩa là con anh chị nó không có học hành gì hết trơn á. Tôi theo dõi từ đầu tới cuối rồi, mấy năm nay rồi. Không, cái chuyện này là tôi hoàn toàn không bao giờ tin. Tôi biết mà, trời ơi nó lo ăn học dữ lắm. Tôi đi hát tôi cũng gặp chứ không phải là không. Nhưng mà tôi thấy hai em rất là nhiều, uống nhậu nhẹt say sưa là nhiều. Cô sao, tôi nói cô nghe nè. Bây giờ cô có ghét gia đình tôi hay là thương gia đình tôi chịu. Nhưng đặc biệt cô không được gán ghép con tôi như vậy. Bởi vì con tôi nó siêng năng học hành. Nhiều khi người giống người, bây giờ đứa nào nó ăn bận không giống nhau, cô đừng nói vậy. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó, tôi quan tâm nó. Tôi đi móc bọc gì chứ lúc nào tôi cũng hỏi thăm tụi nó sống làm sao, ăn làm sao, học làm sao. Đại thăm tử tào lao sắp xuất hiện rồi, ghê lắm. Làm gì có cái chuyện mà nó đi chơi. Dạ. Thôi anh quá mà tôi phải điên rình đi mò như vậy. Bây giờ anh không tin, anh hỏi đi. Đó, anh hỏi hai người này đi. Ai vậy? Nhân viên vệ sinh công cộng hả? Giữ. Tự nhiên trong chạy lại. Lỗ mèo tôi lưa vậy. Ai vậy? Wow. Sao không? Đây hai cái người này là hai cái người chứng kiến từ đầu tới cuối hai đứa con của anh. Tôi bỏ tiền ra tôi cho hai người này theo dõi anh đó anh Tư. Là tôi tình cảm của tôi đối với anh Tư như cỡ nào. Tôi chỉ cần anh nghe tôi, cho tôi một cơ hội, tôi giúp đỡ, tôi âm thầm
để cho tôi có một cái niềm vui thôi anh Tư à. Không có đâu, bao nhiêu cái gì vậy, cái gì vậy, vậy khi muốn nói vậy làm cho không. Gia đình mình không. Ủa? Có được để ý gì vậy, vậy chị làm sao để chị im. Đây là chị nói chị thương yêu chồng tôi rồi á, chị giả bộ chị nói con tôi ư rồi đấy, chị đến chồng cô sao cô nói cái gì á, tôi cảm ơn cô cái đó, nhưng cô nói về con tôi á là tôi không có đồng ý, bởi vì tôi biết nó siêng năng học hành. Bây giờ bằng chứng đâu? Tôi biết cái tánh của anh, nếu tôi tới đây mà nói không có bằng chứng thì anh không tin. Thì đây, đây là bằng chứng đây, đây là bằng chứng đây. Không, cô không có đem hai người, người đeo kính, người khùng khùng điên điên lăn lộn rồi cô kêu bằng chứng. Điên bằng chứng anh nói cái gì? Đưa hình đi, đưa hình đi. Ông này tên Bằng, ông kia tên Chứng, chưa bằng chứng hả? Im. Đây. Thấy chưa? Đó anh coi đi. Anh dạ. Hai đứa này tới trường học là chỗ nào ông nhìn kỹ đi. Có trường học nào mà đèn chói sáng vậy không? Nó vô vũ trường nó nhảy nhót, nó uống rượu, nó cặp kè, rồi nó hút thuốc, rồi xong nó dắt đi khách sạn, rồi nó đập đá nữa, nó đủ thứ hết á. Đập đá đi, trời ơi lại. Đây. Ủa sao cái đèn mờ mờ, sao cái người cũng giống vô của nó vậy ông? Đây, mở ra cho con thấy cái mặt đó. Ba không có đâu, cái này người ta làm photoshop bây giờ hiện đại lắm, người ta chỉnh hình được. Người ta cắt cái mặt con bỏ vô được. Tôi không rảnh đâu mà bỏ tiền ra làm photoshop. Nè, nè, đây đây, chú nhìn đi, nè, có đứa nào lên trường học, có đứa nào học bác sĩ mà cái quần nó rách vậy không? Có nào học luật mà mặc đồ như giang hồ vậy không? Nè, có thể là gia đình tan nát hết rồi. Tan nát hết rồi. Đi đâu vô đây, cái gì nói bậy bạ vậy? Một đó con, một đứa con đi học mà có ăn nói chuyện với chú của con như vậy, con đá đít, con đá đồ như vậy. Ba, rồi thật ra thì cô nói cũng đúng, tại con vô trường thì hai đứa con nghe tụi bạn nó dạy nghe cái câu thơ chí lý quá, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ mà. Mần liền. Chơi còn học mất cả tương lai. Có con sao nữa hả? Tại mày không biết thôi, con sao bây giờ mày mất rồi. Ai biết, mới nghe đọc con đầu cắm đầu chạy đi chơi rồi. Trời ơi, nói chuyện đời. Ba, vậy là ba hai con tại nghe tụi bạn nói suối thôi à chứ. Tại sao? Dạ. Tụi mày không thương ba má mày à? Dạ thương chứ ba má. Con xin lỗi ba má. Ba má. Ba tại... lo lắng cho tụi con, quên cả ngày ăn ngày uống của mình. Tới giờ tụi bay lại trả ơn cho ba má bằng cách là ăn chơi lêu lỏng như vậy. Hai ba. Thôi được rồi. Ba má đẻ con ra, ngày đêm sáng tối ba má đi móc bọc nuôi tụi con. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mặc cái đồ của con này lúc nó 10 tuổi tới giờ nè. Cũng may là có cô Sáu bay. Ba thương tao, ba mới theo dõi tụi bay được. Chứ nếu không á tụi bay còn gạt cha mẹ tới mức nào nữa hả? Ba. Má ơi. Ba má, con xin lỗi ba má. Chứ thật ra là má. Thật ra là. Thôi ông ơi, con nó cũng còn dại cái mang, nó còn nhỏ nó không biết gì hết trơn. Thôi chú cũng đừng buồn chú ơi, cha mẹ sinh con trời sinh tánh, con Nhung là cô tốt, cô bắt con là phải đi coi tụi nó sao, lỡ hư cái nào là mày kéo tụi nó về mà con kéo đâu có nổi. Giờ nhắm hai đứa ra bàn kia nuôi được, để bà nuôi luôn đi. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, đi vô đây là tự nhiên chứ hả? Mới giúp được gì gia đình người ta rồi cái kêu, cái tự nhiên cái kêu chồng tôi đi về ở cô sống luôn là sao? Xin lỗi, xin lỗi. Mà ai chứ? Ý là nói là cô này cổ tốt với gia đình quá. Bà nhìn lại bà đi, bà giống như cá sấu vậy bà ơi, bà hiểu không? Trời ơi, tôi không biết là tôi cá sấu, nhưng mà người ta nói là không có phụ nữ xấu, hiểu không? Đúng rồi. Chỉ có không có thịt cá sấu cho phụ nữ ăn là bà đó. Tôi thích ở con cá sấu được không? Tao tức là tại sao cái người tốt như vậy mà gia đình đối xử tàn nhẫn vậy? Tôi cảm ơn cô Sáu đã lo lắng giúp đỡ cho gia đình tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Còn yêu nhau thì về với nhau. Cái gì đó vậy? Từ xưa tới giờ tôi yêu anh có. Cho tới giờ phút này tôi 50 tuổi rồi, tôi cũng chưa có chồng nữa. Nhưng mà tôi nói với anh chị tôi không còn ở đây nữa, tôi về Mỹ tôi ở. Chứ thôi tôi không phải ở đây mà để giành chồng của chị đâu nha. Giành làm gì, non nước gì nữa mà giành. Bà ăn hết rồi còn ăn giọng gì nữa, bà nhả cái bả không bắt người ta hốt hả? Được rồi. Không còn nha. Bà không lớn hết rồi. Cô Nhung á là cô phải về Mỹ, cô lo gia đình, rồi có công việc bên bệnh, khi nào ổn định thì cô rước ổng qua. Còn cái gì nữa vậy? Trời, cái gì vậy? Sao má mày nói gì?
gia đình đâu mà vậy? Ví dụ mà ai chứ? Cái quan trọng nó vô đây là để nó phá nát mà. À, mình vậy? Phải vững chí lên chứ. À, đúng rồi, mình phải vững chí, mình giữ vững gia đình mình lại chứ. Chị bớt giữ lại, chị bớt lại rồi chị mặc đồ đàng hoàng lại rồi chị đánh son rồi lên chút chút cũng được. Bà cũng muốn làm nhưng mà bà sợ bà làm quá bà thành á hậu cho nên là thôi. Rồi hai đứa em con cũng có làm rồi học hành mà làm hoài nó không có ra. Bà đẹp rồi, bà không có sửa gì nữa trơn, chặt cái đầu người khác gắn vô đầu bà. Trời ơi, đừng biết ông nội. Đàn ông bởi tôi nói phải vững lòng mà. Không, tôi nói chuyện hiền tới đi làm gì. Thôi được rồi, bây giờ đó tụi con vì thương ba má tụi bay ráng cố gắng học hành. Dạ con biết rồi. Lỗi đây cũng là lỗi của ba má. Dạ. Cứ đưa tiền cho tụi con đi học mà không quan tâm tới con mình nhiều đó. Từ nay trở đi á, ba sẽ quan tâm tụi con nhiều hơn. Cho tụi nó nghỉ học về mốc mốc da chai đi. Ôi mà bác sĩ nào mà đi học mà cái quần sát hán vậy. Con đi vô thay đi con. À, biết lỗi rồi mà. Tôi cũng ở đây buôn bán. Nếu có dịp gặp lại. Còn yêu nhau thì về với nhau. Ủa cái gì vậy? Vậy yêu hoài vậy? Cái khác cái quỷ này ghê. Chân nó ngắn ngắn ngắn. Cái vô trọt hoài à. Dùm cái tôi. Thôi bỏ đi. Hôm mấy giờ tôi cho anh 100.000 đô anh xài. Cái gì vậy? Đây bậy bậy đừng đừng. Mắc mấy gì cho 100.000 đô. Cho 100.000 đô là cũng đưa tiền cho mấy đứa này đi hút chích nữa. Cho em. Trời ơi. Ông lạnh quá. Cảm ơn cô. Cô lo cho gia đình tôi như vậy á là tôi mừng lắm rồi. Để cho tôi biết tụi nó như thế nào để tôi sửa sai. Dạ. Cô cứ qua lợi lo công chuyện rồi rảnh rảnh ghé thăm vợ chồng tôi. Tôi hy vọng lần sau cô tới với cái sự chung sức của con cái tôi, gia đình tôi tốt hơn. Dạ chứ bây giờ là thôi. Ơi khổ quá rồi. Nếu mà anh nói vậy thì tôi quá mừng. Dạ. Cảm dạ. ơn cô. Không có gì. Dạ cảm ơn chị. Cô đi. Dạ cảm ơn chị Sáu Nhung. Chị nhớ gửi 100.000 đô liền tay trong ngày hôm nay nha. Thảm tiền quá. Thưa quý vị, vừa rồi là cái tình huống của chị Phi Nhung. Và chị Phi Nhung phải nói là một người dày dạn kinh nghiệm trong cái việc xử lý và dày dạn kinh nghiệm trong cái ứng xử ở đời. Xử lý rất nhẹ nhàng, rất tinh tế mà đôi lúc những lại có hài hước nữa. Và bây giờ sẽ tới tình huống buổi chiều. Chúng ta sẽ cùng đón tiếp khách mời diễn viên Quỳnh Lập. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Hello. Hello. Hello, how are you? I'm fine, thank you, bye thầy. Đúng rồi. Này là cái nhà mà. Đâu phải cái goma đâu mà sao kêu qua em goma nào cả lâu nha. Lời nói đầu tiên cho Gia Lan xin gửi lời chào thân thương cho trân trọng tới Gia Chu. Mời Gia Chu ngồi. Nói nào ngay là bữa nay Gia Lan tới đây bàn một vài chuyện. Và trước khi bàn thì Gia Lan có một câu muốn nói như vậy. Tôi là Gia Lan nên tôi nói gì thì mấy người phải nghe. Không nghe là dân làng bắt ra trừng phạt là nhổ hết lông. Bớt hết không còn một công lông nào. Yên tâm không có lông không sợ. Dạ không có lông thì hết lông thì lột tới da. Lột da xong mà không còn da thì mình lóc tới xương. Đó mình lóc hết xương không còn răng mình bẻ luôn răng. Nói chung là làm hết tất cả mọi thứ. Nha. Cho nên là nói gì là phải nghe theo. Dạ dạ. Dạ làng là trên hết. Rồi cho gửi đứa con đi. Đây đây. Con ờ thương nè con đi. Chết rồi nó đòi bù rồi. Bên đây con xưa nhiều nè con. Tôi ra chú có cái gì cho bù đi. Ô ô ô ô. Thôi chịu thua con luôn. Biết sao không? Năm con khỉ thì chơi khỉ. Năm con mèo thì chơi mèo. Tới năm con chó tự nhiên bị chơi là chơi chó. Đúng rồi, năm con chó là chơi chó đúng rồi. Rồi, giờ vô vấn đề chính. Dạ. Chẳng qua là lên đây thì thực hiện một vài điều trong giao ước. Là gia đình mấy người là gà con gà cho gia đình tôi. Ha. Thì hôm bữa có giao ước rồi là bây giờ mấy người nói lại cho tôi nghe là
gồm những điều gì trong một cái bàn ăn trong cái bữa tiệc? Làm trâu. À, trâu 8-9 món vậy đó. Trâu. Trâu nướng, là trâu luộc, rồi trâu phơi khô. Ừ, không được, không được. Bây giờ xã hội gia nhập WTO rồi, ai mà ăn thịt trâu nữa, ác lắm. Trong bàn tiệc là phải có nè, bánh flan, cacao, dưa, cappuccino, paparotti, matcha. Thì dưới ăn, ở trên núi không có. Mình nhập, mình du nhập lên đây. Đó, paparotti. Ồ, nó đòi bu chuột à? Cho nó bu đi, cho nó bu, nó quen sữa và làng rồi đó. Rồi, ngoài cái đó còn cái gì nó nói tôi nghe coi. Thì nếu mà Gia Lan muốn đại gì thì đại thôi. Còn nếu không là vô rừng bắn khỉ về ăn. À, không được, sao mà nhà này ngộ ghê. Nhà này có một cái truyền thống giết đồng gia khen. Sao mà cứ đòi hết được giết trâu giờ tới giết khỉ. Ngộ ghê. Thì đâu có biết, bây giờ Gia Lan quy định á. Thì làm đại đám cưới á thì ba con lên xóm mà tới ăn giọng rồi về. Chứ đâu có ai làm. Đi ăn đám cưới tới ăn giọng. Ăn giống anh nó về thôi. Cái truyền thống gì ngộ vậy? Mai mốt mà ai mà tới đây do tới ăn giống, tôi tới đây tôi không cho ăn, tôi cho giọng không. Tôi giọng vô trong mặt từng người. Cũng được, cái đó Gia Lan lớn mà, Gia Lan muốn làm gì làm. Rồi, bây giờ thì tôi cần là có mặt cô con gái ở đây. Để tôi kiểm tra một vài điều coi là có xứng tầm với gia đình của tôi không. Dạ. Bớt tăng đồng. Bây giờ là trên đây không còn giết trâu nữa nên trâu nhiều lắm. Điên là trâu hút nha. Rồi. Đâu đây giết, con. Đâu bên đây bu được rồi nè, bên đây bu nè. Rồi bu bên đây nha con. Trời ơi, cái gì vậy trời? Thề với chị luôn, nó bu chị 3 ngày, chị hạp y như tôi. Cái gì? Bu 3 ngày là sao? Là nó bu vô người chị á, nó bu à, vô người nó bu, chị. Nó bu. Chứ còn đâu nó bu là hết xưa rồi. Chị nghĩ như vậy thôi nhưng mà tôi cũng rất thích suy nghĩ của chị. Chị ra đây là con gái mẹ. Con gái mẹ. Con đây, vợ. Đây là con mẹ. Ấy không phải là con mẹ mà là con gái mẹ. Chứ mẹ ở đây không phải là cái chữ mẹ đâu mà là mẹ. Thì làm vậy. Ở dưới miền Nam á, người ta nói con gái đẹp là con gái mặn mòi. Là nó phải mặn. Còn trên đây thì con gái nó phải chua chát. Nó chua thì có mẹ thôi, con gái mẹ. Ý ông khen tôi là đẹp như trái me đó. Đúng rồi đó, người cũng hơi chua dữ lắm, lên tâm đi nghe. Dạ. Bà nội này sao bà mê tôi, bà bú, bà bấu tôi hoài vậy bà. Không, tôi nói rồi, nó mê bu dữ lắm. Tay cũng để đúng đỉnh điểm ghê vậy đó. Ghét ghê à. Thôi bà làm gì làm đi, mệt quá. Đó, thấy chưa? Nhây tôi nhây lui rồi nó cũng nhây vô cái người của ông à. Khi quen đường cũ. Dạ. Khi quen đường cũ. Dân tộc mà bò dấu thôi cho nói, có dấu không nói được. Vì là cái này bày rồi. Chúng ta phải hội nhập. Ở đây mình nhiều khi là bình thường mình nói tiếng ngang tràng không có dấu. Nhưng mà đôi lúc tôi nói chuyện mà cũng phải nói tiếng miền Nam. Những lúc mà tôi nói tiếng miền Nam là những lúc tôi sống thiệt với giới tính của mình. Sống thiệt với cảm xúc của mình. Mỗi lần cảm xúc dâng trào là nói tiếng miền Nam. Thôi vậy đi cho khỏe. Vậy đi cho khỏe. Ủa gì nay giờ là xong giả tàu hết ha. Giả hết. Giả hết. Giả trời. Thôi giờ mình sống thiệt chung với nhau đi. Dạ, vợ chồng tôi đi. Là sống thiệt tình rồi làm gì có da. Chị da là chỉ có chuyện. Lấy con khỉ này ra rồi giết lột da nó thì mới là sống da thôi. Ôi đúng hai vợ chồng luôn á trời ơi. Hai vợ chồng tối ngày cứ đè khỉ ra giết không à. Khổ ghê vậy đó. Ngày xưa thôi, bây giờ hết rồi. Bây giờ nuôi con khỉ da này mệt chết cha rồi còn đã là lột da chị nữa. Rồi. Chuyện vậy nè. Tôi nghe nói là con gái của chị á là không có muốn lấy chồng.
mà nó muốn xuống thành phố á, nó học đại học. Nhưng mà chị nói là con gái học nhiều chi về nhà nó xem thường chồng nó. Cho nên là chị không cho nó học, chị bắt nó lấy chồng. Rồi, nhưng mà chị cho tôi lý do đi, tại sao chị không cho nó học? Tôi thì không đi học nên tôi không biết. Đè ra là thất học luôn rồi. Trên dưới nhìn lên nhìn xuống chỉ biết ông chồng thôi, không biết cái gì hết trơn hết. Nhìn vào hai người thấy hai người là không có kiến thức học, cho nên là muốn con đi theo chồng cho khỏe, đúng không? Thấy mấy đứa nó học thì cũng muốn cho con đi học. Nhưng mà học ra giờ 3-4 cái bằng rồi nó cũng thất nghiệp như thường. Nó cũng về buôn mình, nó cũng làm cà phê, nó cũng làm rẫy. Học chi cho nhiều, học cho biết cái chữ, đọc cái báo, đọc chí, để chi? Để học hỏi thêm mấy cái kinh nghiệm, phân bón, thuốc men rồi này nọ, lo rẫy vậy cho rồi. Có chồng để chi ly, chi ly. Phải học, học đến chi, học về dạy lại thằng chồng. Phải chi, nó học lúc nhỏ thì được, giờ nó lớn rồi, nó 18, 19 dạ, rồi. Học gì nữa? Trời ơi, học học tới tuổi lấy chồng. Mở chứ có gì ở đâu. Tôi nói ông biết là tôi không học hành gì, trên hỏi tôi cái gì tôi cũng biết hết trơn. Các làng này nhất chồng tôi, nhì tôi, cái gì tôi không biết hết trơn. Dạ không, nói được cái nhiều chuyện. Nhìn mặt chị nhưng búp bê bị hư vậy thiệt á. Cảm ơn. Có một mình ông anh kêu tôi búp bê, nguyên cái làng này nó vừa thấy tôi là nó kêu ma dài, ma dài. Chắc là con gái mẹ cũng giống như con gái. Không có, không có, nó khác. Gái con xinh lắm à. Gái con nó lai con, nó đỡ hơn. Vậy ha. À, để kêu nó về. Ờ, kêu kêu nó ra coi nó đẹp sao. Thôi đừng có mua nữa, chào Gia Lan. Dạ, chào Gia Lan. Chào cho đàng hoàng. Dạ. Mấy mốt đừng có tấn cái đó vô trong mặt, ngọt lắm nha. Nha, nè muốn bu không con, bu luôn. Không, không có chịu con đâu. Tôi biết cô học rất là giỏi. Dạ đâu có. Học giỏi nhất là tiếng Anh. Dạ đâu có. Rồi đâu, nói tiếng Ả Rập tôi nghe coi. Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. À, nó nói Ả Rập rồi. Nãy giờ là con đang bị sống giả tạo đó. Không có. Mình sống thiệt, mình phải nói tiếng Nam. Dạ, Ả Rập, Ả Rập, Ả Rập. Đó, đúng rồi đấy, mình phải quay đúng không? Sao chị à? Chào Gia Lan á. À. Chào Gia Lan. Ở đây thì hồi nãy giờ tôi tới đây là tôi hỏi cưới. Để cưới tôi nè. Hả? Cưới tôi. Chào ba, chào mẹ. Ủa cái gì vậy, cái gì vậy? Đấy, nãy giờ lại hỏi cưới tôi. Vậy là sao, vậy là sao? Tai tôi làm sao? Hả? Chào. Nhìn, chào, 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 chào. Nó nói là tại sao nó yêu cô mà lại cô đi lấy ông già làng này. Vậy là đây. Yêu đây. Đúng. Mà hai ông bà lại hứa là gả đây cho đây. Bây giờ sao? Phải giải quyết cái chuyện này cho tôi, để con trai tôi nó không nổi. Nó phát tình bây giờ nó không nói được luôn rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Trang Gia Lao, Trang Gia Lao. Gia Lao là gì? Trang Gia Lao là chào Gia Lan. À, chào, chào Gia Lan. Tại sao hẹn ra bờ chuối mà bây giờ còn đứng đây? Cái gì đó? Đây là hẹn ra bờ chuối làm gì? Kiếm em bé. Em bé nào ở dưới chuối? Kiếm em bé ở trong đây. Ê, bay, bay, bay. Không, đừng đi, bay. Đi chứ không có bay. Bay, cầm bay ông nội. Trời ơi, vậy là không những yêu bên đây mà còn hẹn hò với bên đây mà còn đòi gả đây cho bên đây nữa. Quen nhau 3 năm rồi. 3 năm rồi. 3 năm. Hẹn bờ chuối 385 lần rồi. Không có. Đi ra bờ chuối. Không phải. Bây giờ có đi ra bờ chuối không? Đừng đứng yên để giải thích. Có đi ra bờ chuối không? Trời ơi, nhau muốn chết luôn mày đây rồi. Nha. Mấy người lộng hành rồi, ở đây tôi già làng nha, không được qua mặt tôi nha. Dạ xin lỗi già làng, con đi về. Ê, cái thằng đánh xanh bỏ đỏ mắt bò mặt ngựa trắng đó, lưới heo kia mày review lại. Mày thấy đã rồi cái chuyện là sao mày muốn buông vô, nghe quen không? Cái vụ này tôi bị hoài à, ngày nào nó cũng vô nó chọt chọt, xong nó chạy ra nó chọt chọt chọt. Ra mời chú đi. Đứa tụi bay. Đấy, mày đừng đây đi mày ơi.
bước qua bên đây, bước qua bên đây là phải giải quyết cái chuyện này, tôi không có chịu được đâu nha. Lạ qua tôi cho khỉ bú hết trơn bây giờ. Cái gì? Nè nha, hai cái chàng thanh niên nha, có tin là tao tát một phát á là bi sao? Văn bi. Mày có tin là tao tát một phát là đầu mày lật ra sau lưng, đít mày chống vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn không hả? Chào mẹ ổn. Cái câu này của bà già già mà à, Thuy Nga ngày xưa bà nói á, bắt trước lại y chang. Quay cái đó vừa anh. Có đó mới phần 1, tao còn phần 2. Dạ. Sau khi tát xong tao đấm thêm một phát là ha, họng toát ra làm 3, da rách ra làm 4, mà cái rốn bung ra làm 5, cầm xòe ra làm 6 ha. Con cháu nhận không ra kêu cha má mày ra bãi ta ma mà hốn xác. Trời ơi. Xin già làng đừng tát con. Con chờ quá. Con đi về. Đi đâu? Mày không đi đâu hết trơn. Mày không phải giữ mày lại đây. Tự nhiên đâu vô đây bao đồng chọt chọt đi, đi vô vô ra là không có dễ đâu, ngồi đây nha. Yên trí đi vậy là nó không đi đâu được đâu. Tôi có một bí mật và bây giờ tôi muốn nói ra. Thật ra tôi không phải là già làng. Trời đất ơi. Anh là người yêu của em. Mày không phải già làng, mày không phải già làng. Mà hồi nãy giờ mày chửi tao. Chửi tao tao. Mày không chửi tao. Bây giờ mày không phải già làng, tao không biết chứ. Em khởi mi. Đây anh nhắc cho em nhớ. Cái mối tình giữa anh và em. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ, mắt bị lé. Em đừng có chọt vô. Con gái vậy vô duyên lắm. Có một cậu bé mồ côi cha mẹ, nhưng mà sống với dì ghẻ. Nhưng mà dì ghẻ rất yêu thương cậu bé. Mỗi ngày cậu bé đi làm kiếm tiền về nuôi dì ghẻ. Nuôi bằng cách nào? Đi giao bánh pizza. Và một ngày nọ đi giao bánh pizza tại một chung cư, và tại đó có một cặp vợ chồng sống thử với nhau. Họ sống thử với nhau rất là chan hòa hạnh phúc. Nhưng một ngày nọ họ cãi lộn. Họ cãi lộn rồi ông bảo vệ mới đứng ra giải quyết cho mâu thuẫn của họ. Giải quyết xong xuôi hai người làm lành, ông bảo vệ trở về ngôi nhà sống yên ấm. Cuối cùng một ngày nọ anh ra chợ gặp em và anh yêu em. Mà có nghĩa là câu chuyện nó là móng tay thôi, mà kể cả nguyên một bàn tay để chi, thêm thắt vô cho câu chuyện thêm sinh động. Mà câu chuyện hết chưa? Hết rồi. Tao về. Cho trốn nữa. Cho về đi, giải quyết được nhân vật nào đỡ nhân vật đó. Bây giờ tới ta là già làng. Bây giờ ta nắm quyền già làng. Ủa đời, cái đó vô là cái thằng thanh niên này ở đâu, ở đâu đây, chót xuống đây vậy? Tôi có thêm một bí mật thứ hai. Thật ra cái bộ tóc đó là của cha ta, và cha ta là già làng. Là ông là ai? Ông là con trai của già làng. Nhưng mà về làng này phải biết nghĩa lễ, qua gặp người ta phải gặp ba gặp ma chào hỏi chứ không phải da dớt về già già làng vậy. Lực ở đây là không có cho. Hồi sáng già làng bị đau bụng rồi, anh cử tôi qua đây. Nhờ tôi thay ba qua đây nói chuyện, tôi mới phát hiện ra một chuyện là làng mình có một cái hủ tục không nên giữ. Đó là bắt gã ép cho bằng được. Tôi không muốn như vậy nha chưa. Ê! Còn cái quần ở trong chị ơi. Đó, cái già làng đó xuất hiện nữa. Người ta có câu à, lực gì cho ba ta. Lực vua à. Chúng ta nên giữ lại những cái gì mà truyền thống đẹp thôi, còn những cái hủ tục thì nên bỏ nha. Em á nên uống thuốc tăng cường chứ nhớ đi, em bị mất nhận thức rồi đó, không còn nhớ một cái gì nữa hết. Nhớ hết mà. Nhớ gì nói coi. Anh là già làng nè. Rồi đó, hiểu rồi đó, nói vậy lại là mất nhận thức rồi đó. Người ta ở trên thành phố xuống. Dạ, trên thành phố. Đó, trên thành phố xuống mà dám đứng ngang ngửa với tao nói chuyện gì đó. Đó, thấy chưa? Dạ, em xin lỗi. Về uống thuốc đi nha. Trời ơi, con ngồi luôn hả? Người lớn đứng mà sao ngồi ra bày. Dạ, thôi vậy để cho con quỳ đây để xứng đáng để làm con rể. Thôi, được rồi. Nó có cái bụng á, xuống đây. Nếu mà hai đứa bay yêu nhau cứ nói đi. Ba gã sợ quá nên giấu đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy chưa, nói rồi đã nói yêu mà giấu. Thôi được rồi, nếu mà con thiệt sự yêu á thì bác gã không có sao hết. Bây giờ tao cũng mở mang lắm rồi.
ba, nhưng mà chỉ con điều á là theo phong tục á là phải bắt rễ về để ở rồi lo lắng dạy dỗ trẻ em ở trong bản trong làng được không? Được luôn, với những cái kiến thức mà con học ở dưới Sài Gòn lên đây con làm được hết cho cha luôn. Rồi vậy được rồi, quyết định ơi. À, mai mốt là xuân gặp cha mẹ con làm đám cưới luôn ha. Làm luôn nha. Chào đám cưới không mời đi về đi. Đi về đi. Về đi. Về đi. Về luôn. Đi về luôn. Đi về luôn. Dạ con có đăng lê quy. Có đăng lê quy. Vừa rồi là tình huống của gia đình. Sao mặt căng quá vậy? Căng cái sao không căng? Tại sao căng? Tự nhiên con trai mình yêu con cái vậy ta. Nó nổ mầm khung riêng luôn. Qua là không có được giải quyết gì hết trơn á. Tự nhiên gả cho cái thằng ở thành phố. Không sao đâu. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Yeah, xin chào. Ôi, là chơi vui quá. Con muốn chơi. Vô rồi, vô rồi. Con muốn chơi. Ôi, con muốn chơi. Khoan đã, bây giờ vô đây, vô đây, vô đây. Lại đây. Tất cả mọi người tập trung lại đây. Bây giờ con bà này đâu? Con bà này là ai, con áo đen này. Con tôi đây, con áo đen qua đây. Thằng này với thằng này là con hai đứa này đó đó. Rồi đây là vợ tôi, là đây con tôi. Qua đây qua này, qua đây gia đình. Gia đình con qua đây con. Đó, đó. Hai đứa con, hai đứa con. Xin đôi, xin đôi. Này này chị con. Trời ơi. Không, anh con. À anh con. Cái này phải dạy con, tại con không phân biệt được giới tính á. Ê, nói nghe nè. Bèn ơi, bây giờ anh về anh hỏi chị lại nha. Không biết phải con anh không, cho tôi thấy nhỏ này giống con Bạch Long đó. Mặt y chang Bạch Long luôn. Bà bậy quá, lúc bạn ơi, qua bên kia chơi đi bạn. Lúc có bầu coi hài Bạch Long và cái mặt nó y chang hả? Con thằng này nha, coi lại coi nó có bệnh tật không, chứ nhìn mặt nó si chum đau quá bà ơi. Con tôi mà bà nói vậy, bà coi lại con bà đi, bà coi lại con bà đi. Sao con tôi sao? Ông nói tập tạ, tập tạ đâu mà nhau đô quá vậy? À, con tôi ông biết nó tên gì không? Phi thường. Con bé này chị ơi, con bé này giống chị lắm chị ạ. Ừ. Đặc biệt là cái điểm lùn. Lùn bà sao bà cứ khoe con người ta, không con mình đấy bà không khoe. Ơi con của bác giải mộ. Ê con đừng có nói bạn vậy nè, không phải tôi khen chị với ông anh đẻ đứa con mà nuôi quá khéo luôn, nuôi sao mà nó dư dinh dưỡng, tao nói như nhìn như con heo kìa đó. Nhưng mà nó giỏi lắm. Nó giỏi vậy tôi không biết, cho tôi thấy nó mập quá, nó ăn hết phần ông anh. Người ông anh như con khô, nó như con heo, không được. Chừng nào nó qua nó ăn nhà bà thì bà mới nói. Được. Đúng rồi, má tôi giỏi mà. Chửi má lắm á. Đừng. Trời ơi, con bà bằng con tôi không? Đúng. Xin lỗi bà. Trời ơi, hai cái nhà này cãi hoài. Nhìn nó như vậy thôi. Nhưng mà nó rất là độc đáo. Đúng. Độc đáo ở cái chỗ mà nó ăn mặc thôi. Đó. Rồi tài nghệ của nó còn ghê hơn nữa. Bà chưa thấy nó cắm đầu mà nó quay 80 vòng đâu. Làm gì vậy? Làm đi con. Làm cho bác coi nhanh làm, lên. Đừng làm mất mặt. Làm đi, làm đi, làm đi. Làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng làm mất mặt ba. Đừng có cắm đầu vậy, mất công á. Người đầu bạc tiễn cái đầu xanh ghê lắm. Không được đâu. Chị ơi, nói chẳng phải khoe chứ. Con em từ lúc sinh ra ấy mà em nó biết nói tiếng Anh trước khi biết khóc chị ạ. Ở nhà mẹ con em toàn nói chuyện tiếng Anh với nhau. Con ơi, vài lời cơ bản con ơi. Hello mom. Hi con. Trời ơi. Con ơi, tiếp đi con ơi. Con với cô làm đang bao nhiêu? Đúng rồi á. How are you? I'm fine, thank you. Em con? I'm fine, thank you mom. Ok, không vấn no problem. Chị ơi, mẹ con tôi nhà giao lưu bao tiếng Anh. Nói chung là chị mẹ con chị giao lưu là nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn á. Đại loại là vậy. Thì đúng là mèo khen mèo dài đuôi, chứ tôi là không, cuộc đời tôi đẻ đứa nhỏ này ra không bây giờ tôi khen nó. Cái sự mà sinh ra nó giống như một gọi là cái thiên thần mà thần đồng. Hát đi con. Con hát lên để con thể hiện được cái giọng của con là cái một cái đứa trẻ thần đồng. Hát một cái là Phương Mỹ Chi cũng đi ngủ luôn. Vậy không má? À. Hát đi con. Cháu ơi đừng ra cỏ ăn người ta, coi chừng ăn cám heo nhà người. Trời lắm. My God, my God. Tôi không biết bà đẻ ra cái gì mà tôi thấy ăn cám với ăn cỏ là tôi hiểu con bà rồi đó. Oh, thì nói lại tại má con nói ăn mà. Mày được cái đúng là khôn nhà dạy chở nhà, mày hát hay mày ra đây tự nhiên mày không hát nó bỏ đi. Ê, nè con nói má nghe. Má nói con nghe. Sao lại đi đâu chị, đi qua nhà chị đâu mê con tới đi đây bóp bóp đây nè, đây nè. Nãy giờ khoe con hát chưa? Xin ơi, nè,
Đặc biệt con em người ta đẻ cái gì ra chứ em không biết, nhưng mà thằng này là cái miệng ra chứ. Bây giờ là nó là có năng khiếu luật sư lắm. Một xóm là không chơi lại nó đó. Vậy đó hả? Lẻ lên con máu, làm cho má nữa mày nữa. Mày là sao? Em tất cả. Đâu có, ý mẹ con nói là con là luật sư rồi, con có chức năng hùng biện á. Nãy giờ anh em con nằm quá trời luôn, không ai để tâm lý hết trơn. Nằm một hồi mà tao nói mà khói bộ nó lấp đầy hành hai cái mộ luôn mà không ai để ý. Đó, còn này đó nè. Trời đất ơi, tôi chưa thấy ai bao tôi thấy bạn nào mà thiệt nha, bạn bằng tuổi tôi mà bạn y còn già hơn là cha mẹ tôi nữa. Nhìn đúng bạn tôi không biết tôi là kêu bằng bạn hay là tôi kêu bằng chú nữa. Còn bạn á nha, bạn tuổi con chuột mà tướng bạn như con heo, bạn ăn hết của cha của mẹ rồi. Trời ơi, mới bây lớn là bạn phải đi làm lụng kiếm tiền chứ. Con nói nãy giờ quá trời mọi người phải thương con chứ. Đây, nãy giờ con thể hiện cái sự năng động của tuổi trẻ của thiếu nhi đó. Con hiền lắm, cái miệng con nói vậy thôi chứ cái bụng con rất là lành, không có nghĩ gì hết á. Trời ơi, thấy thương quá trời. Bây giờ sinh đôi là thường thường nó giống nhau lắm nè. Còn thằng này sao nè? Con nó nói sao? Con nó nói coi nó nói được không? Cái thằng này á là cái gì nó cũng biết hết luôn. Mà tài năng nó chưa biết gì, coi nó mập mập tròn tròn chứ này dẻo lắm nè. Con uống dẻo nè, con uống dẻo coi nè. Sạch ngang con. Cuộc sống này vô vị lắm. Con trai là cho mẹ trai à, mày nó mập thể tay. Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính. Thôi nó bị khùng rồi, nó bị khùng rồi. Thua rồi. Nó thua rồi, nó bị khùng rồi. Ba mày bên kia. Đúng rồi chị ơi. Con nói bị khùng rồi. Không phải. Ba. Mẹ ơi, có khi nào anh bị tâm thần phân liệt không? Không phải. Mẹ ơi. Anh con nó bị suy đau. Với lại này con nó đúng rồi. Cái gì? Bộ phụ thủy. Má tử mày. Phụ thủy. Thôi. Trời ơi mấy đứa nhỏ. Ê, đi đâu rồi? Thế đâu giờ tôi thấy nó nói cái câu đấy là hợp lý đấy bà. Hợp cái gì? Bà, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà là hư nhất á. Bà dạy con cái kiểu gì kỳ cục. Bà dạy nó nói tầm bậy tầm bạ không à. Thế thì yêu thương con tôi và cho nó ăn 6 bữa một ngày, rồi dạy cho nó những điều cơ bản, những ngôn ngữ, những language thật hay, giống như là tiếng Thái Lan, tiếng Anh và tiếng Campuchia. Sao bà dạy tiếng Thái, sao bà nói tôi nghe coi. Thả phun thả. Tiếp rồi, đi con. Bà nín luôn rồi. Bà khạp có được nhiêu đó rồi, bà còn khạp nữa. Đời đó. Khạp gì khác không? Campuchia. À nó mà khạp. Ôi trời, nó giam tới bên này luôn rồi mẹ ơi. Thôi con. Trời ơi, hai cái này thân quá vậy. Cái này là, nè tôi nói chị nghe, cái chương trình này là chương trình là tụi mình ở trong xóm là lâu lâu ra đây rảnh rỗi khoe con. Mà chị nãy giờ chị cứ thể hiện tài năng hoài, tôi thấy chị kỳ cục quá. Tài năng là cái xóm này không ai tài bằng tôi. Tôi nè, nghĩa? Người đàn bà nè, không chồng mà có con là thấy tôi tài năng rồi đấy không? Đây nè, bây giờ tôi thấy con bà nó hơn bà nè. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc nè. Bây giờ nhiêu đó mà nó cua trai là tôi thấy nó tài năng hơn bà đó. Trời ơi con ơi. Trời ơi mày cua mày lựa cái nào mày cua. Bộ phụ thị. Mày lựa cái thằng đẹp, mày cua cái thằng xấu quắc hay quẻ mày cua vậy con? Con đâu có đâu, con chơi đồ hàng với nó mà. Ủa con chơi đồ hàng á? Nè, nè, nói về tài năng nè. Con tôi ha, dụ như tôi nói là con cưới chồng. Hát cái bài cưới chồng sao con? Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, chim ru điệu hát, dòng hò trên môi. Rồi, ly dị. Hát bài nào ly dị? Má tao kêu tao hát, mày kêu không có được, tao không hát đâu mày. Tao biết nè mày. Mày hát đi. Kết thúc, cuộc tình này đã chấm hết, cuộc tình này đã phôi phai. Nhờ chị mà tôi biết được tài năng của con tôi. Thôi chị ơi, con chị thua rồi. Con người ta giỏi hơn, nhưng dù sao không bằng con tôi. Làm sao con bằng gì làm gì, con gì làm gì? Con tôi mà hát những cái ca khúc mà về tình yêu mà chia ly thì nó lại còn là đỉnh điểm chị ạ. Lên đây mẹ với con mình xong ca. Con là Đan Trường, mẹ là Triều Vy. Ok. 2, 3. Quang chào hằng chi, chào vô hằng chi. Rồi bà này đâm ban rồi đó. Ô chào hồ ly, giờ đã chia ly. Con gì hát cứ như nhai ngải trong họng à. Đúng rồi con, thể hiện đi. Con là con nít cho nên con sẽ hát nhà thiếu nhi. Đúng rồi. Hát đi con. Mèo 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 rửa mặt như mèo. Sâu sâu lắm
chẳng được mẹ yêu bà lắm. Tao bà trăng, bà trăng rồi lại vàn bông ở giữa ngơ. Bông lê cho bằng bông hồng em dành tặng cô. Một bài ca em hát riêng tặng thầy viết bản. Bụi phân rơi rơi có hạt bụi nào hóa khí tâm tôi. Vì một mãi tôi trở về làm cát bụi. Dạ, tại vì con hát là con hát từ lúc con đẻ ra cho đến khi mà mồ chôn thanh cỏ luôn. Dạ. Ôi, con chị nó hát, tào lao. Hát cái gì mà nó trộn hầm bà lằng mấy bài vô. Đó, gọi là remix. Bà trộn như nó được không? Không, tôi không có cần trộn. Bà trộn tôi coi coi. Tôi không có trộn được. Con tôi nó trộn. Đó, đó. Con, dạ, trộn đi. Con hát mà cái kiểu mà giống như là hoàng hôn mà nó lên mà tới trời trời tắt nắng cho mẹ đi con. Cái bà đưa ra cái gì mà khó cho con bà vậy, hoàng hôn lên mà tới trời tắt nắng á. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Đó, nó con lên rồi tới dòng sông. Mày khuya, hát mày khuya. Vô, khuya đi con, khuya đi con. Gió lành lành buồn ơi, khuya nay anh đi rồi sáng trời đưa lỗi. Ok, chị quá. Hai bài Bình Minh. Bình Minh hả? Ừ. Bình Minh hả? Bà Bình Minh sẽ mang em đi. Bình Minh đã mang rồi. Bình Minh sẽ mang em. Nó con hát rồi, nó con hát rồi, nó con hát rồi. Dạ, nó con hát rồi. Con thôi, 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 được rồi. Tôi nói cho mấy anh chị nghe. Làm gì làm á, mấy đứa nó cũng còn nhỏ. Ráng cố gắng. Đừng có tâng bốc con mình quá. Mình khen con á, hay là thương con á, cũng phải chiều con cũng vừa phải thôi. Đừng để coi chừng tụi nó hư nghe không. Ờ, tôi đâu có chiều con vậy đâu. Đó, đó, sao con mày phá, vậy? Mày phá. Con về đi, về đây. Ây, trời ơi, sao con quýnh mẹ, mất dạy. Ủa, anh ơi, anh phải dạy. Mày biết quýnh dạy đó. Con có bắt mày quýnh đầu hơn. Trời ơi, trời, nó quýnh nhau. Trời ơi, nó quýnh, nó bắt nó bị khùng rồi, cho nó vô bệnh viện đi. Rồi, xong con nghỉ rồi. Đó, con chúc mừng con. Trời ơi, thôi con à. Thôi anh ơi, anh thiệt luôn á. Anh già không có mà anh nhỏ không tao luôn nè. Đừng quýnh mặt tao hả? Quýnh mặt tao hả? Trời ơi, không có được. Tí con ổng có nhiều sức khỏe để kiếm tiền nuôi gia đình. Má. Sao tới giờ này mà cũng chưa thấy tía với chồng con về nữa? Ôi con lo gì, tía con ổng đâu có dám la cà đâu mà con lo. Cái này chắc là đẩy rồi thêm một xe nha, rồi hai người vác nha. Bữa nay tiền nhiều hơn hồi bữa đó con ơi. À, má mai xong chưa? Để chiều nay con đem hàng giao cho người ta luôn. Ôi trời ơi, còn hai cái nữa mới xong. Ba ngày làm đâu được chừng 3,000 cái gì đó, có mấy chục ngàn đồng bạc à. Đúng là làm đồng tiền đổ mồ hôi sốt mắt mà. Còn con cũng vậy, làm suốt cả ngày à, chỉ có được vài chục ngàn. Vậy á mà con thấy thiên hạ ăn chơi suốt sáng thâu đêm. Tiền triệu bạc trăm dứt rải dài dài trong những quán ăn nhà hàng thiếu vô. Tiền kiếm nơi nào mà họ xài chẳng xót xa. Đúng là người ta ba thứ người ta mà. Chắc chắn á, không phải tiền của họ làm ra, và họ cũng chẳng bao giờ khổ cực như chúng ta. Nhưng mà con ơi, số phận của mỗi người có tài mà kém đức thì ai cũng như ai. Con cũng nghĩ vậy đó má. Đừng có lên voi, làm gì có ngày xuống chó ha má. Ôi, cởi voi cởi chó làm gì cho mắc công lo sợ. Cởi chồng là chắc ăn hơn con. Nè, nhớ không thay đổi cách quản lý. Ý, tí con cũng về tới nè, coi dọn cơm con. Dạ. Đàng hoàng đi. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá. Tía ơi, chóng mặt. Xe thắng hết ăn luôn. Tía ơi. Gì vậy? Tía đâu rồi? Đây nè. Hả? Bộ mắt mày nghiêm trọng lắm hả? Không biết nữa tía ơi. Không thấy gì luôn hả? À... Mày ngon. Không thấy. Mày ngon. Không thấy. Sao không thấy sao đỡ? Không đỡ đuôi con mắt sao? Sao mà nó không thấy? Tía. Gì? Công nhận tía hay quá ha.
người giá dám ở chỗ chỗ làm thì cá độ với người ta ăn 30 trứng hột vịt lộn. Trời trời Phật đất địa ơi, được có 150 rồi. Gan quá trời quá đất à. Lỡ chỉ bị sình bụng sao? Bể bụng với bà sình gì? Ráng nuốt kiếm tiền nuôi vợ con mà. Bây giờ nhắc tới hột vịt lộn là ói liền đấy biết không? Mày cũng vừa gì? Tướng mày lớn gì đồ vật lộn, thằng kia ăn mấy trăm ngàn mà vật lộn gì xém chết. Nó đánh đứt hai bóng đèn là chưa vừa lòng mày hả? Cũng gì anh dùng tấm áo. Thôi được. Bây giờ tiền đâu? Tiền nè, chỉ giữ đi. Giấu đâu? Lột đích tục thằng Tài à. À, có mua trái cây. Má, ăn trái cây trước hay là ăn... À, để trái cây đi. Hai khó. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Ai kêu tôi đó, có tôi đây. Chút xíu nữa ăn cơm mà sẽ... Dạ. Tía ơi, ngoài nhà mình có trồng cây chôm chôm hả tía? Chôm chôm cái ông nội mày. Trời ơi, cái đầu tôi mà nó bươi vậy nè. Xin lỗi má. Cái thằng quỷ này nó đuôi rồi sao mà. Xin lỗi má. Tía ơi, tía đâu rồi tía? Tía à? Tía ơi, mày đi đâu vậy? Trời ơi, đi đâu vậy? Đây. Trời ơi, định ăn xác cái thằng này. Không có đâu, không có, dao nè vợ. Con mắc ăn sao vậy? Hả? Liền. Dạ. Không thay đổi kinh quản lý. Dạ. Mắc sao vậy? Mắt anh bị té. Ở đâu? Té ở té vô tay thằng kia, té ngay chỗ này nè, té bụp vậy. Té thẳng vô. Đắp muối chưa? Đắp muối rồi, không sao đâu, chút xíu hết mà. Ăn cơm vợ đây. Đừng lo. Tía ơi. Đây nè. Đi thẳng. Ngồi đâu tía? Đi thẳng đi, được ra đây. Rồi ngồi xuống. Tía. Gì? Chén. Tía. Đũa. Tía. Gì nữa? Đồ ăn. Trời Phật đất địa ơi, gì mà cho có chút xíu đồ ăn à. Mày đuôi mà còn biết nhỏ miếng lớn nữa hả mày? Con hửi biết nhỏ lớn liền. Tôi chưa có thay đổi quy định mà. Sao im re vậy ta? Quên. Thưa má, con với tía bữa nay làm người được 70 ngàn, hai người là 140. Ừ. Thì tôi cũng dành dụm để lo cho gia đình chứ. Đâu dấu đúc cho ai. Ừ. Để còn lo đóng á tiền điện, tiền nước. Biết vậy sao nào về chợ Hạch hỏi mới được. Làm như mấy người làm để nuôi tụi tôi vậy á. Biết rồi. Đi ra con. À, không. Tía. Má bữa nay hả? Thương tía cho nên mua cho tía một cái món mới. Phải vậy mới được chứ. Đó, bữa nay mình không ăn cá nhiều nữa mà ăn bò. Cái món gì? Con đang thèm gì vậy? Hột vịt lộn. Tía ăn hột vịt lộn mày tía. Mày có tin là tao ối ra 30 con vịt ngoài đường liền không? Ối ra đây không? Ối ra liền không? Tía không thích ăn hột vịt lộn đâu, để con ăn. Mày muốn ăn mà ra sao ăn? Cái mùi hột vịt lộn là tao chết liền, bây giờ mày biết không? Nè, chuyện này mới lạ nghe. Hôm qua nói với tôi thèm ăn hột vịt lộn, bữa nay tôi mua cho ăn, không ăn là sao? Ăn ở đâu rồi hả? Đâu ăn đâu. Xuống liền, chết tao chết liền. Không ăn cơm đi đâu vậy? À, đi làm một cái công việc mà không ai thay thế được. Là gì? Gettolo. Vô toilet. Bữa nay thay đổi khí hậu, hành nữa là tía không thèm ăn vịt lộn. Chút nữa hai vợ chồng mình ăn. Ngon. Ngon kìa. Tía để đâu rồi? Ngay chỗ cũ luôn. Tới con nha. Đi đi. Lên đường. Hai con. Hả? Đi đâu vậy? Đi làm chuyện mà không ai thay thế được. Đúng rồi. Hết tao luôn. À, quá đã. Đã cái đầu mày. Trong toilet có gì trọng mà đã con? Đâu có gì đâu tía. Ê má.
Tía. Công nhận tía hay quá. Tía vô tía làm một hơi ngơ dài như Châu Thanh vậy. Con bắt trước tía, con làm một hơi như là Phương Hằng vậy đó. Còn chút. Công nhận thôi tía, cái gì mà mình giấu diêm á, công nhận sướng thì ăn ngon. Nè, trong nhà này không có gì bí mật nha. Hai người đang nói lén tôi đó phải không? Đâu có đâu. Tía ăn cơm đi tía. Trời ơi, không ăn cơm đi đâu nữa? Đi làm cái công việc không ai thay thế được. Ghét tôi luôn. Con. Dạ. Tía con bộ ông bệnh gì dữ lắm hay là ông đau thận mà ông đi trong đó hoài vậy con? Thôi má ơi, má để ý làm chi ba cái chuyện giặt giảnh đó. Mình chỉ để ý cái hậu bao của họ là được rồi. Tuyệt vời. Trời ơi, cha già biến thái. Nè, vô đây hỏi coi, trong toilet có gì trọng mà tuyệt vời hả? Trong toilet có cái vòi nước chứ có cái gì, hỏi lẳng nhắc. Định đi làm cái chuyện không ai thay thế được nữa phải không? Yes sir. Coi chồng con đi ra ngoài làm cái gì vậy? Má vô trong toilet má rình giùm con đi. Trời ơi, con quỷ này, chồng mẹ trong toilet mẹ tao rình. Ê, con quên, để con. Biết rồi, mùi đầy hết trơn nè mày ơi. Cái bể rồi tía ơi. Nhéo đầu la. Bây giờ nhéo thêm nè. Ông mà la gì quỉnh. Nè, tại sao hai người lén lút ra sao? Để tự do uống rượu qua mặt chúng ta vi phạm vào quy gia. Tôi quy định cho ông mỗi tháng chỉ hai lần được nhậu. Tại sao dám qua mặt tôi? Ủa, ông muốn chết phải không? Bà ơi, đâu có nhiều nhỏi gì, cũng đâu hao tốn tới tiền lương đâu. Dạ, tại tí ăn 30 trứng hột vịt lộn rồi nên vợ bụng mới bị trương hơi. Tôi nói với ông buồn vui gì không nước không được nhậu. Già nói còn không nghe, tuổi trẻ làm sao nghe. Tôi tưởng ông đau chứ. Sức chịu nổi ơi. Mình đi điên hả? Tôi tính là ăn chút xíu. Này nè, tí ăn hột vịt lộn bị trương hơi, còn anh, anh có ăn đâu mà cũng bị trương hơi hả? Anh không ăn mà anh Dạ con tôi gà chết con nhà không? Nhà có khách đó, nhà có khách. Cái gì để người ta chờ đợi hoài vậy trời? Dạ con tôi gà chết đâu rồi? Hả? À, làm ăn gì vậy hả? Dạ con tôi gà chết đâu? Hả? À, thôi phải nhà này nhà cho con tôi gà chết đâu? Không thấy ai đâu hả? Ba có chuyện gì vậy chú? Ai đây? À, vợ hay khờ phải không? Dạ. Chú nói cho con nhiều lần rồi, cái nickname của chú là Nít Lâm mà mày cứ kêu Lâm Lâm hoài làm sao hả? Nít Lâm là gì chú? 5 lít. Vậy là chú uống tới 5 lít dữ vậy đó hả? 5 xị là tao còn đứt cơ chứ làm gì tới 5 lít xe là gọi đây. Vô nói chuyện với cha con tôi gài chết rồi. Làm ăn cái gì sống nhăn mày đi qua bên kia coi hả? Trời ơi à. Sai quá rồi, về ngủ đi. Bữa nay đâu tới ngày đâu mà qua đây. Ai nói với chị là tôi sai? Dứt khoát là bữa nay là phải có cái ngày nhậu ở đây nè. Dạo này là phải có cái ngày nhậu. Cha con anh nè, làm ăn sống nhăn à. Làm tôi hẹn tôi chờ rồi ngoài quán của bà Tư Ú chờ. Rồi coi như nắng chăng chang ở trên ở trội. Vậy mà nói tủ phùng tri kỷ. Trời đất ơi, chị nói không có nhậu hả chị Tư? Không có nhậu mà hột vịt lộn nè, rượu nè. Rồi, thế ông quá đáng, hai cha con quá đáng. Chơi như vậy là chơi không đẹp. Chơi như vậy là chơi không phải anh em, không phải tri kỷ, thấy không? Tội quá hai cha con anh. Phạt. Tôi uống nè. Nụ của tao á. Trời ơi, chú Năm ơi là chú Năm. Không có tiền, không có bạc mà tối ngày ăn nhậu hoài hả? Đó, chị tối ngày cứ là tiền với bạc. Bởi nói phụ nữ là cái bếp núc ở nhà. Hỏi chị sáng nay hai cha con tư gà chết đi làm về đưa cho chị bao nhiêu tiền?
như mỗi lần. Bao nhiêu nói cho tôi nghe. Rồi 70. Như vậy. Dắt tôi cười chết quá. Trời ơi, bởi chị không có biết gì chân. Cha con bữa nay đi làm ở trong nhà máy ăn cá độ. Cá độ mấy trăm ngàn. Hẹn tôi ra quán ba tư uống nhậu, tôi chờ nắng chăng chăng không thấy mặt mày cha con. Bởi chơi như vậy mà nói là tử phùng tri kỷ thiên bơi thổ phạt á. Ra chưa? Ra. Tôi phạt tôi đi. Không được. Đối xử với nhau như vậy không phải là tình bạn bè. Chỉ cốt mà đúng không? Nhậu có nhau, lúc ăn cá độ cũng có nhau. Tại sao lúc nhậu... cái ghế lên đầu là mày cười hoài luôn. Một cái ghế đập lên đầu là mày cười hoài luôn. Gì ghế, ghế, ghế thì đâu, quán nhậu gì đâu, làm gì hai gia đình gì căng thẳng cái gì. Không nhậu chỗ này tôi nhậu chỗ khác cái gì đâu. Ai là anh hẹn với tôi thôi mà. Làm gì quá đáng hả? Gì căng thẳng mà. Sao tia? Quay ra sao? Dòng ngõ sao? Dòng ngõ sao biến liền, giọt liền. Sao đi đứng lại? Thi ơi, bị kẹt hẻm cục rồi. Thẳng bước thẳng. Bên phải, quẹo. Sao không đi nữa tia? Vợ. Vợ ai? Vợ em đã là vợ người ta. Trời ơi. Vợ ta nữa. Chặn đường luôn hết đi được. Sao vậy tia? Không phải vợ tao. Cứng rắn lên, cứng rắn lên. Vợ ai? Bên vợ ai? Giờ em đã là vợ người tôi. Giống tiền rồi nữa ha. Ngon. Ngon ha. Giấu tiền riêng ha. Giấu tiền riêng để nuôi con nào. Đâu 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 nương nào đâu. Đâu nương nào đâu. Tiền ở đâu mà có. Tiền cá. Độ, cá độ. Độ gì? À, tí ăn ba chục hồ hộp thịt lộn rồi được một trăm gãy. Còn anh? Anh giật lộn với thằng kia bị đứt hên bóng được ba hả? 300 hả? 200 gãy. Sao mà ba rồi 200 gãy là sao? 50.000 bị bẻ cò. Nói tóm lại là hai người được bao nhiêu? 450. Ông muốn chết bây giờ hả? Ông muốn chết hay sao mà ông nuốt tới 30 hộp thịt lộn hả? Ráng nuốt kiếm tiền tôi sợ. Còn anh nữa hả? Ông muốn giật phổi hay sao mà đánh lộn với người ta vậy? Muốn kiếm thêm lo gia đình. Tiền đâu rồi? Đâu tiền đâu rồi tía? Hả? À, mất rồi. Mất tiền rồi bị mất. Ông ơi, ông có tin tiền mất không ông? Tin, ta làm tôi sợ quá. Tin. Trời ơi, tức chết đi được. Sống với một người chồng như thế này giả dối vậy nè, giấu tiền riêng để mà nuôi gậy nhí nè. Quá bà sợ ơi. Chắc là tôi đập đầu tôi chết chứ không sống với anh nữa. Tôi đập đầu tôi chết đi nè, vô cái giường này. Quá. Bà xã ơi, anh nào phải đâu là kẻ lọc lừa đi ngoài, giả vô đi ngoài, chứng có cao xanh, có trời, có Phật, thổ địa, thần linh, nông bà chân gia. Quỷ gia làm gì vậy? Nó tụng thì mình sám hối thôi chứ. Trời ơi, đổ lỗ tai ta. Chừng giam cho lòng anh thiệt thà ngay thẳng, chẳng giấu tiền riêng đem tài xã lan, mà anh chỉ len ma vợ và em lấy tiền cá đồ của anh và tía mà đem vô dưới. Đi đâu? Dưới đích ông thần tài. Trời ơi trời ơi, quá trời gan rồi ha, gan quá rồi. Ba trăm nãy con đưa má anh cha 140 nữa là 440, còn 10.000 hồi nãy. Uống nước mía. Tiếc lắm mấy ông nè, cất lại đi. Cất lại đi. Bà cất tiền rồi nha. Cất tiền đâu phải em đâu. Ông già cái đầu nè, không có làm gương còn xúi con rể làm bậy. Không có nói nhiều. Cơm chiều nay cắt, tối nay
ngủ trong nhà cá. Hai người ra ngoài đường ngủ chung với muỗi. Đi. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về điệp cùng làng chung bước. Ôi tiếng mõ hồi chuông từ đâu vọng đến, cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lang khóc đời người đi. Anh ơi, lần cuối gặp nhau lang kẻ nói thương mãi nghe anh, em yêu anh chân thành, nếu duyên không thành điệp ơi lang cắt ta. Không thay đổi cách quản lý đi. Lê Khánh, em có biết không, anh đọc được một cái câu chuyện như thế nào. 1500 năm trước, người ta gọi vợ là nương tử. 700 năm trước, người ta gọi vợ là thê tử. Cho tới mới hôm trước, người ta gọi vợ là sư tử. Wow. Trời, anh nghĩ làm sao vậy hả? Anh cứ biết nói vậy là xúc phạm phụ nữ chúng em không? Ừ, chứ sao, theo em? Em nghe người ta nói, người vợ hiền là người vợ không bao giờ yêu cầu chồng đi giặt đồ. Chính xác. Người vợ hiền là người không bao giờ yêu cầu chồng tắm con, không bao giờ yêu cầu chồng rửa chén. Mà người vợ hiền là người chỉ cần liếc một cái thôi là người chồng tự động biết rằng người vợ đó muốn chồng làm cái gì. Chân lý đó quý vị. Chân lý quá thưa quý vị. Nhưng mà nói như Lê Khánh á, thì Đình Toàn nghĩ là chắc chắn sẽ không ai muốn lấy vợ đâu. Lấy vợ chi khổ gì trời. Anh nói vậy thì làm gì có những cặp vợ chồng hạnh phúc trên thế giới chứ hả? Mà cũng có trường hợp này trường hợp khác chứ. Cũng có người nè tuyên bố là ngày mai tôi lấy vợ đó. Trời ơi, ai mà vừa gan vừa ngu vậy? Không có ngu. Ai? Người ta tôn thờ phụ nữ thôi. Là ai? Anh Quốc Thuận. Hả? Ôi. Trời ơi, hẹn hò gì đâu mà chán quá. Ê ê, mà mấy bà ngày mai á, mấy bà có đi sinh nhật, đi đám cưới của thằng Sủng không? Không. Ngày mai là không một người nào được vắng mặt nha chưa? Sao tôi vậy? Đã nói rồi. Tại sao? Hai đứa là ghế phụ, hai đứa là dâu phụ thì làm sao mà vắng mặt được? Tôi make up dạo cũng không được vắng mặt luôn. Chơi chung chỉ có 6 đứa thôi mà 5 đứa ngồi đây bàn cái chuyện ngày mai không đi sinh nhật người ta làm sao? Đám cưới. Ờ, đám cưới. Mà đó, thằng đó nó lấy vợ là mừng cho nó. Chứ tao tưởng là nó ế luôn rồi. Chính xác. Tao chưa thấy trên đời này một con đàn ông nào mà nó hát già hát như cái con trẻ tuổi hơn tao. Trẻ tuổi hơn tao mà cái mặt già hơn mày. Dễ sợ. Râu ria thì bờm sờm, thằng đó vớt được cái mái tóc thôi. Không có cái mái tóc là không có làm cái gì được. Trời ơi, thôi đi mấy ông ơi. Mấy ông lo mấy ông. Ế, ế, ế nè. Ê, con bánh bèo kia. Ngại, một năm nữa thôi là chỉ có chồng rồi nhớ cưng. Trời ơi, anh em của bạn. Thôi, đừng có cãi nữa. Ủa, bữa nay Sủng nó nói á, là nó khao tụi mình nguyên một ngày. Mà sao giờ không thấy nó ra? Ê, đúng rồi đó. Nó nói á, là sáng đi cà phê, trưa đi đá banh, tối á, nó còn kiếm cái gì, cái kèo độ nhậu để tiệc chia tay của nó nữa. Mà sao á, giờ này chưa thấy nó tới? Cưng, cưng dùng cái đầu cưng suy nghĩ được không? Cái đầu cưng để chân chơi vậy thôi đó hả? Ngày mai người ta cưới vợ rồi, nghĩ làm sao bữa nay ra đây ngồi chơi với tụi mình. Cái kèo này coi như hủy. Trời ơi. Thôi, thằng Sủng. Hả? Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi. Ngày mai tôi tự giá cuộc đời, độc thân vui tinh. Từ mai tôi sẽ có vợ rồi. Đời tôi sẽ có sáng ngời ngời, cũng có khi lạnh ít dữ nhiều. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Ừ, tôi tu rồi. Từ ngày mai không còn bi lon chỉ là cơm ngon như chuyện cô tức. Vì tôi yêu giờ tôi làm các chiến hữu của tôi ơi, đừng gù ghê tôi nữa nha. Ôi có giờ là tôi ngoan rồi. Các chiến hữu của tôi ơi, từ nay xin gác kiếm thôi, để giờ buồn là không yên đâu.
để giờ buồn là không yên đâu. Thôi, nghe chưa? Nghe chưa? Để vợ buồn là không yên đâu, tức có nghĩa là kể từ ngày mai tôi có vợ rồi, mà làm gì thì làm, tôi chỉ làm cho vợ tôi vui, vợ tôi thích, vợ tôi phê thôi, chứ tôi không bao giờ làm cho vợ tôi buồn. Rồi sao bữa nay ra đây cầm mấy cái bản này ý gì đây? Ủa không hiểu hả? Ý tôi nói là từ trước khi tôi có vợ á là các bạn rủ tôi đi đâu tôi cũng đi chân á, nhưng mà kể từ khi mà tôi có vợ rồi á là tôi từ bỏ hết, tôi no hết. Vậy no rượu là sao? Là không uống rượu? Dạ đúng rồi chị Bảy. Ê, còn no bia phải là không uống bia luôn đúng không? Mừng quá, cũng may nó biết là không uống bia, chứ cũng nói là no bia là không còn bia mộ nên chắc tao chết. No smoking là hết tiền đúng không? Con này chắc nó học tiếng Pháp không chứ nó học tiếng Anh nè. No smoking là gì? Không hút thuốc đó. Ờ vậy hả? À con no bạn không lẽ? Không chơi bạn hả? Không chơi với bạn, chơi với vợ thôi. Trời ơi, thằng này không được. Còn no bóng? No bóng là hết bóng á. Hả? Dạ. Không. No bóng có nghĩa là kể từ mai là tôi không có chơi cá độ bóng đá nữa, không đi chơi bóng đá nữa. Tôi biết, tôi dùng cái từ này hơi nhạy cảm, nhất là với bạn. Nhạy cảm với tôi, tại vì cái bản này nó nhỏ quá. Rồi bây giờ sao? Giờ sao? Ý tôi nói là bây giờ là tôi không đi chơi nữa, hiểu chưa? Tôi đàng hoàng rồi. Đó, thì mày chưa có đám cưới gì hết trơn á. Mà mày đội vợ mày lên đầu rồi. Sợ vợ thấy ớn luôn. Nào tao đội vợ mày kìa mày. Nói đội vợ tao thì nổi cổ không? Sao? Mày bóc nó mày quăng xuống đây giùm tao liền. Cái kiểu mà đội vợ vậy nè, một năm sau thôi đầu nó không còn cọng tóc. Nè, coi thường mình. Nói cho bạn biết nha, bạn nhìn thấy tóc mình không? Tóc mình xum xuê không? Đó, hồi nãy tại đi gấp quá quên thắt bính. Cái tóc mình thắt bính được luôn á. Nói thiệt với bạn nha, lấy 3 cái dao lam, 4 cái tông đơ, cắt 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết tóc của mình nữa. Để tao coi rồi 1 năm sau nó có hối đầu không? Ê! Vừa phải nha, nói cho bạn biết nha, cuộc đời của tôi á có thể là chửi cha mắng mẹ tôi nha, mà không được nói tôi hối nghe chưa? Như bạn đó, tôi nói bạn bóng đó, bạn chịu không? Vừa phải đó nha. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã tu rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dừng hết tất cả cuộc chơi. Tôi chỉ ở nhà với vợ tôi mà thôi. Gì? Khủng long tới. Vợ ông tới kìa. Trời ơi, cái tòa building nó sập rồi. Nước nó tràn lên luôn kìa. Ôi bé Thảo nhỏ của anh. Ra đây nè, anh nói với mấy bạn của anh á là anh chuẩn bị giả từ mấy đứa nó hết, anh giả từ hết tất cả các cuộc chơi, anh không còn chơi bóng nữa nè, bóng cầm bóng vậy? Không còn chơi bóng đá nữa. Ai cho phép anh làm như vậy? Ai anh, mượn anh tự cho phép anh cái quyền đó, bởi vì anh không muốn làm cho em buồn, bởi vì tất cả các bà vợ trên đời này đều không thích chồng mình đi chơi, không thích chồng mình bù khú với bạn bè. Không được, anh không được làm như vậy nghe không? Anh không làm. Anh cưới em về rồi, anh vẫn phải đi chơi với bạn bè cho em. Không được anh ơi, anh không muốn làm như vậy. Không, vợ là vợ, bạn là bạn. Anh kỳ quá, để em qua em nói với mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị, em nói mấy anh mấy chị nghe nè. Cho dù á là chồng em cưới em về rồi, nhưng mà mấy anh mấy chị á ráng mỗi ngày rủ chồng em ra ngoài đường chơi nha. Đừng có để chồng em ở nhà nha. Bạn thoải mái nè, hút thuốc thoải mái nè, rượu thoải mái luôn, bia thoải mái luôn, bóng thoải mái luôn. Bóng đá thoải mái. Bóng đá thoải mái luôn, em cho hết đó. Cô thật như vậy không? Thiệt mà, em nói là không tin nữa. Em tát anh cái đi. Ủa em tát đâu? Em tát anh cái đi. Tin chưa? Trời ơi, em chấp nhận cho gì hả? Em cho phép anh cái quyền sau khi lấy vợ anh vẫn còn tiếp tục những cái cuộc vui của anh đúng không? Nhưng em cho không... hết. I love you Thảo forever. I love you Tùng. Một năm sau ngày cưới.
đi, chút anh về nghe vợ. Mày nào? Anh lấy chai dầu ra, anh xoa bóp cho em nha. Dầu có sẵn trên bàn. Thôi được rồi, anh lấy chai dầu ra anh xoa bóp cho em nha. Mình là mình hận cái thằng bờ ống lắm á. Nó rủa mình, nó nói là mình lấy vợ sớm muộn gì tóc của mình sẽ bị hói. Bây giờ ôi, tất cả nó trở thành hiện thực rồi. Em cho bóp cho em nha. Ê, dừng lại. Hả? Ông lấy chai dầu gì ông sao bóp cho tôi vậy? Dầu ăn. Thì nó đi, cái dầu gió nào? Chỉ có chai này mới nó vừa với cái chân của em. Chân của em chai dầu này hả, đổ vô cá trơn á trời à. Đi vô phòng lấy cái dầu thơm Chanel 1 lít tôi mới mua về kìa. Thôi, em nặng ghê á, phải không? Thôi được rồi, ông thoa bóp cho nghe. Lên. Đã không? Đã cái gì, mạnh lên. Mạnh lên. Trời ơi, bông gân rồi, bông gân rồi. Ôi da. Có nhiều đó là không xong nữa. Sao em đau hả? Đau hả? Làm tiếp đi. Trời ơi. Ôi ghê quá. Bà này bạo lực ghê á. Bông gân hết hai tay rồi. Đất ơi, nó dẹp đi. Thôi em ơi, thôi em đợi anh chút xíu nha. Anh chạy ra ngoài, anh mua chai dầu về xoa bóp nha. Đứng lại. Sao? Hai cái tay ông, hai cái cù lẳng đó, chai đó đủ rồi. Trời, khổ ghê á. Thôi được rồi. Anh ơi, anh phải chạy ra ngoài, anh mua đá. Mua đá làm gì giờ này? Mua đá về pha cà phê sữa cho em uống nha. Sắp tới giờ đi ngủ rồi. Pha cà phê sữa rồi sao uống? Sao ngủ? Hả? Nghĩ chứ à. À, nhớ rồi. Không phải mua đá mà anh đi giá. Giá gì vậy này? Anh giá cái bánh xe Honda đó. Để mai đi làm. Từ đây tới chỗ làm không? Đi bằng xe đạp mà. Xe Honda đâu giá. Không quên nữa. Phải giá cái bánh xe đạp lại. Tại vì á, ngày mai phải đi làm rồi. Mai thức dậy á, giá vậy không kịp, nó cập rập á, không kịp. Vô làm bị sếp chửi. Vậy hả? Ừ. Mà mai tới mấy vậy? Mai chủ nhật. Thôi được rồi. Thôi, quên. Giờ anh phải đi. Đâu? Anh đi qua thăm má. Chiều mới gọi điện thoại cho má. Má ho xù xù. Anh biết là má đã bệnh nặng lắm rồi. Anh là con trai mụ nhà, anh phải qua thăm má còn không anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Thôi đi thăm má nghe. Đứng lại. Má bị sặc nước chứ không có ho sụt sụt như tôi thăm rồi. Biết hả? Trời. Thôi dẹp đi. Mệt quá. Đi ngủ. Ông làm gì vậy? Điện thoại rung kìa, sống nghe đi. Đâu có. Cái chân anh nó rung. Anh đang rung chân. Từ ngày lấy tôi về tới giờ, lúc nào điện thoại cũng để chế độ rung. Tại sao? Hả? Không có. Tại vì anh mở để chế độ ren á. Nhiều khi em ngủ á, rồi nó ren lên rồi em thức giấc. Anh thương em mà. Tốt quá ha. Mệt quá, đi ngủ đi. Giờ ngủ em ơi, giờ ngủ nha. Giờ ngủ trước đi nha. Em ngủ trước nha. Mệt quá, tôi khó ngủ lắm á, đừng có khiều khiều tôi nghe nha. Nè, sao em không vô trong kia em ngủ đi, ngủ ngoài này gió máy. Gió máy cái gì, tôi nằm đây tôi ngủ tôi canh. Canh ai? Tôi canh ông. Tôi dặn dò ông kỹ nha. Trong thời gian tôi ngủ, từ giờ tới sáng ông phải hoàn thành những công việc tôi đã giao. Lau nhà, quét dọn, rửa chén, giặt giũ. Nghe chưa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho tôi. Biết rồi. Trời, khổ ghê. Mới hồi năm trước, trước ngày cưới, bà còn nói là bà cho mình thoải mái tự do với bạn bè. Giờ sau khi cưới về mới có 1 năm thôi mà đã như vậy rồi. Mình giống như là một con ô xin trong gia đình mình vậy đó. Em ơi. Bà ngủ rồi. Thật ra tôi học trước nhiều trò. Quỷ đen tôi đã biết thăm thò. Tìm nơi cất giấu. Alo, ai coi đấy? Ủa coi. Chồng ngoan bây giờ đã ở nhà rồi. Chạy chút đi. Giờ ngủ rồi tao ra. Làm sao không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Làm sao sống được.
Làm sao không còn đi lom dầu là cơm ngon như mà vợ ơi, đừng bắt anh phải thay đổi. Các chiến hữu của tôi ơi, rồi tôi đi tôi gánh gọi đã xin nhờ, giờ cho tôi đi rồi. Các chiến hữu của tôi ơi, mình vui chơi đúng mức thôi, để giờ buồn là xong phim luôn. Nghĩ nào. Anh đi đóng cửa. Xin được cảm ơn tiết mục rất thú vị vừa rồi của anh Quốc Thuận. Và với một lời tuyên bố ngày mai tôi lấy vợ thì chúng tôi xin chúc là anh sẽ lấy vợ thành công. Đừng nhanh đình toàn, suốt cuộc đời chưa lấy vợ được ha. Và... Chúc mừng Quốc Thuận, chia buồn nghe cưng. Không có chia buồn đâu, có vợ vui lắm. Anh, rảnh không? Rảnh. Đi đám cưới không? Đám cưới ai? Chị Thiên Nga. Chị Thiên Nga đám cưới hả? Không, chị Thiên Nga cưới vợ cho con. Ồ rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mặn. Năng chén tiêu sầu càng rầu thêm. Anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực à. Cái gì vậy? Anh chế ghét cưng. Trời ơi, sao mà đi lúc nào cứ cũng dùng thắng đĩa chứ chế là tại sao vậy? Thì ta có quy định đứng ở đây thì đứng ở đây thôi. Đi mà tông em vậy đau quá nè. Dương Dương, anh Lực đâu? Em mà thấy em đâu kêu làm gì. Cường Dương. Dạ. Trời ơi, bữa nay ngồi với ông Bụt vậy bà nội. Sao ngồi đây? Anh đang có chuyện rất buồn. Cường ơi, Dương ơi, ai hiểu nỗi khổ này của anh. Cái gì mà buồn? Buồn lắm Cường Dương ạ. Chuyện gì nói đi, ba anh em Lực Cường Dương của chúng ta lúc nào cũng là một đội. Nói đi, em chia sẻ cho anh. Má anh bắt anh lấy vợ. Trời ơi. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Trời anh ơi, má gan như vậy luôn hả anh? Trời ơi, má anh bắt anh lấy vợ. Đúng rồi. Rồi cái ngày đám cưới ai mặc áo chú rể bà nội? Đang rầu cái chuyện đó nè. Tao không bận áo chú rể đâu. Không, không được. Nếu vậy là anh mặc áo sa rê là sai. Tại râu nhiều quá mà mặc. Không được. Ổng mặc áo chú rể còn sai hơn. Ghê quá, nghĩ tới sợ ghê luôn á. Trời ơi, tao khổ quá mà. Chết rồi, cái vấn đề cưới vợ là nan giải lắm luôn á. Đúng rồi. Ê, 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 ê. Dừng chân đứng lại. Cái gì? Nay bước đi có gì sai sai ha. Đâu, đâu, đi lại cái nữa. Hey. Giống zombie quá ha. Sợ chết cái gì vậy trời. Bữa nay đi sao vậy má? Má tao bắt tao lấy vợ thì từ bây giờ trở đi tao phải gồng. Mà gồng thì mình gồng bình thường thôi chứ gồng gì lâu lắm rồi. Sợ chứ. Gồng bao lâu rồi? 10 phút mà nãy giờ muốn đứt mạch máu não rồi nè. Mới 10 phút rồi đó. Cưới vợ xong về 10 ngày đứt luôn. Trời ơi. Bây giờ tao xả được không? Xả đi. Xả đi có ai ở đây đâu trời. Mệt quá trời ơi. Chết tao rồi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Có cách nào giúp để cho má tao hiểu được giới tính thiệt của tao không vậy? Có cách nào không anh? Đang suy nghĩ, chưa nghĩ ra. Ước mơ thiệt bắp tới đó thiệt bởi vậy á. Hai đứa em Cường Dương tụi mày thì có chán dễ sợ luôn. Không nói gì. Trời ơi, đã ở chơi chung một đội rồi thì làm ơn phải nói rõ cho má tao biết cái giới tính của tao là cái gì. Để má tao cứ bắt tao lấy vợ hoài, tao khổ. Trời ơi, anh ơi, anh nghĩ sao mà má anh không biết vậy? Đừng nói tới dì hai, nguyên cái xã này ai không biết ba anh em mình bóng trời. Cho má anh cố chấp thôi. Bóng thì lấy tên nào cho đàng hoàng đi. Nghĩ sao ba anh em Lực Cường Dương. Còn bây giờ cái chuyện lấy vợ nè hiểu không? Mà tao nghe nói đó là má tụi bay cũng bắt tụi bay lấy vợ nữa kìa. Nghe nói gì vậy? Có không anh hai? Gì vậy đó gì? Thấy chưa, em lấy vợ không lẽ tối ngày em cứ dành cái áo đầm với nó sao anh? Anh ơi không được rồi, tình hình là dì hai bắt lấy vợ rồi thế nào cũng tới má của tụi mình thôi, hai bả là chị em mà. Bây giờ sao anh? Vậy giờ sao? Bỏ nhau đi trốn đi. Bỏ trốn cùng nhau chứ bỏ nhau đi trốn là đi đâu? Cái dân bây giờ nó lộn tùm lum hết rồi. Anh trốn thông cảm được. Chúng ta phải bỏ nhà đi trốn thôi. Đi. Đi. Trốn đi đâu? À, đứng lại. Trời ơi. Không coi chừng tao bắt. Hãy cho tụi nó chết. Cái này là hên, cái này là súng giả đó nghe.
Tao nói thiệt á, cái thằng Cường Dương này nè, tụi bay á, tao cũng nể là tụi bay là hả, con cháu trong nhà là con của em gái tao. Con cháu mà sao bắn dữ vậy trời? Không, cái này là súng giả đó, chứ có chúng súng thiệt hả? Tao bắn cho tụi mày hết Cường, hết Dương được luôn à. Có gì đàn ông gì đâu mà không có ra đàn ông. Gia môn bất hạnh, gia đạo bất hòa, gia đình bất ổn quá vậy. Con ơi Lực ơi, con đàn ông quá mà. Cái xóm này có ai mà đàn ông như con đâu. Một người đàn ông lực lưỡng nè, ta nói ha. Râu cho một đống nè, đầu cho một tóc nè, bụng cho một cục luôn nè, thấy không? Cái đàn ông gì mà mày kêu nó làm bóng rồi sao nó làm được. Mà con là đàn ông, con đừng có làm bóng. Con má, má năn nỉ con mà. Con làm như vậy là coi như là cái gia đình mình á là có sỉ nhục má lắm. Không, mà ngày xưa lúc má mang bầu con, má ăn cái gì mà để con như vậy vậy? Trời ơi, Lực ơi, lúc mà má mang bầu con đó, má cũng ước mong có một đứa con trai. Má coi hình đàn ông lực lưỡng, rồi má ăn hột vịt lộn. Rồi ngày má đẻ con ra, con đàn ông má mừng quá. Má mới xúi dì Út của con đây nè. Dì Út ơi, ăn hột vịt lộn, coi hình đàn ông để đẻ ra con trai. Dì Út con cũng ăn, ăn ra đẻ ra một cặp con trai. Nhưng mà không phải trai thiệt, mà trai nó lộn vòng vòng, rồi con cũng lộn vòng vòng theo. Anh Lực ơi, em biết chúng ta bóng từ đâu rồi. Từ đâu? Từ trong trứng. Vui quá vui. Tụi bay hả? Tụi bay mà bóng từ trong trứng cái gì? Bóng từ trong trứng cái gì? Tụi bay hả? Có nước mà trứng từ trong bóng mà. Trời ơi, cái gì vậy má? Văn má lộn tùm lum vậy. Trứng từ trong bóng khoa học nào chứng minh được má? Đúng rồi, sai quá sai vậy hai ơi. Bây giờ má nói cho con nghe, bây giờ con có bóng gì chăng nữa, con cũng không có được lộ ra, nghe chưa? Nguyên cái xóm này là mang tiếng là cái xóm 3D rồi. Còn có một mình con thôi. Con phải làm cái chuyện mà má đã giao cho con rồi. Con phải làm đàn ông. Trời, má gan dễ sợ. Trời, con má bóng nhất cái xã đó trời. Đó là bóng bình thường, má bóng râu. Còn cái chuyện của tụi mày nữa. Dạ. Ngày nay hả, dì giao cho hai đứa mừng cái nhiệm vụ đã thực hiện giùm tôi chưa? Nhiệm vụ gì? Nãy giờ múa lụa quá con quên mất rồi. Đi rước con nhỏ Phượng lên đây gặp dì. À rồi rồi, được rồi. Đi. Yeah. 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 Để em đi rước cho dì hai. Nó bóng mà từ trong máu luôn rồi. Tao phóng một cái trong mày thẳng này luôn nè. Má, con không lấy vợ được không má? Sao được, con phải lấy vợ chứ. Con thương má đi. Má hả, cây đắng xanh có anh trái một rồi. Mà con mua lụa, mua đồng, mua bóng vậy rồi. Coi như làm sao mà con trả hiếu được cho má. Bởi vì hồi đó má xanh hai trái đi. Má xanh có một trái mà một trái bị lỗi nữa. Thì má cũng muốn xanh một trái nữa. Mà đến nửa chừng ba mày đi bán muối rồi. Giờ má muốn xanh nữa, có do giống đâu mà xanh con. Trời ơi, trời. Ở giờ khi con buồn ba ghê. Sao buồn ba? Thôi bây. Trời ơi, phải chỉ có ba đây ba hiểu được cảm giác của con. Cảm giác làm sao? Con không có thể nào, con không thể nào là một người chồng được, má hiểu không? Con mà không có lấy vợ hả, là con như con là một đứa con bất hiếu. Con phải thương má nha con. Phải trả chữ hiếu cho má con à. Con mà không có lấy vợ, má đặt đầu vô tường má chết đây. Má, thôi được rồi, con lấy vợ. Con lấy vợ cho má vừa lòng được không? Đó, phải vậy nghe chưa. Trời ơi má ơi, bên hiếu bên tính con biết chọn làm sao. Hai gì? Tới rồi. Cái gì nhanh vậy? Chị Phượng. Mới nói là mà con nhỏ Phượng nó lên rồi. Nó phóng như ngựa tới đầu hẻm rồi kìa. Trời ơi, vậy là con rước con nhỏ Phượng vô. Con ra con rước liền. Để coi má. Không, mà bây giờ nha. Để gì dặn. Ủa khoan, má cho con hỏi má, bây giờ cái người mà con sắp lấy là ở đâu ra vậy? Sao má biết người ta? Trời ơi, con nhỏ này nó ở trên Sài Gòn. Dạ. Má phải nhờ một người mai mối cho con. Chứ nguyên cái làng này là không ai chịu cưới con rồi đó. Tại người ta nói con 3D, người ta đâu có chịu cưới. Má phải đánh lạc hướng, má đi lên tới Sài Gòn. Má mời cái mối này về đây, đảm bảo là người ta thấy con người ta chịu liền là má có dâu vô. Đó hay không? Con ở đây con. Dạ. Dì Hai chào con. Dạ con chào dì Hai. Dì Hai ơi, hôm nay con đến đây con ra mắt dì Hai. Ba mẹ của con dặn con á là phải đến đây thưa gửi đàng hoàng, như vậy mình mới là con gái nết na thùy mị. Dì Hai chào con. Dạ. Hôm nay dì Hai gặp con, dì Hai rất là thích. Tại vì con là một người phụ nữ thùy mị,
nết na, tóc dài, qua đít, à quên lộn, qua mông, ngực nở, eo thon, tướng đi uyển chuyển. Trời ơi, cái áo dài cam của con đó, dì nhìn tự nhiên dì lên một cái cảm xúc, dì muốn uống nước cam quá hả? Dạ thưa dì, trước khi mà con xuống đây đó, ba má con có dặn á là tới đây mình phải ăn nói nhỏ nhẹ, thưa gửi đàng hoàng. Và có nói kỹ với con một vấn đề. Nói vấn đề gì vậy con? Là phải cẩn thận, tại vì dì hai rất là vô duyên. Nhưng mà bây giờ con mới thấy được ba má con nói đúng. Dạ, con xin lỗi dì. Không sao, con được cái con thành thật. Dì có vô duyên cỡ nào đi chăng nữa, miễn sao mà con với thằng Lực của dì nên duyên là dì vui rồi. Trời ơi, hai em ơi. Dạ. Dì ơi. Ơi. Mọi người biết sao không? Con rất là vui và con rất là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên con tới nhà chồng của con. Dạ thưa dì, cho con hỏi chồng con đâu vậy dì? Chồng của con đó hả? Dạ. Nè. Chỉ đàng hoàng, tao không thấy kìa. Dạ. Dạ biết rồi, con cảm ơn dì. Trời ơi, nó dễ thương. Bà nội ơi, bà nội. Bà nội, cái này chồng. Bà nội ơi, bà nội. Chị, cái này chồng em chị. Chồng chị ngồi mặc áo đỏ kìa chị ơi. Dạ. Trời ơi, hết hồn. Tưởng đâu là chưa có được đi vô cưới chồng mà tự nhiên lên bàn thờ rồi. Dì chịu cái chỗ này nè. Con vô duyên qua mặt dì luôn rồi. Dì chịu. Dạ thưa bác, đây là lần đầu tiên con bước chân vào nhà và xin phép bác cho con được thắp cho bác trai một nén nhang. Trời ơi, dì là dì chịu nó rồi đó. Còn chấm con đâu. Con hiếu quá. Dạ. Cha nó chết lâu rồi mà nó còn trả chứ hiếu. Mai mốt gì có nó rồi chắc nó trả một nùi luôn. Có lời. Dạ. Làm xô. Dạ. Cha. Tình cha má. Ngọn ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời gì có gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Cha ơi, cha bỏ con. Cha ơi, cha. Cha ơi, thôi mà chị ơi, đừng ơi. Làm lố quá à. Trời ơi, cái gì mà làm lố dữ vậy trời. Ông già ông chết mấy chục năm rồi, tụi bay vô làm gì mà giống như là đám tang à. Thuê vay khóc mướn khóc quá trời. Dạ, quá dạ, luôn thưa, à. Thưa dì hai, tại có mấy đứa này nó làm con bị liệu. Dì biết mà, tụi nó lố lắm con ơi. Dạ, chứ không phải mà họ đàng hoàng như con đâu. Dạ, cho phép con cắm nhang lên. Con cắm nhang đi. Đổi thừa mình kìa. Tại đụng tới nghề nghiệp mà. Trời ơi, hai con quỷ. Dạ thưa bác trai, hôm nay lần đầu tiên con đến đây, con cắm nhang cho bác trai. Không có hột quẹt nhưng mà con cắm đỡ. Đốt sao nha bác. Mấy con quỷ này vô đây múa tùm lum tùm la làm tôi múa theo à. À, vợ chồng con bên này đúng, đúng không rồi. Nãy giờ lo cho ba rồi, bây giờ con qua con lo cho chồng đi con. Dạ. Đó. Chồng con là đây nè con. Hả? Tài. Em phải gọi là em. Ừ. Em nha. Ừ. Hôm nay em nghe lời cha mẹ em đến đây để mà em thành hôn với anh. Anh có vui không? Vui má. Trời ơi, cái gì vậy trời? Không có được. Ừ. Anh ơi, ba mẹ em nói đó, hai đứa mình đám cưới xong á, trong vòng 2 tháng phải có con. Đúng rồi, trời ơi, cái điều này là má thích nhất luôn đó. Con phải có con liền. Má ơi, con làm không được chuyện đó đâu má. Đừng có làm sỉ nhục má như vậy. Không phải một mình con đâu, con nhỏ này cũng làm không được đâu má ơi. Sao vậy nè, anh không được nói gì. Dạ, thưa dì hai, dì hai cho phép con gọi dì hai một tiếng má. Nãy giờ con bước vô đây là trong mắt má con đã là con dâu của má rồi. Dạ, nên dì hai, cái chuyện mà vợ chồng con có đẻ con được hay không là chuyện của vợ chồng con, mắc mơ gì đến má vậy má. Tại vì má lo, má muốn có dòng giống nối dõi nên má rần rần gì đúng không? Dạ, má cứ ở đó đi để vợ chồng con tính. Anh ơi,
bây giờ mình làm đám cưới gấp đi rồi có con anh nha. Làm đám cưới đi tụi bay. Chị Hai, làm hai chịu đẹp chưa? À, chịu rồi, chịu rồi. Rồi, về cái đám cưới này con nói thiệt với chị Hai. À. Con là giai em, con sẽ lo cho chị Hai nguyên một chồng thiệp. Con đi giao hết tất cả mọi người. Đúng rồi. Dạ, tụi con ghi thiệp hết rồi. Tụi bay á, cái cảnh này là tao thấy được nhất cả nhà. Dạ, anh lực của con mà. Dạ. Ghi thiệp nè, coi như là lo quần áo cho tụi má nè. Dạ. Yên tâm đi, con ghi rồi, anh lực của con sẽ đám cưới với Phan Nhân Tài em. Tự nhiên gì mà lực đám cưới với Phan Văn Tài em là cầu thủ đá banh mà. Bậy không à? Nó nói lộn rồi đó. À Phượng. Dạ. Dạ, thưa dì Hai, cho con xin phép gọi một tiếng má. Má đây con. Dạ không phải gọi dì Hai. Con gọi hai má đây nè. Cái gì vậy hai má? Tụi bay dắt tao vô đây rồi sao hả? Làm nhục tao hay gì? Phan Văn Tài em vậy là tụi ghét cái tên nó nhảy. Rồi lộn mà cái lên tên trước khi giải phẫu mà tôi lộn chút xíu mà làm gì vậy? Con đừng có cãi nhau với hai con quỷ cái này nữa. Bây giờ cái tên của con sao? Con cứ lấy chứng minh cho dì, rồi dì đưa cho tụi nó biết, rồi cái chứng nó đem minh chưa hình. Có. Chưa lắm. Có. Có. Có luôn hả? Có nhưng mà ngại không có dám đưa. Lấy về rồi hả? Đưa đây coi, tôi chưa coi mà. Đây đây. Dạ, chứng minh rồi. Tự nhiên cái tên Nguyễn Thị Phượng ở đâu cái tự nhiên Nguyễn Giang Phan Tài em. Ủa cái gì kỳ vậy con? Phan Văn Tài em tên của bà trước khi bà giải phẫu đó. Hả cái gì? Thôi mệt quá nói thẳng luôn đi. Dạ thưa má, đây là cái thằng Tài em đi múa đèn chung với con. Tụi con chơi chung với nhau bốn anh chị em. Dạ. Dạ thưa má, con là con có tiền con giải phẫu trước, còn mấy con quỷ này chưa có tiền nó chưa giải phẫu được. Ủa con là con trai giải phẫu thành gái hả? Dạ. Trời ơi, sao trong hình nhìn đàn ông mà râu ria rậm rạp quá mà sau giải phẫu cái mà má nhìn còn không ra. Trời ơi chứ thông môn biết bao nhiêu tiền trời. Trời ơi vậy là tao đâu có đơn giản vừa vô làm show bị đê liền đâu mấy má. Đó thấy dì Hai mê vợ quá, mê vợ cho nên là con dắt bả vô nè. Chứ còn á cái nhỏ con dâu của dì Hai vừa mới tới đầu xóm thôi, nghe nói lấy anh lực bị bóng nó phóng về Sài Gòn liền. Trời ơi. Trời ơi. Vì quá ra con là con trai hả? Con dạ. Trai. Vì là cuối cùng cái đám cưới tính toán quá trời mà không có hả con? Ai nói gì Hai em có? Có cái đám cưới mà. Chứng vô. Trời. Vô đi mấy má ơi, vô đây là mấy má. Thôi không vô đâu. Đi vô đi, ngại cái gì đi thôi, đi vô. Trời ơi. Anh Quốc. Đó. Bây giờ anh Lực, anh đã là vợ của người ta rồi. Trời ơi. Trời giang ra. Trời. Ai đây? Đây là thầy dạy múa của tụi con. Dạ. Và cũng là người yêu của con. Đúng vậy đó bác. Ôi đi về. Về cái gì? Anh phải mạnh mẽ lên, anh phải bản lĩnh lên. Chứng minh cho mẹ của anh Lực biết là anh xứng đáng làm chồng. Dạ. Thưa má, hôm nay vì tình yêu, con sẽ nói cho má biết. Con má cầu chưa? Lẹ lên. Alo. Bây giờ bánh đoàn rồi đó. Trời ơi, ở đâu mà kỳ cục vậy trời? Chắc chết quá, chắc trốn trong đây rồi. Nó tràn vô đây chắc quýnh mình luôn quá. Nó nói là có ca sĩ này, phải có ca sĩ này cho đó. Không là đó hả, nó quýnh mình hả? Đi hát đi, hai đi ăn cướp vậy? Hát mẹ chú ơi, trời ơi. Cái gì tôi kêu mấy giờ mà giờ này mới tới? Thương cảm. Trời ơi. Con tới trước nha, con tới trước nha. Bà đừng có cười, bà nhìn tôi mà đừng có cười hả? Bà làm quản lý kiểu gì vậy hả? Đi trễ là đi trễ 2 tiếng đồng hồ. Chương trình tôi có 2 tiếng à, mà đi trễ 2 tiếng là sao? Anh vừa phải là với anh cái gì? Không Chị làm quản lý làm gì hả? Chị lo tập trung vô xe xua này làm gì hả? Xe xua làm gì? Quản lý cũng phải đẹp chứ. Mày cho quản lý, cho bây giờ cho tôi nói một câu đi. Trời ơi sao anh kỳ vậy? Anh con người đàn ông gì mà nói nhiều dữ vậy? Bây giờ muốn nói không? Bây giờ muốn nói không? Lên phường nói đi nghe. Lên phường giải thích liền. Bây giờ sao? Bây giờ có cho hát không? Không hát đi về. Bây giờ đi về đi, đi về đi. Đi về luôn. Nè, đi về luôn. Nè. Mình đi về đi. Nè cơn mới nổi nghe. Sao? Bây giờ cơn hát đoàn nào, anh chụp đoàn đó nghe. Nhưng mà anh bây giờ tôi tới nơi, bây giờ anh cho tôi hát hôn hay là sao? Bây giờ tự nhiên la lối ông sùm. Bây giờ phải giải quyết thế nào nè? Đi kiểu gì mà trễ 2 tiếng đồng hồ? Ủa mới nổi hôm qua thôi, hôm nay em đi trễ 2 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ ngày thứ 3, ngày gì, ngày thứ 5 thì sao? Hả? Đi trễ mấy tiếng, mấy ngày đây? Cái chuyện đâu còn có đó chứ, phải đi giờ phải. Rồi ca sĩ ăn bận vậy rồi sao lên sân khấu của tôi được hả? Thì Phong hả, ca sĩ mà ăn bận như con như ăn mày vậy hả?
Thì bây giờ với cái theo phong cách ăn mặc bây giờ nó xì tai nó vậy, lời tôi lên tôi hát bài. Ủa xì tai ăn mày ở đâu ra vậy? Đúng rồi, tôi hát bài Cái Bang đó. Tôi hát bài Cái Bang ăn mặn vậy chứ sao? Cái xì tai nó là như vậy, phải ra mình phải diễn đúng cái nhân vật mình. Bây giờ tôi chưa tôi hát để tôi còn chạy chỗ khác nữa chứ trời. Không có chạy chỗ nào hết á, đêm nay là của tôi. Làm ăn gì đó. Đúng. Bây giờ là nãy còn hợp đồng sao rõ ràng, bây giờ gọi đi ngoài sao? Bây giờ có cho ca sĩ hát không? Bữa này chạy kiểu gì vậy hả? 15 năm trong nghề mà chạy kiểu gì vậy hả? Không, tôi mới cái qua cầu là qua cầu làm sao? Tôi mới chạy có 15 ngày à. Vậy? Hồi nãy tôi nói chuyện điện thoại với ông đàng hoàng là tôi nói tôi qua ba cây cầu nữa là tôi tới. Rồi làm sao? Đó thì một cái cầu Cần Thơ, cái cầu Mỹ Thuận, cái cầu Bình Điền, ba cây. Rõ ràng rồi. Nhưng mà phải biết canh giờ chứ. Trời, làm sao mà canh được? Xe cổ làm sao tôi canh được? Thì trời giờ ơi, lỡ nó nhận xôi với chóc căng rồi. Trời ơi, nhận dữ ác vậy? Thì bây giờ trời nhận ơi, bây giờ người ta nổi tiếng phải cho người ta đi mần ăn chứ. Mần ăn thì cũng phải cho con này ăn nữa chứ. Ủa, công nhận nha, bầu tôi này nha. Trời, ông có hai con ve chó, ông nói quá, trời nói luôn. Trời ơi, tôi nói dữ lắm, à, nghe. Ông vô đây mà ông nói quá, trời đúng tay nói hết trơn à. Rồi. Nói chú nghe. Dạ. Chuyện đâu còn có đó. Dạ. Là chú nên bình tĩnh lại. Thôi. Tôi là tài xế. Rõ ràng. Hả? Cháu mình nó lỡ nhận xô thôi. Lỡ thôi mà. Lỡ nhận xô, xô Sóc Trăng, xô Sài Gòn. Chạy là phải cẩn thận. Giữ tính mạng cho mình chứ. Còn bầu xô kệ. Ông là ai quánh nó chết kệ nó. Rồi. Giải thích ông là sướng quá rồi. Rồi. Bây giờ giải thích chung chưa? Rồi. Vô phường liền. Nghe. Ở đâu ra vậy? Hả? Ở đâu ra chuyện nhà mẹ tôi đẻ ra, giờ sao? Đẻ gì mà xuất sắc quá vậy? Cảm ơn anh đã khen. Trời ơi, mày gu tôi nha. Bảo cho tôi biết vậy. Trời ơi. Nè, nè, bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao giải quyết cho tôi đây nè. Đây nè chú. Bây giờ tôi đã xuống rồi nè. Lúc mà làm hợp đồng đó, nói với chú rồi. Tài xế đẹp trai nói chuyện hoài. Thi thúc rồi. Quản lý đi quý. Nói chuyện lại không? Không phải, tôi không có nói chuyện lại. Mà tôi đang nhìn cái mặt ông tôi xăm soi. Có cách nào phẫu thuật hai cái con dê chó ra được không nè? Trời ơi. Không biết rồi, cái nghề của tôi là make up như là làm đẹp cho ca sĩ. Không thấy ca sĩ tôi đẹp không? Thấy ca sĩ tôi đẹp không? Dạ không chị, thấy chị đẹp hơn ca sĩ luôn á chị. Thì tất nhiên rồi, tôi là cái người mà make up rồi đi theo phụ cho ảnh phục trang. Thì tất nhiên là tôi phải đẹp chứ, để cho người ta biết đến cho đến tôi chứ. Biết tôi là ai không? Dạ ai? Biết tôi tên gì không? Dạ gì? Nguyễn Thị Lai. Nguyễn Thị Lai luôn hả? Ừ. Mà sao mặt gọn vậy? Trời ơi, thì Lai cái mặt mới gọn chứ sao? Trời ơi. Rồi bây giờ làm sao giải quyết sao đây nè? Bây giờ giải quyết sao nè? Bây giờ có cho hát ông đứng hoài rồi sao? Bây giờ sao, có đẹp đồng không nè? Đơn giản vậy được. Rồi đơn giản là mượn quá trời nè. Ở đây. Cần xe ra. Ông Bầu, sao em? Có rồi. Em đã đi lùng sục khắp các nơi, em đã tìm kiếm một tài mắn rồi. Tài năng mới, đừng cần cái thằng này nữa. Thằng là quán quân tiếng hát chim sơn ca thôi. Em đã tìm được quán quân tiếng hát chim đại bàng. Mày chết chưa? Có đại bàng này chim non nha con. Mày chết luôn. Ca sĩ trẻ mà hát hay lắm. Có à. Tâm với nghề mà tập trung tư tưởng. Anh thích vậy đó. Đó, anh thích trẻ, có tâm, không có đạo đức đàng hoàng. Đúng rồi. Chứ không phải như cái dòng này nghe. Đúng rồi. Dòng này là cho 30 giây bay liền. Đúng rồi. Trời ơi, đâu đưa tới đây. Ca sĩ vô, vô. Đó, ca sĩ trẻ vô liền. Ca sĩ vàng, ca sĩ vàng. Nhỏ xíu luôn. Ôi ca sĩ trẻ này. À, ca sĩ trẻ hả con? Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 49. Trời. Lớn hơn tôi luôn hả? Sao trẻ? Trẻ trung về sức lực đó. À trẻ về tuổi nghề đúng không? Về giọng hát. Đúng rồi. À, rồi. Bây giờ hát được không? Hay lắm. Hay. À, chuẩn bị nè, 49 gặp 50 nè. Ủa xin hỏi nha. Đó, vô luôn. Tôi xin hỏi, xin lỗi anh là ai mà anh dám mặc đồ màu sắc hơn tôi vậy? 49 gặp 50 á. Dạ, mời chị ngồi nghỉ. Đó, cho vô lãnh chung tiếp. Rồi bây giờ hát được không? Dạ. Ngoài hát ra có đàn ca gì được không? Dạ, bữa nay thì em không có đem đàn. À, em chỉ hát thôi. Dạ hả? Nếu ông bầu không tin thì em hát thử một đoạn ngắn cho ông. Rồi, vô. Vô liền. Rồi vô, đẩy lên sân khấu hát liền. À, nói nhạc sĩ cho My Thứ. My Thứ, rồi. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi, giờ đây anh cần
gần một bờ vai em ơi, nhưng không canh ai lúc này để anh có nơi tựa vai. Mà sao không em thơ đây? Anh như lại hát lại đi. Thôi thôi chị nhẹ. Chào chủ. Tán nhạc, tán nhạc, tán nhạc. Chào chủ. Chúc mừng ông bầu xô. Từ xưa tới giờ đèn người ta gắn chỗ nào là một chỗ thôi. Ông tìm được cái đèn di động này là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần mướn này về nó quay ngược lại làm cái phông màn cho ông rồi ca sĩ đứng trước đây hát. Quá đẹp luôn. Cái nó hát thấy ghê quá. Hát mà tôi không dám chạy xe luôn là không biết sao rồi. Xin lỗi đi nha. Tôi chấp 10 đứa như tụi bay. Trời ơi, cháu tôi nó nổi tiếng trong vòng một đêm thôi là cả nước này biết nó hết rồi. Bây giờ ông làm bầu xô là ông phải quỵ lỵ người ta. Còn ông thôi khỏi hát gì đâu. Giờ sao? Giờ sao? Cho tôi hát không? Lúc mà nè, anh nói cho con biết, tôi nói cho chú biết nha. Nổi tiếng mấy cái cái cuộc thi bây giờ á, đơn giản lắm. Quan trọng á là cái nghề của mình nó phải lâu năm, hiểu không? Cái đạo đức của mình, mối quan hệ của mình phải tốt với mọi người, chứ đâu phải là hả là nổi tiếng có đêm là muốn làm cha làm mẹ thiên hạ được đâu. Nói cho chú nghe, biết cái nghề này nó ngắn, có cơ hội quơ vào kiếm tiền. Ủa nhưng mà cũng có người, nhiều người người ta hả sống với nghề cả đời mà, đâu phải ngắn được, đúng không? Nè, nói không? Nè, cũng đi hát dạo á, đến tuổi này luôn mà. Đó, cuối cùng nó chửi ông á. Để bầu xô chửi ông á. Không sao, tôi chỉ có một lời khuyên. Ông đã gan khi ông mặc cái áo này thì tất cả mọi thứ đều là không sao đối với ông hết á. Tin mình đi. Ông cái lứa tuổi này mà mặc cái đồ thì quá đáng. Tôi nè, năm nay 50 mà tôi mặc là thấy không? Nó khiêm nhường màu nó vậy thôi. Nói thiệt cái mày, mày mướn lộn cái con ủi đồ. Bà? Bà đi theo bà ủi đồ thôi mà bà vậy đó. Bà lúc nào bà cũng nói tôi quản lý mà không thấy quản lý gì chạy ra tàu là nhảm nhí không. Bây giờ nói vậy nè, có một danh vọng, có một vị trí trong xã hội, mình phải biết thận trọng tới từng việc làm, mình phải biết thận trọng tới từng lời nói. Ông bầu bỏ tiền ra thơ này tiếc ghê vậy. Qua cái câu nói của chú này, tôi thấy tụi tôi làm đúng chứ không làm sai. Trời ơi, đó thì thấy chưa. Đây nè, tụi tôi rất thận trọng trong lúc lái xe. Đúng như vậy. Thành thế nó chậm, nó trễ, nó bệ xô vậy thôi. Tính mạng con người vẫn là quan trọng mà. Bây giờ làm sao này ra giải quyết cái mấy ngàn khán giả đây nè. Sao lời đồng được, tôi tới nãy giờ nửa tiếng đồng hồ cho tôi hát. Tới rồi, khán giả ngồi rồi, tấn công người ta hát. Bây giờ phá banh đoàn rồi, hát gì nữa. Má đâu mà phá. Bây giờ không hát không? Đâu. Hát tiếp, vô. Vô đi cưng. Không đơn sao hát. Hả? Thôi được rồi, thật ra là anh có lời khuyên với em. Dạ sao anh? Không phải là người ta gọi anh là trẻ tuổi, mà tại vì nó thiệt em năm nay anh cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà anh khuyên em, ca sĩ á, mình ngoài cái tài á, phải có cái đức. Dạ đúng rồi anh. Đấy chứ? Đúng rồi. Anh biết là cái thời của em. Dạ. Nhưng mình phải biết giữ. Dạ. Để mình còn giữ được cái tên tuổi mình lâu dài. Nói chung là anh thích cái cá tính của em nha. Nói câu đó đụng nhiều lắm. Bây giờ nè, cắt hợp đồng liền cho anh. Cắt hợp đồng em hả? Không, tại sao cắt hợp đồng em? Cắt anh. Hả? Cắt này. Rồi. Anh cũng cắt hợp đồng đi. Anh cũng vậy. Hả nữa hả? Theo tôi thì cái tuổi của anh không nên mặc đồ như vậy. Không có gì nguy hiểm. Mình lên sân khấu là phải sáng chói để mình che lấp lại những cái gì mà nó đã qua rồi. Nhưng mà tôi thấy nó không che lấp. Anh càng bận tôi thấy cái bụng anh càng bự. Tại vì cái giải này dễ thun mà. Tôi chỉ tới đây có vài ý kiến vậy thôi. Bây giờ muốn mời hay không là do ông bầu. Không, tôi sẽ mời anh. Dạ. Đạo đức như vậy là tôi thích. Được. Không cần một ngày hai ngày là ngày nào nó cũng có sao hết á, hiểu không? Được. Quan trọng là lâu bền, lâu dài, hiểu không? Chính xác. Đó, lên làm ngôi sao đi. Hả? Tôi đẩy lên làm ngôi sao. Nhưng mà bỏ mắt kiến ra được rồi. Hả? Mở ra cũng còn được lắm chứ.
Thôi, bây giờ mình có thể diễn đêm nay hay là ngày mai? Đêm nay luôn. Đêm nay luôn à? Cắt hợp đồng. Cắt liền chân. Cắt hợp đồng, rồi đi về em đi. Đi về, đuổi về hết. Đuổi luôn. Hát chút. Hát tiếp. Còn số nào chạy không chú? Còn số. Còn số, chạy đâu? Chạy đâu? Tạm thời của mình là chạy tiếp. Tạm thời. Chúng ta mới dùng buổi sáng xong với lại Kỳ Minh Tuấn. Thì qua cái buổi sáng như vậy thì có một cái thông điệp để gửi đến cho tất cả những người nghệ sĩ, mà nếu chúng ta có cái may mắn là chúng ta được bước vào hàng ngôi sao, chúng ta nên giữ một cái đạo đức của mình. Thí dụ như là nhận show quá tải và có thể làm khó dễ bộ show. Thôi thôi đừng nói, tự nói mình kỳ lắm. Không, anh thì nhận vừa vừa thôi. Anh nghe nói em nhận nhiều hơn anh đó. Mày bệnh có đâu làm gì được. À vậy hả? Nhưng mà trước đó là tại sao bị bệnh? Tại vì nhận nhiều quá. Có thể cơ thể nó yếu. À yếu. Đừng nói vậy. Vậy là mình phải càng năng tập thể dục để giữ cái thể lực cho tốt, để mà có thể phục vụ cống hiến tốt cho tất cả khán giả. Hiểu chưa? Sẵn sàng thôi. Bây giờ mình thư giãn. Giải trí cho đầu óc nó thoải mái. Đúng. Và bây giờ sẽ là bữa trưa, chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống mà không biết là vui hay là buồn, hay là nó hấp dẫn như thế nào. Quan trọng là để xem mà người chơi hôm nay là sẽ xử lý ra sao. Đúng như vậy. Ý anh sao? Ý anh thì cũng giống như là những buổi khác, không biết chuyện gì xảy ra cho số phận hai anh em mình. Nói chung là ông tạm lao là cũng hơi mệt mỏi bữa nay. Rất mệt. Bữa nay bệnh nữa. Bệnh. Em bệnh, còn anh bị bệnh lâu rồi. Anh bệnh gì? Tiền nhiều quá đem hết hả? À thôi bỏ đi ha. Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Hoạt ngôn, lanh lẹ, Lan Phương đã từng thử sức qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Cô nàng fan cuồng Lan Phương sẽ không giữ được bình tĩnh khi gặp thần tượng của mình. Phải chăng đó là một vở kịch nhằm che đậy âm mưu khủng khiếp nào đó? Đại diện cho nhóm fan club xì tin nhất trái đất của tụi mình, hôm nay mình sẽ có cơ hội được gặp ca sĩ khởi động. Trời ơi, nhắc tới chất khởi động cái tự nhiên người mình đó. Mình biết là ai cũng yêu ca sĩ khởi động hết trơn á. Cho nên là mình còn vui hơn. Mình sẽ hứa là mình lấy tất cả tình cảm hâm mộ của các bạn, mình nhồi nhét vô cơ thể của mình. Lát nữa mình gặp chị, mình nhào vô mình ban, mình cắn mình gan. Dạ. Chị lấy nữa không? Chị lấy gấu thôi, chị không có lấy em. Trời ơi, chị cảm ơn em nhiều. Các bạn ơi, các bạn này có vui không? Tại vì khởi động là họ khởi mà tên động đó. Là leo lên sân khấu là phải động cho tới sáng luôn. Chị của mình là khởi mì, không có như mình đâu. Mình khởi động, mình nhoi hơn. Ba của mình là khởi nghĩa. Còn ông nội của mình là khởi tố. Vui quá, hôm nay thổ lộ hết dòng tộc của mình rồi. Trời ơi, duyên mà cái ghê luôn á. Gì vậy? Bây giờ chị khởi động miệng rồi, giờ chị khởi động tay đi. Ký hả? Chị ký nha. À đi đây. Trời ơi, chạy.
tiếp còn có gì nữa bà? Cái này ai xin cũng được hết trơn á, lát em xuống em photo 1000 bản em chia cho tụi nó. Trời ơi gì hả? Mà cái này là không có đứa nào photo của em được, không có đứa nào lấy của em được. Vậy hả? Thì ký cho em một chỗ khác đi. Chọn chỗ nào nữa? Cái nắp em á. Thì trời ơi, ký cái đó đi. Không có ganh nha, không có ganh nha, không có chơi ganh nha. Chị ký chỗ đó em kẹp xuống. Không có đứa nào thầy quá à. Không có lấy được em. Trời, vậy em không có tắm luôn á. Em tắm em kẹp cái này vô, em tắm một bên thôi. Mấy bạn fan đừng có học như bạn fan này nha. Đợt trước á, tuần trước á, Khởi Động cũng ký vô nách bên này nè, rồi bạn không tắm. Thì cái nãy giờ tôi hát mà tôi nín thở dữ lắm đó. Còn chỗ khác đi. Thôi mày là... Trời ơi, mày mày chết luôn à. Ký giùm em đi. Ơ, bàn chân ký bàn chân nữa hả? Ký bàn chân. Rồi cái bàn chân không đi rồi hả bà? Không, cái chỗ này rồi là lúc em... đó là sao? Đi làm sao? Em đi em cảm giác là em dẫm đạp lên chạy đó. Nãy chị... Em dẫm đạp lên ngôi sao. Có nghĩa là em còn ngôi sao không? Ký đi chị. Thôi đừng có làm cái kiểu dẫm đạp ngôi sao thôi. Giờ cho ký nách đi. Ký nốt nách này không tắm thì nó đã rồi. Trời ơi, tôi chưa có lấy một cái cô fan nào mà dễ thương như cô này á. Chị, cô đeo tôi mà cô cuồng quá trời quá đất luôn á. Không ăn ngủ, không tắm, không rửa gì trơn à. Không ăn ngủ, không làm. Nói ở đứng gần cổ mà tôi tưởng tôi đứng gần cái... không dám nói tên nữa. Chạy! 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 À, trời ơi! Chạy! Chạy! Chạy chị! Chạy chạy chạy! Chạy chạy luôn đi! Chạy, chạy luôn đi! Chạy luôn đi! Anh. Chạy. Ủa nhỏ này nhỏ nào? Dạ em fan Khởi Động. Vậy chạy chỗ khác đi bà nội, tôi đang tìm gì Khởi Động mà. Chạy chị, trời ơi. Chạy đó hả? Show tới rồi. Bữa nay em bút kính show cho chị rồi. Không chạy. Bút kính show bây giờ là mình phải chạy mình diễn event ở sở thú nè. Ờ vậy hả? Rồi mình diễn cho thú coi hả? Ừ. Đừng có diễn cho sở thú. Đợt trước á chị qua chị hát bên đó rồi á, thú nó chết hết luôn rồi, đừng có qua nữa. Trời ơi, bây giờ nhận cô người ta hết rồi. Chết chị ơi. Thôi đi chạy. Đừng có chạy mà. Nói vô lưng cũng đủ sung sướng rồi. Giờ hôm nay là mình thỏa mãn rồi. Về nhà là khỏi ăn, khỏi ngủ, khỏi tắm luôn á. Rồi chờ tiếp ai đi vô nè. Con chào bác. Bác gì? Bác đi đâu ạ? Thật tự về kêu bác hả? Trời ơi, chứ kêu bác lại về. Kêu bằng anh đi. Ủa bác nghĩ sao mặt bác bằng đứt nhăn không? Bác đến thử cái mặt không có một cái nếp nhăn nào luôn á. Mặt bác này quá trời, thấy không? Người mày xạo vừa vừa chứ ở đây chắc không có nếp nhăn hả mày? Ra đầu quá, cái này là con đánh phấn nó bị bể. Nó đừng có quá nó. Con nít mà sao đánh phấn gì dữ vậy? Con hôm nay con đi... Thấy cũng đẹp mà sao đánh phấn gì vậy con? Con đi gặp mặt ca sĩ Khởi Động. Ai mà Khởi Động à? Chính xác. Thì nói nghe nè. Dạ. Khoái nào? Khoái lắm. Trời ơi, nè mới có chữ ký vô nách nè. Chưa thấy một cái người nào mà fan cuồng mà chấp nhận thương đau như mày. Con chỉ có một mình chú là giống mày thôi. Dạ. Chú không chấp nhận thương đau. Như thế nào chú? Trời ơi con ơi, nhiều cái mà chú nói thiệt với con không thể nào tưởng tượng được đâu. Nhà mà chú còn dám bán đi mà chú cho cô ấy luôn. Trời ơi, gặp đối thủ kỳ vùng địch thủ rồi. Yeah. Là chú nó nào ngay á, giờ có chính xác là có cái chuyện con mới nhớ đó, cái mặt chú đó. Cái mặt chú là quen lắm á, thấy không? Cái gì quen? Chú nợ tiền con đó. Bậy. Trời ơi. Mày nói về bậy. Cuộc đời chú chưa bao giờ biết nợ tiền con nít. Con nợ tiền người lớn là muôn trùng. Con nít mà ba má con lớn. Ba má con có nguyên một cái tiệm cầm đồ á. Hôm bữa đó chú qua đó chú xin tiền, chú hiểu không? Chú mượn tiền. Cái chú mang cái xe máy đồ cầm cố gì đó không có đủ chú đi đánh bạc đó, hiểu không? Trời ơi, tưởng con nít nha, con nghe con biết hết đó. Bậy. Bậy cái đó mày còn bậy nữa rồi. Cái đó là tao dẫn mối tới cho ba má mày làm ăn. Nói chung là mấy tiệm cầm đồ ở đây là biết tao hết. Trời ơi. Bây giờ chú trốn ngân không? Hàng mà còn biết mặt chú mà bị chú cầm nhà đó. Ủa thế chú cầm nhà. Ba má
mắm này là chuyện bình thường. Bởi vậy con phải đi đòi tiền chú, chú hiểu không? Chú đồng ý rồi phải không? Tự nhiên mày đi đòi tiền con tao. Đòi tiền chú nè, chú nè. Tư cách pháp nhân ở đâu rồi? Trời ơi, tư cách pháp nhân ở đâu à? Chú đừng tưởng con 16 tuổi con không biết nha. Giấy tờ này. Đâu? Đây. Để tao vô tao lấy cái giấy chứng minh nhân dân tao ra, không phải cái chữ ký tao quánh mày chết nha, tao nói trước cho mày biết. Khoan. Chạy. Có chuyện rồi. Mày phải chạy đi. Có biến rồi. Chạy. Qua đây nè. Sao mày hành hạ nó vậy? Thôi mày để chạy. Chuyện gì? Kêu chuyện gì vậy con? Chuyện gì? Đây. Để kêu. Đâu hàng. Chạy. Hô hấp. Bà chạy bà đi tìm ca sĩ khởi động đi. Hồi nãy bà đi ra ngoài xe xong giờ tìm đâu bà mất tiêu rồi. Bà fan ruột của bà biết ở đâu, chạy đi tìm bà đi. Cái gì? Sao mày là quản lý mà mày để mất đó? Vô giải quyết cái bà này. Bà ngồi ngoài xe không biết sao chạy ra giờ tìm quá trời. Chú biết ai bắt cóc không? Là con chứ ai. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không biết nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Bắt cóc. Trả tiền ngay. Hồi nãy mới nói đi đòi tiền đó. Giờ không có trả tiền tôi mới bắt cóc đó. Bây giờ ê, muốn gì? Bây giờ cô muốn gì? Muốn tiền à? Tôi lại cô. Hả? Suốt xề vậy luôn hả? Cô ơi, đây là vợ tôi. Chú có vô giọng cổ luôn không? Tôi lại cô. Cô nuôi được, cô nuôi giùm tôi đi. Anh chồng mất dạy, chụp lại đi. Chạy! 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 Thôi! Thôi! Tôi nói cho mấy người nghe. Bây giờ chuyện tôi làm tôi chịu. Dù gì đi nữa, tôi cũng biết là tôi cờ bạc như vậy á là tan cửa nát nhà. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Vợ tôi không liên quan gì hết. Khuyên tôi bao nhiêu lần mà tôi vẫn không bỏ. Bây giờ mấy anh, nếu mấy anh thông cảm, cứ thả vợ tôi ra đi. Tôi sẽ làm một cái giấy cho mấy anh. Tôi tự đi làm bằng công sức của tôi để tôi trả cái số nợ đó cho mấy anh. Ông thấy không, tôi đó, năm nay tôi ở gần 40 tuổi rồi mà tối ngày cứ phải cải trang con nít đi hát để lấy fan nhí, fan tuổi teen. Ông coi đó, có ai mà khổ như tôi không? Ai cũng tưởng tôi là ca sĩ tuổi teen mà tôi đâu có teen đâu. Đêm nào về tẩy trang ở cậy phấn rồi trên mặt cả ký gì đó, mất nhăn không à. Mà lấy chồng nó cho mà bạc tối ngày à. Cái này chú kể cho con nghe. Dạ. Có nhiều đêm chú ngủ ở trên nhà hay là chú coi đá banh, nghe đập rầm 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 ở dưới. Cái gì vậy chú? Chú tưởng bà pha cà phê cho chú. Ai ngờ bà về cái mặt không chùi bằng nước nữa. Sao vậy chú? Bà lấy chài bà đập ra đó. Trời ơi, vậy là sáng sáng là con vợ mấy đống thạch cao là phấn của trời ơi. Bà đập vô đó. Khổ lắm, tôi đi làm nghệ sĩ hả, mang tiếng là người nổi tiếng, về ăn mắm hút dòi, ổng lấy hết tiền, ổng đi cờ bạc, rồi bây giờ ổng ra đây ổng giặt áo cho người xem lưng, ông coi đó, ông sốc gì vậy mà coi được á. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi bà, tôi sẽ làm lại, bà bỏ qua cho tôi sẽ làm lại mà. Lần này là lần thứ 100 thứ 01 rồi đó. Thì biết đâu được, trong 100 thứ 01 đó, 100 thứ 02 nó sẽ thành công sao? Nếu được cho một like. Ba, kể tôi đó. Thôi. Ủa đó. Biết rồi. Ông là xuống like đó nha. Để cho anh nói kìa. Và kể từ đó, hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đúng rồi, chạy. Chạy đi.
như vừa xem một cái tình huống quá là điên cuồng. Một fan như Lan Phương như vậy làm sao có thể chịu nổi. Khiến cho chúng tôi không biết làm cái gì. Ngay cả ông bạn tôi là ông Tào phải đứng từ đầu đến cuối, và hết buổi đó rồi mà vẫn còn đứng yên như vậy. Thật là quá cuồng. Chúng tôi không biết nói gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Thưa quý vị, tình huống buổi trưa đã trôi qua. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng buổi tối. Mà giờ này anh bạn tôi vẫn còn ảnh hưởng dư âm của buổi trưa, nên không nói được lời nào. Bây giờ nói được chưa? Được rồi. Nói đi em. Chúng ta hãy chờ xem khách mời của buổi tối sẽ xử lý tình huống như thế nào, và có hấp dẫn vui vẻ như các buổi vừa rồi hay không. Cùng chờ xem. Cứ để họ vui đi. Nguy hiểm đang chờ. Đạt giải cao nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2006, Phương Trinh Chuli được công chúng đón nhận là một nghệ sĩ đa tài, hát tốt, nhảy đẹp. Vậy còn diễn hài thì sao đây? Trong tập này, cô học trò Phương Trinh Chuli vì quá đam mê ca hát đã tìm đến hai nghệ sĩ Hoài Linh và Thúy Nga để tầm sư học đạo. Liệu rằng những thử thách mà Phương Trinh đưa ra có làm khó được gia đình chủ quán lắm mưu như thế này? Dạ. Con chào cô. Sao lần nào đi học cũng trễ hết vậy con? Dạ. Trời ơi, kinh nghiệm của cô là một giáo viên giảng dạy âm nhạc ở quốc tế về. Cô có một cái kinh nghiệm cô muốn dạy cho con. Dạ. Là cái đạo đức nghề nghiệp á, mình đi mình phải đúng giờ nghe con, mình mới thành một ngôi sao được. Dạ. Lần nào con cũng để cho cô ngồi chờ đợi con hết à. Dạ. Vậy là không có được. Dạ, con biết con sai nên con quỳ gối xuống đây, con xin cô tha thứ. À con à, bây giờ cô dạy cho con về cái đẳng cấp âm nhạc. Hiện giờ là con đang đi theo một cái dòng nhạc mà tha thứ. Đó là cái dòng nhạc đó là nó vừa like, vừa ca trù mà vừa cải lương đó con. Là nó cái mình đang luyện là một cái dòng nhạc. Cái dòng nhạc mình là một cái dòng nhạc opera. Opera. Nó phải là cái dạng mà là tròn vành rõ chữ. Mình nói chuyện không nè, con thấy cô không? Nói chuyện là phải tròn vành rõ chữ. Đó. Dạ. Đó. À bây giờ bắt đầu con ra đây ha. Dạ. Con ra đây, mình đứng mình tập trung lại và bắt đầu mình làm những cái động tác luyện thanh đó con. Con đứng dang chân ra. Đó, con đứng dang chân ra. Đó. Con hóp bụng lại. Dạ. Con gập người xuống, con gập xuống. Rồi đó, con gập xuống. Con gập lưng xuống. Đó, rồi đó, đó. Luyện thanh gì mà giống như tập yoga vậy cô? Trời ơi, cô thấy con mà con đăng trên báo con tập yoga dữ lắm, cô bẻ người xuống cho cô. Rồi con xoạc chân nữa. Rồi đó, rồi bắt đầu con luyện thanh đi. Con luyện thanh cái này là dừng. Đó. Cô chuyển con qua trường múa nha. Rồi con đừng học hát nữa. Trời ơi, con soạt mấy cái động tác dạ đẹp không? Quá con ơi. Bây giờ con có thể con làm một cái bài hát, một cái thể hiện làm sao mà con có thể vừa kết hợp với yoga mà con vừa múa mà con vừa hát được không? Nhưng mà cô cho con cởi cái dạy ra được không? Được, con muốn cởi cái gì cũng được. Đừng cởi đồ ra đây là được rồi. Tại cô nhìn cô ói. Dạ. Dạ. Rồi, hay quá. Là tư phú. Đạo kim sắc phong lên đài. Trời ơi, bay vào sẽ luôn trong tinh
con luôn trong tình chàng, tình chàng cái wow. Hay quá. Được không con? Con đủ để con cho cô dạy con cái môn gì nó khó xíu cho con lên level. Trời ơi cô, mà cô từ bữa bây giờ nghe cô dạy cho con, cô không có để ý dạ. Hôm nay cô mới phát hiện được cái tài năng của con. Quá tài năng con ơi, con xuất sắc quá. Thôi bây giờ hôm nay dạ. Cô quyết định con xuống đây con ngồi con dạy cô luôn đi. Chào cô, cô khỏe không? Lâu quá con ghé thăm cô. À giới thiệu à, giới thiệu với con, đây là cựu học trò của cô. Trời, lâu quá con không có ghé thăm cô, tại vì con bận quá. Bữa nay ghé thăm cô, con muốn ăn một bữa cơm của cô nấu. À gì hả? Dạ. Con muốn ăn cơm hả? À thì bây giờ con ngồi đây con đợi cô ha. Dạ. Cô đi vô cô nấu cơm cho con ăn ha. Cô vô cô nấu ăn nha. Dạ. Con ở đây hai bạn chơi nhau trao đổi cái kinh nghiệm về hát hò với nhau ha. Dạ. Để mà cùng nhau tỏa sáng. À, dạ. Cô đi cảm nha. Cô. Anh giờ xin chia sẻ kinh nghiệm cho em chút anh được nói không? Em nghe nè, tại vì anh ngồi đây nè, nói chuyện với em đi. Trời ơi em hâm mộ lắm. Anh nhớ cái hồi mà anh mới vô học cô là anh mới có 16 tuổi thôi. 16 tuổi thôi anh. Bây giờ anh bao nhiêu rồi? Tính bây giờ 31 mấy... hả? Không, bây giờ anh 49. À 49. Dạ là cũng lâu lắm rồi. Ba mấy năm. Anh học cũng một thời gian. Dạ. Em bây giờ mới vô học á hả? Dạ em mới học cô. Hồi được xưa cô luyện thanh kỹ lắm. Em đứng lên đi. Sẵn đây thật sự ra thì anh ấy là cái người mà đầu tiên khi cô mà ở nước ngoài về là cô nhận anh đầu tiên. Dạ anh em nghe nè, dạ. Tại vì thật sự ra ca sĩ mình hát á thường thường cứ hay sợ bị xấu á. Đừng có sợ xấu. Ví dụ như em hát hoa là ví dụ họ ca trù á thì người ta cần hát là giống như nó chúm cái miệng chúm chím như hoa đào là hoa. Còn ở đây mình hát nhạc trẻ mà. Mình wow. Anh hát thử coi. Sống bên anh trọn đời. Bây giờ mấy thằng đó, mấy mà người yêu mà hát cái kiểu đó nó chán lắm. Bởi bây giờ đang sôi động mà, thế giới đang sôi động. Truyền lửa rồi hả? Em muốn sống bên anh trọn đời. Hát gì vậy? Em mạnh mẽ lên không anh? Hả? Hát. Em muốn sống bên anh trọn đời. Được không? Được chưa? Bắt đầu tiếp. Như núi trời râu, đứng bên mặt trời, mặt trời. Đó, đó. Nghĩ dạy cái thế anh. Hát dạy tiếp tục. Ngày ngày mặt trời say mê gọi nước. Vậy không anh? Mình không sợ xấu mà. Em gọi núi mà. Núi nó cao là em phải gọi to lên chứ em gọi cái đó là em gọi điện thoại. Dạ. Em gọi núi. Dạ. Thôi vậy vậy. Dạ. Khi hát không phải là mình hát bình thường vậy đó. Nhiều khi em hát tình ca có thể là em hát em đứng em hát bình thường. Dạ. Nhưng mà em hát những bài nhạc sôi động là em cần phải thể lực nhiều. Thể lực dạ. Đó. Bây giờ em nhảy đi. Hip hop đi. Đó, đúng. Vô đây. Em đang dạy cho em. Dạ. Không phải cô rất là mát tay. Cô đào tạo học trò. Mấy đứa được cái không đứa nào hát được nhưng mà được cái nhảy đẹp. Đó là điều cô rất là hãnh diện. Cô cứ yên tâm đi. Khi con học 17, 18 năm ở cô. Anh nói em nghe. Dạ. Nhờ anh học thanh nhạc ở cô 16, 17 năm. Mà giờ anh làm tài xế. Tài xế.
Sao anh điện thoại em mà không có bắt máy vậy? Hả? Ủa, em đi đâu? Dạ em đi học thanh nhạc nè. Học thanh nhạc? Dạ. Em học cái gì em? Đây, đây là cô Thúy Nga. Từ bên Mỹ về. Bên Mỹ về? Dạ. Trường đào tạo nổi tiếng luôn ở bên Boston. Ừ. Đó, thì em, hello. Dạ, đây là quản lý của em. How are you? I'm fine, thank you. And you, thank you very much. Cô trả lời luôn rồi ạ. Đây là... Dạ đây là cựu học trò của cô. À, cựu học trò. Cô em có cái tính là nói không cho ai nói. Anh mới vừa đọc trên mạng. Chuyện gì? Nãy giờ em có làm gì đâu. Em không có học làm. Mà em không làm gì mà sao có cái tin như vậy? Tin gì? Nó là nữ ca sĩ trẻ đẹp Phương Trinh hẹn hò với trai lạ ở chỗ tập nhạc. Là sao? Em coi có đúng không vậy? Để em coi, để xíu. Ca sĩ Phương Trinh đến nhà giảng viên thanh nhạc hẹn hò trai trẻ. Cười cái gì? Không, cái này nói hoang với em thiệt, nhưng mà anh nhìn thôi nó phải trai trẻ đâu, nói sai rồi. Anh là quản lý của cổ, anh ít nhất anh phải theo dõi từng cái bước chân của cái người mà anh quản lý. Nhưng mà tụi nó nghe cái chuyện này á, nó cũng không có gì hết trơn. Sao không có gì? Nó ảnh hưởng chứ. Họ chỉ ghi như vậy thôi chứ làm gì có hình ảnh nào. Chết rồi anh ơi, vui cho sao kỳ vậy, cái hình luôn. Ai vậy cô? Sao cô lấy máy chụp hình như cô ai vậy cô? Xin lỗi, cậu là ai vậy? Ai vậy cô? Sao kỳ vậy ta? Tôi xin giới thiệu, tôi là phóng viên của tạp chí Nhiều Chuyện. Cái gì? Tôi đã chụp được những tấm hình mà cô này với anh này ấy rồi. Cái gì? Anh chụp hình? Tôi nói cho anh nghe, anh đừng có lăng tăng gì hết. Vàng thì không sợ lửa. Khi anh chụp những cái tấm hình đó là tụi tôi đang nhảy ở ngoài này. Đó, đó là thể hiện cái sự luyện tập kỳ công của cô này. Chết rồi, chết rồi anh ơi. Bữa nay thôi còn mấy hình khác nữa. Bởi biết chắc là chồng em sẽ không đẹp lắm. Tại sao có những cái tính tức gì vậy? Chắc là sao tự nhiên anh đang kỳ dục vậy? Tôi buồn lắm. Anh ước mà, cô có làm chứng cho con cô ơi. Đây là tiền công, cảm ơn cậu đã đưa chị tấm hình cho tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Mua bán gì đây, mua bán gì đây? Gì đang xảy ra? Ủa, anh Tèo. Hả? Anh Tèo, người giúp việc của cô. Ủa, sao 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 lấy tiền đấy? Tôi buồn lắm, tôi làm ở đợ trong nhà này mà chuyện gì người ta cũng sai tôi hết, tôi buồn lắm. Cái chuyện gì? Cái gì vậy? Cô dạy đàng hoàng có không, bao giờ? Cái vấn đề này không ảnh hưởng tới cô, ảnh hưởng tới con. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ cả dưới quê con mà đọc nói con đẹp trai là cả xóm chết hết. Con lo chị nhiều đó thôi. Cái này là không phải ảnh hưởng tới con mà ảnh hưởng tới cô nữa. Tôi cô dạy. Bây giờ là tôi bắt đền mọi người. Tôi bắt đền em. Tôi bắt đền anh. Cái gì? Tại sao không thể nào nói tôi trẻ đẹp được? Tại sao? Chấp nhận cái chuyện xấu của tôi. Cái chỗ của cô dạy chân chính như vậy nè, tự nhiên bây giờ đăng lên một cái tin như vậy, người ta nói ở đây dạy là cố tình là bia, rồi là những cái chuyện tào lao rồi chấn động tất cả gì anh Tèo nè. Bây giờ anh nói cho em biết đi, tại sao anh làm vậy? Tôi buồn lắm, trong nhà này tôi làm ở đợ mà ai cũng biểu tôi làm tùm lum tà la, tôi buồn lắm. Thì anh ở đợ tôi bắt anh làm đúng rồi. Bởi vậy tôi muốn tìm nguồn vui là tôi hay lên mạng lang thang rồi. Thì cũng có chút thấy hồi nãy đây vui vui nên chụp hình nhảy nhảy gì đó. Rồi chụp thấy cái ông kia, ông thấy cái hình hay quá, ông đòi mua tấm hình đó của tôi thì tôi bán. Tôi hay chụp mấy tấm hình tôi câu like thì giờ tôi bán rồi giờ đó nãy ông vô ông đưa tiền nè. Anh thấy chưa, đâu phải tại em đâu. Em là rất là trong sáng mà. Bây giờ tôi không biết. Bây giờ anh là quản lý của cổ. Tôi với cổ rất trong sáng. Anh trả lại sự công bằng cho tôi đi. Đúng rồi. Anh đó, trả anh lại cái nét đẹp nguyên thủy của tôi lại cho tôi đi. Tôi không có đẹp hơn. Đó rồi, đó rồi. Cái gì nữa? Báo mới đăng. Báo gì nữa? Phương Trinh bỏ đại gia lấy trai xấu. Cái gì? Lấy trai này nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cái tôi ai? Chưa hề chụp một tấm hình nào của mấy người hết trơn. Hình là thằng này chụp. Đúng rồi. Phải không? Đừng có vui quá với quại tôi. Hồi nãy tôi nói rồi, tôi chụp á vui vui á, cái ông nội này thấy hay quá mới mua lại một đống tiền nè. Ủa mà sao kỳ vậy? Cái tôi mua là tại vì ông này ông trả tiền, tôi đâu có trả tiền. Tất cả mọi thứ là ông này em làm hết nè. Cái gì vậy? Ông muốn cho gà của ông nổi tiếng, ông làm bất chấp. Ông muốn cho nổi tiếng, ông kiếm tiền, ông bất chấp hết. Trời ơi. Thì ra là anh. Anh
quản lý tôi, anh cố tình ha, anh làm vậy để tôi có scandal. Gã đại gia, gã đại gia thì ông lấy mấy trăm ngàn đô đó. Ông này ghê lắm, tôi bỏ, tôi không làm việc cho ông nữa. Trời đất ơi. Phải anh đó phải không? Về ba anh phải không? Tôi cắt hợp đồng không làm việc với anh nữa. Cái gì vậy? Anh mình về lấy nhau đi anh Tiên. Hả? Trời ơi, hay quá em ơi. Trời ơi. Như vậy là chúng ta đã trải qua tình huống buổi tối đó, một thông điệp rất là hay, ý nghĩa. Truyền thông là một con dao hai lưỡi. Nếu chúng ta sống một cách bình tĩnh, sống một cách đàng hoàng, nghiêm túc, làm việc nghệ thuật một cách gọi là đúng đắn thì không sợ gì cả. Tuy nhiên nếu mà dựa vào truyền thông, dựa vào những cái việc làm xấu xa đó để mà có cơ hội thăng tiến một cách không chính nghĩa thì từ từ sẽ lụi tàn hết. Chắc chắn là như vậy. Và bây giờ sẽ là tình huống cuối cùng để xem các vị khách mời khi cùng nhau chung sức tạo ra tình huống như thế nào. Đó là Tiếu Lâm Hội. Kính thưa quý vị đã theo dõi ba diễn viên đã ăn ba buổi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng họ đi vào buổi khuya để coi họ ăn khuya hả? Ăn khuya. Mập lắm. Không, nhưng mà bảo đảm ăn cái này không bao giờ mập. Mà có thể mập mình, mập mình đó. Dạ. Quý vị hãy coi, coi ông Tào ông La chúng tôi xử trí cách nào để cái buổi khuya này cô nó ra sao. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay như quý vị đã biết, ngày hôm nay chính là họp báo ra mắt phim Hai Nàng Một Chàng. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai nhân vật nữ chính của bộ phim này và một nhân vật nam chính của bộ phim này. Và chúng tôi xin giới thiệu người mẫu đỉnh cao Charlie. Diễn viên xinh đẹp đó là cô Thị Thắm. Và nam ca sĩ Charlie. À, bây giờ chúng ta sẽ tới phần giao lưu. Như tất cả quý vị đã biết thì anh Charlie là một người không cha không mẹ, không nhà không cửa. Anh sống ở cô nhi viện từ nhỏ, được mọi người nuôi nấng rồi trưởng thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Charlie. Dạ, lời nói đầu tiên cho tôi chào bà con cô bác. Tôi có đính chính vậy là thật ra là theo thời thế bây giờ ai cũng có một cái tên để mà theo đuổi cái thị thế bây giờ, phải đổi một cái tên nó tay tay quá tay, xíu. Charlie. Hồi xưa em tên Đực. Hồi xưa tên gì? Tên Đực. À, Đực hả? Dạ, nhưng mà theo thời thế phải đổi cái tên cho nó nổi tiếng nên là Charlie gì đó nãy anh đọc sai rồi. Cái nguyên văn của nó là tên Seri. Là hồi xưa trước khi em nổi tiếng là em bán Seri. Dạ. Dạ, kính thưa anh, thưa quý vị khán giả, được cái sự thành công ngày hôm nay, em xin cảm ơn chú bảo vệ. Chú bảo vệ nào? Chú bảo vệ nào? Chú bảo vệ đã coi xe giùm em để em có thể thoải mái lên sân khấu diễn xuất. Em cảm ơn chú bảo vệ đã góp sức. Dạ. Và sau đó em xin cảm ơn chị căng tin. Và chị căng tin cũng hỗ trợ về nước uống. Nhưng quan trọng nhất, người này em nhớ suốt đời. Ai? Đó chính là anh Bảy Điếc. Bảy Điếc. Anh Bảy Điếc làm âm thanh. Ảnh đã làm mua một cái dàn loa thật là ấn tượng và cái dàn mic rất là hay để mà ảnh chỉnh khi mà em hát nhép, khán giả không phát hiện ra được. Em xin cảm ơn ảnh rất nhiều. Và cuối cùng vì gia đình của em xin cảm ơn ông nội bà nội đã phù hộ cho em được khán giả yêu quý mến. Em xin hứa sẽ cúng kiến đầy đủ cho ông nội bà nội em để tiếp tục ủng hộ cho khán giả yêu quý em. Và em xin hết. Kính thưa quý vị, nói chung là vừa rồi là những lời tâm sự vô cùng thật thà, chất phác. Nguồn gốc của mình không quan trọng, quan trọng là biết vươn lên. Cảm ơn những người đã hỗ trợ mình là chú bảo vệ đã giữ xe
anh bảy điếc đã nghe nhạc. Nói dạ. chung là tốt. Ông nội bà nội đã phù hộ. Ông nội bà nội đã phù hộ. Dạ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần giao lưu và nói chuyện thân mật gần gũi với lại người mẫu Holly. Xin mời Holly. Holly, tại sao có cái tên này? À, mọi người thường thấy em xuất hiện trên sàn diễn với một đôi chân dài 80 mét. Nhưng mà mọi người không có thấy được và không có ngửi được cái mùi thơm trên cơ thể của em. Anh lại gần đi. Hả? Anh lại gần em. À. Dạ, mùi nước hoa này là mùi em mới mua phát về em. Dạ, cái mùi là cái mùi đặc sản của em từ khi em còn nhỏ đó. À, mọi người thường có một cái mùi thơm nào đó trên thân thể mình. Dạ, em thì em có một cái mùi nó rất là lạ. Và bạn bè thường hay nói em là bé hôi. Nhưng mà bé hôi hả? Dạ, bé hôi. Nhưng mà các nhà tài trợ nước hoa nè, của Pháp nè, hay là lăn khử mùi em đều không sử dụng. Tại vì em muốn đó là một cái bản sắc riêng của em. À. Và em giữ cái mùi thơm đó tới tận bây giờ. Nên em lấy cái biệt danh của em là Holly. Tức là vừa hôi vừa lì á hả? Dạ. Holly là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền quý danh gia dòng tộc. Nhưng vì quá đam mê nghề người mẫu nên đã vứt bỏ tất cả, gạt cái chuyện giàu có của ba mẹ qua một bên để bước chân vào showbiz. Và sau đây chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với lại một diễn viên nổi tiếng. Đó là cô Thị Thắm, hoàn cảnh xuất thân vô cùng đặc biệt và hiện nay cô ấy đang cô đơn. Thường thì có rất nhiều người đàn ông ngoại quốc yêu cô ấy, nhưng mà một năm rưỡi nay thì cô ấy cũng chưa đến với ai và hiện tại đang độc thân. Đó là lời chia sẻ trên báo. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ thật lòng từ chính cô ấy. Xin mời Thị Thắm. Kính thưa tất cả mọi người ở đây. Giọng hay không? Hay đấy. Hôm nay thì mình muốn được giải thích một tí về cái tên Thị Thắm của mình. Nó là như thế này. Thời đại bây giờ có quá nhiều người là cứ chạy theo phong trào ấy, tây ta lẫn lộn kiểu đặt tên giống như là David Hùng rồi Jolie Chuông rồi Maria Hodo Quách lại khái thế. Cho nên là mình muốn tạo ra một cái gì đấy rất là khác biệt. Đó là bằng cách là mình trở về với nguồn cội quê hương với cái tên là Thị Thắm. Đấy. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Không nói gì thêm hả? Nói gì bây giờ? Nói gì thêm về cái vụ mà tại sao độc thân tới giờ này đó? À thì tại vì là... mình cảm thấy là cuộc đời mình còn quá nhiều thứ cần phải cống hiến. Mình phải cống hiến cho gia đình, cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà, cống hiến cho toàn thế giới này. Cho nên là mình quyết định là mình cần phải độc thân. Với lại về cái chuyện mà sinh con ấy, mình cũng quyết định là mình độc thân và không sinh con là tại vì là cả thế giới này có quá nhiều em bé mồ côi. Vậy tại sao mình lại phải sinh thêm cho một đứa bé? Bên đại đại khái là... Tất nhiên là... Đang họp báo. Trời ơi. Thì tính của mình là về hương đồng gió nội là Thị Thắm. Cho nên là mình sẽ nói cái gì cũng thật lòng, mình không cần phải giả tạo. Đang họp báo, chưa? Trời ơi, báo chí nó đánh giặc bà chết sao? Kệ chứ, như thế mới tạo nên sự khác biệt của mình. Đúng rồi, một diễn viên cá tính, phong cách, đúng không? Và rất hương đồng gió nội Thị Thắm. Đấy, rồi cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng mộc mạc của Thị Thắm nhá. Đến nay vẫn chưa có ai yêu à? Vẫn chưa à? Cái này nên báo tại sao? Tức là vì là mình muốn cống hiến nên mình không dám có bạn trai hay sao? Có nghĩa là nói chung là cũng tính khi thất thường ý. Hôm nay thì tưởng mình yêu, hôm sau ngoài ra là mình ghét nó thậm tệ. Hôm sau nữa yêu cũng tưởng là mình dâm nhiên hết đến nơi, ngày hôm sau mình ghét đến cả công ty của nhà nó. Thế bây giờ làm sao? Mình sinh ra nó hơi kiểu bị bấp bênh ấy, kiểu tâm lý nó bất ổn định ấy, hiểu không? Cái này giống như bị thần kinh á. Đấy, hình như thế. Nam ca sĩ Cherry, xin mời.
em mời nam ca sĩ Sherry bước vào chính giữa. Chúng ta sẽ tái hiện là một đoạn nhạc trong phim, và sau khi kết thúc đoạn nhạc này thì sẽ sự xuất hiện của hai nữ chính tranh giành một chàng trai đẹp. Dạ. Rồi, tất cả chuẩn bị nha. Dạ, thực ra cái tựa này cũng bị đổi rồi. Thực ra cái bài gốc mà em sáng tác là cái tựa đề nó không phải là một chàng hai nàng một chàng. À. Cái tựa gốc của nó là anh và em chưa làm gì hết. Rồi. Bây giờ sửa lại. Một chàng và hai nàng, hai nàng trông thấy một chàng đi ngang hai nàng, hai nàng nhìn chàng đi ngang, một chàng với hai nàng, một chàng với hai nàng. Ta cùng nhau đi ngang, ta cùng nhau đi ngang, một chàng cùng với hai nàng mà thôi. Mấy bà đọc rap kìa. Một nàng bà với hai chàng, anh nhầm. Hai nàng một chàng vô trong ghế ngồi lại. Thật sự là em đóng MV rất là nhiều rồi. Tại vì em là siêu mẫu mà. MV này là cái MV mà thoại nhiều nhất của em. Quá trời, bà thoại quá trời. Lời thoại nhạy cảm quá. Hy vọng phim này sẽ có người coi. Chung đi. Hy vọng rằng phim này sẽ có người coi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện lại cái cảnh mà hay nhất của phim. Cái gì đấy? Cái cảnh mà Thị Thắm hung ca sĩ Cherry. Rồi, mời, xin mời. À thế à? Cái cảnh hay nhất trong phim á, lúc mà hai người gặp nhau trên đỉnh núi đó. Nào, ra đây. Đó. Có cơ hội đấy. Đấy mà. À. Em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Đang trên núi mà. Đang trên núi mà. Anh ơi, hả anh? Wow. Wow. Này. Em ơi. Ôi trời ơi. Chị muốn nói như một điều là em trai của chị nói là rất là nhớ em. Hôm nay hình như là vội bắn đứng nhau hay sao ấy. Ồ, đó chỉ là quá khứ thôi. Nhưng giờ hiện tại, nhờ cô gái này hung tôi hai cái, tôi đã xác định được giới tính của tôi thẩn rồi. Rồi, làm lại đi, làm lại đi. Quân Thành, làm lại đi. Anh bắt hùng ơi, anh ơi cắt đi anh. Chứ để bao hồi bà xé quần sáng. Cái cảnh này bà diễn phiêu quá rồi. Một năm rưỡi không có ai mà có cát kia mới hôm nay được. Thì Thắm, bớt lại. Biết 5 rưỡi rồi, mình biết 5 rưỡi rồi. Năm rưỡi rồi. Hít thở sao vô. Đừng có bộc lộ cái cá tính nhiều quá. Và kính thưa quý vị, như vậy là cái thời gian họp báo của chúng ta đã kết thúc cái phần giới thiệu. Bây giờ ai có câu hỏi gì, có ý kiến gì, các nhà báo, các anh chị phóng viên, ai có thắc mắc gì xin mời câu hỏi trực tiếp lên ban tổ chức sẽ giải đáp thắc mắc. À chào chú. Chú muốn hỏi gì, chú làm bên cơ quan nào, báo đài nào? Chú hả? Hả? À? Chú làm giáo viên. Giáo viên hả? Ừ. Hôm nay là nghe nói là họp báo con chú. Ừ, chú là ai? Nè, cô Được nè. Ủa đâu có thằng này, nó ở trong cô đi viện mà. Ờ, chú ơi, cái gì vậy? Sao mà? Ba lên là ba chúc mừng con mà. Chúc mừng cái gì? Trời ơi. Chúc mừng con ra đĩa. Ra đĩa gì? Bữa nay là cái buổi họp báo người ta. Bởi báo chí biết con là một thằng mồ côi.
nhờ ông nội bà nội phù hộ mới nổi tiếng. Bây giờ ba má vậy đây. Đây là ba thiệt đúng không? Ủa rồi lỡ rồi sao mày không nói luôn rồi nhờ tao phù hộ luôn đi. Chừng nào má lên bàn thờ. Cái đó vậy giống như là tao chết luôn rồi. Chừng nào má lên bàn thờ mới phù hộ cho cháu con. Ngồi này ba còn sống mà hiểu không? Cái này là cái cách bia khuyên cho người ta tội nghiệp con. Nhưng mà ông có phải là ba ruột không? Ba ruột cho nên. Ba ruột thì đi về đi. Lộ hết hiểu không? Lộ cái gì mà lộ? Đang giới thiệu đây là mồ côi vừa phát triển thành người. Vậy có ông cha già xấu xí đâu ra vậy? Ở đâu xấu xí? Chứ ông tưởng ông đẹp hả? Tôi già già chứ cái nét tôi còn đậm đà lắm à. Đậm đà gì? Biết mà, con hiểu ba mà. Bây giờ ba thương con. Ba đi về đi, ba nói ba không phải là ba của con vậy thôi. Không được. Không, mày nổi tiếng chút xíu cái là mày chối bỏ cha mày là sao hả? Ba chơi vậy, ba chơi kỳ. Hồi đó con đi làm ca sĩ ba không cho, ba ngăn cấm, buộc lòng con phải trốn nhà, con đi bán series để con nuôi, cuối cùng thành ca sĩ nổi tiếng. Giờ ba chạy tới ba nói giờ bây giờ là con là sao? Sai nghe, cho ăn học đàng hoàng. Cha là nhà giáo mà đúng không? Cha bắt con ăn học đàng hoàng mà con muốn làm ca sĩ, cha cho con đi bán series để con vừa bán vừa rao vừa tập hát luôn nghe. Là ba tính cho con hả? Cái này là của ba tính cho con ba hả? Ba tính từ nhỏ con lăn ra đời luôn đó, hiểu chưa? Dạ đúng. Cái giọng của con là ba truyền lại nè. Là ba bắt con đi rao bán seri xong rồi con hát hay, con nổi tiếng. Đúng rồi. Là nhờ ba đào tạo. Ba đào tạo nhưng mà không ngờ con trốn ba, thấy không? Con ba lên Sài Gòn. Đây, giới thiệu bạn gái mới của Cherry. Đây, cô Thắm. Người đã đóng dấu hai nụ hôn lên mặt anh ấy. Dạ, còn đây là bạn trai cũ của em trai của con. Bạn gái hả? Này, chị dâu. Bạn gái đây. Dạ, bạn gái này, chị dâu. Con nhập tới. Bạn gái hả? Dạ. Có chịu cưới không? Cái đó từ tính sau. Con theo. Có chịu cưới hay không? Chứ nó già rồi. Phải cho nó cưới chứ. Có cưới không? Ai nói vậy? Này. Bác ơi. Ai mới bảo gì? Hả? Ai mới bảo cái đây là cái đây là gì? Đây là bồ tôi, sắp tới tôi sẽ là làm tham. Cái gì vậy? Ủa ông anh, ông làm cái gì vậy? Con tôi cái gì kỳ vậy? Tôi nói cho bác biết nhá. Đây là có gia đình đàng hoàng nhá. Năm đứa con ở nhà nó không chăm. Nó lên đây nó bảo dòng họ chắc chết hết rồi à. Là nó chưa có người yêu. Là sao? Thì ra mà thích nuôi nghé vậy hả? Cái này ôi, vợ con đấy. Thế nó lấy con mười mấy năm rồi. Bao nhiêu máu huyết của con nó tứa ra cho con năm đứa nó bỏ nó đi. Nó là cái kia. Vợ chú á. Sao chú già thế? Đấy, đến đây để người ta chửi thẳng vào mặt là mình già quá thì có biết ngượng không? Chấp nhận thương đau. Cho nên thế thì không thể nào để cho con vợ mình mà nó lăng nhăng như thế được. Thì mình chỉ ngồi ở đây thôi, mình có làm cái gì. Bây giờ con yêu một người mà có năm đứa con rồi sao hả? Mọi người chú ý này, chúng ta đã họp báo ở đây có tất cả phóng viên. Những câu chuyện này nếu còn nói dài nữa người ta sẽ đăng lên trên báo. Chúng ta sẽ nhục mặt hết, tất cả sẽ lụi tàn hết. Tất cả chỉ là một show diễn mà. Không sao, cứ giờ tôi diễn cái gì mà diễn. Cứ giờ cũng nhục mặt rồi. Làng xóm láng giềng kêu là có thằng con là ca sĩ, tại sao nó không nhìn mặt cha là con nói thật với chú nhá. Trong cuộc đời con chưa bao giờ thấy người cha nào mà phải đau khổ như con vì chú. Hợp quá, hai chú người hợp là... quá. Mời vô ghế ngồi, mời vô ghế ngồi nói chuyện rồi. Không, anh phải để cho em nói chứ. Chú là chắc do ăn ở vô phúc cho nên mới gặp thằng con như thế này. Đến cha mình còn. Đến cha mình còn mà nó vẫn nói nó mồ côi là nó quá khốn nạn rồi. Nói chung là ở đây là chỉ có cái cô Holly là đứng đắn nhất. Hồi nãy giờ là cổ nghiêm túc nhất. Gia đình giàu. Hau lầy ơi. Ai đây? Hau lầy. Mẹ ơi. Trời ơi, con. Dạ con đây, con đã chưa mua vé máy bay cho mẹ sang Maldives. Ở khách sạn 5 sao 2 ngày một đêm mà sao mẹ đi đâu đây em mẹ? Cái gì? Maldives cái gì? Trời ơi. Maldives. Bác là à là gì của Holly? Mẹ em. Má nó. Ủa sao nói là cổ là danh gia vọng tộc, nhìn bác bèo nhưng cá kèo vậy? Đúng rồi con. Danh gia vọng tộc cái gì, nhà tôi ở ngoài miền Trung rồi tôi đẻ nó ra nè. Rồi tôi nuôi nó cực khổ, ngày nào cũng nuôi nó hết trơn á. Rồi hả, nhiều bữa ở nhà không có cái gì ăn hết trơn á. Cái tôi nấu kho nồi cơm, nấu nồi cá, nấu nồi canh. Cái tôi nói là con hay con, ăn đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái thèn, tét cái đèn là đi ngủ. Đó. Sao? Nó xeo rồi, nó danh gia vọng tộc. Sao thầy đó,
hồi đó nó ăn nó ngủ rồi mới nó ăn cái kiểu gì mà bây giờ nó cái đầu đi vô Sài Gòn, rồi cái đầu đi vô Sài Gòn cái làm cái danh gia vọng tộc cái gì. Ở ngoài kia là ngoài quê là nó hàng ngày là phải là mặc quần đen là bà ba nè, chạy ra ngoài kia bắt cá phụ với tôi, mà vô đây cái gì bị đặt kim tiến kim sa hạt lựu hạt mưa trời bà. Mà tôi nói thiệt nha, con tôi á không phải là cái này là tôi dạch áo cho người xem lưng. Ngày xưa biết không, nó đen như cái con nhỏ này nè đó, nó đen như cái áo con nhỏ này nè. Đây là chồng của cô này, đây là chồng của cô này. Nói chuyện với ổng đi, nói chuyện với ổng đi. Bày đặt không biết làm sao á, bà đi ra bà nhúng vô nhúng hồi gì này, bà trắng tư bà như cục bột vậy đó, bà qua mặt tôi luôn. Chứ ngày xưa tôi đẻ con tôi biết mà, tôi đẹp dữ lắm nên con tôi nó mới đẹp y chang vậy. Ông thấy tôi đẹp à? Nãy giờ tôi nói nếu mà bà đàn ông mà tôi nghĩ chắc là nó cũng lai lai ai á. Chứ cái tướng không, bà vậy mà không hiểu tại sao nha, tôi cái tướng tá tôi gì mà ra đường ai cũng nói tôi giống Minh Nhí. Bác cho con hỏi Tâm là ở ngoài miền Trung bác cực khổ dữ lắm hả? À, cực khổ qua trời qua đất là nói làm ruộng không à hả? Không, làm cá, ngày nào làm cá mà riết cái tóc qua nó cháy như cái ổ rơm vậy mà ai cũng tưởng. Trời ơi, cái móng chân bác còn đẹp hơn cái màu áo của con vậy đó. Móng chân này là làm ruộng gì mà ghê gớm vậy bác? Bữa hôm con hồ lì đó nó mua chai sơn giờ, cái nó nói là má 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 ngầu lại con sơn cho má. Rồi nó sơn lên cái bàn chân tôi giờ như bàn chân quỷ rồi không? Tôi phải đứng với anh cha này y chang cái mèo. Mà anh hỏi nè, không phải là bác con thì không đẹp quá rồi. Dạ. Cái gì? Má con thiệt lắm. Má con sao giống đồ bính gian quá vậy? Không phải. Không phải, tôi ngày xưa tôi đẹp dữ lắm mà bắt cá mỗi ngày mà nắng nó đè mà lùn xuống hết trơn. Ngày xưa em cao. Cao bao nhiêu mét? Dạ cao, em cao cũng mét tám mấy anh ơi. Anh ủa, anh lão nãy giờ nói chuyện mà duyên quá, cái mặt con dê chó giống Chí Tài quá anh lai vậy. Ủa ai vậy thầy? Dạ thầy, dạ má thầy này đó dạ, là ba. Tôi là giáo viên. Đây là cha của con này. Ba của con này là. Đây là giáo viên Tấn. Quá vợ. À, quá vợ. Đây là quá chồng. Đó. Dạ chồng em chết rồi em. Thôi bỏ luôn đi nghe. Dạ. Tôi sợ. Dạ. Nó đi lên đây tội nghiệp lắm. Nó mơ con người mẫu Ngọc Trinh qua đó rồi nhúng trắng y chang là mượn bộ đồ Ngọc Trinh mặc cái trơn làm gì có quần áo đâu. Bà, ủa bác ở quê mà bác cũng biết luôn hả? Biết chứ, trời ơi Ngọc Trinh nổi tiếng qua mà nó da nó trắng hơn tôi là tôi biết hết á. Rồi sao cho con đi thi hoa hậu đi. Cái mặt này thi hoa hậu biết bà được nè. Thôi đừng có thi. Ngày xưa tôi thi tôi lấy giải rồi, nguyên yeah. Cái xã nó đồn tôi mua giải, tôi nhục dữ lắm. Thôi đừng có thi con ơi. Bà nó đồn đúng mà. Anh ơi, anh. Nãy giờ mình họp báo về bộ phim mà mình nói xạo nó xạo mình chém gió không, bây giờ tự nhiên báo biết mấy vụ này bộ phim mình đi về đâu anh? Thì lỡ rồi tại là luôn đây. Đi về quê chứ đi về đâu. À. Ông Giang quản lý bố qua đây. Ông qua đây. Tại sao có để cái chuyện này xảy ra hả? Tôi đầu tư biết bao nhiêu tiền để làm bộ phim mà hai nàng một chàng này hả? 5 triệu đô cho nó phải ít. Bây giờ làm sao mình bây giờ làm những cái trò như vậy là sao? Ảnh hưởng tới uy tín của tôi. Anh bình tĩnh. Đây bình tĩnh cái gì? Sẽ có người giải thích với anh. Mời bác. Bác ơi, bác mời bác qua trò chuyện. Trò chuyện gì? Qua đi má. Trò chuyện tại sao xảy ra chuyện hôm nay. Mời bác qua trò chuyện. Ông này bên nhà tài trợ dèo lắm. Ông bên nhà tài trợ là nhà sản xuất. Nhà sản xuất là dèo lắm. Nói trời ơi, ông là nhà tài trợ đó hả? Tôi không có tè mà tôi tài trợ. Ông tè trợ hả? Hey. Tôi nói cho ông anh biết tôi tìm được em của ông anh rồi. Đây nè, hai anh em gặp nhau đi, hai anh dê chó y chang à, qua gặp nhau đi. Trời ơi, cái gì vậy? Ông về lại ha. Ba của cậu ca sĩ Sơn. Không phải, không phải anh em tôi rồi. Anh em tôi là săn chắc lắm chứ không có sợ gì. Bà lộ rồi. Không, ông này ông sợ là tại chắc chích buông tóc nhiều lần đó, nó căng không chịu nổi cái nó sợ. Sao ở dưới quê có gì bạn biết chân vậy? Không, tôi dưới quê chứ tôi nhiều chuyện lắm. Làm thì ít chứ nhiều chuyện là nhiều. À, giờ sao con muốn má vạch trần hay là giờ nếu mà con ấy thì giờ ấy đi. Con cho má ít tiền để má đi ra ngoài má chơi bài rồi xong rồi má khỏi nói chuyện với chuyện gia đình mình được không con? Nói chung là cái profile mình giới thiệu là xạo, nó không có.
cuộc đời người ta là khác biệt. Mình vì PA phim, vì kiếm tiền mà mình làm ra một chuyện lừa dối khán giả đó. Giờ anh giải quyết đi. Đúng rồi, bây giờ tôi nói cho ông chủ nghe nè. Bây giờ ông là cái nhà sản xuất à, diễn viên đâu cần nhất thiết là phải giấu cái hoàn cảnh gia đình mình như thế này như thế kia. Thì đúng không? Cái chủ trương tôi đâu phải là giấu. Không giấu tại sao để đi lên dẫn cho người gì nói đàng hoàng như thế này. Đó là lỗi của ông này nè. Tôi giao hết cho ông mà ông làm gì, ăn kêu gì vậy? Ủa, bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh là sản xuất thì bây giờ mình phải nói tốt đẹp cho ba diễn viên này thì khán giả mới có cái cảm tình, người ta vô coi. Chứ giờ nói à con nhỏ này có má đánh bài, con nhỏ này năm đứa con có chồng bỏ chồng, này à, cha làm thầy con đốt sách, rồi ai mà vô coi phim? Ủa ông kêu kiếm tiền cho ông, tôi phải nói vậy chứ, tôi muốn nói vậy hả? Cậu nói vậy là sai rồi. Công ty của tôi là công ty gì hả? Công ty gì? UTVCT. Là gì? Uy tín và chân thật. Làm vậy là chết rồi, mà tôi không còn biết. Bây giờ tôi bỏ ra số tiền 5 triệu đô, còn tính sao tính, nghe. Tôi không tính gì hết, bây giờ tôi từ chức. Từ chức? Ai cần tôi từ chức hả? Đó là giải quyết cho tôi. Giải quyết ha. Giải quyết là gì nữa? À, cho tôi 5 triệu thôi. Ở đâu ra mà đền? Cái gì? Phim chưa quay mà tiền 5 triệu gì? Quay rồi mà. Họp báo ra mắt phim mà chuẩn bị quay thôi, hiểu không? Cậu nào premiere mới là chiếu phim. Trời ơi, không ngờ ông này ông chưa biết chữ nè, chưa đọc chữ nè, bởi vì không biết ra mắt. Đi. Để ông nghĩ sao? Tại sao? Bây giờ 5 đứa con tôi, 5 triệu đô của ông bằng 5 đứa con tôi không? Hay là bây giờ mình biến hết cái này thì mình làm một cái show gọi là show lật mặt đi. Cái gì? Ban đầu nó như thế, nó hào quang lung linh, mình lật một phát, mình giống như là vứt tạc vắt dưới đất, xong rồi mình lại lôi kéo khán giả, mình lại tạo scandal để cho khán giả đến xem. Thế là cuối cùng là mình vẫn được tất cả. Được cái gì? Thôi, không nói. Tôi không thích những cái gì mà giải vô. Dẹp hết cho tôi. Dẹp đi. Đi dẹp học lại. Dẹp hết. Dẹp đi. Coi như bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ cái phần 5 triệu đô đấy. Coi như mày không có trách nhiệm gì. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bỏ đi. Bỏ đi. Đi về đi. Đi về. Đi về luôn. Bỏ đi. Khoan, để tôi đuổi con chim bay đi nè. Nó nghe nè. Nó nghe luôn hả? Con chim đó nó có hình thôi, nó đại, nó tượng trưng thôi, đừng đuổi nó tội nghiệp. Ổ nó chết ở đây luôn rồi. À, bác ơi, bác né ra cho tụi nè, con. Cái này nguy hiểm lắm á. À. Để con nghe, con vui cái cây này. Nó nghe nè, làm gì có trách nhiệm quá hả? Dạ. Nó nói tới mùa mưa rồi, tới là thăm dò cây coi cái nào mà nó giòn, nó mục rồi mình chặt nó đó hả? Dạ không, cái này cưa luôn. Cưa gốc luôn. Cưa nguyên gốc luôn. Đi luôn. Cái gì? Khoan, Dẹn ra. Cái gì? Đây là sao? Không, cái này bác để cho tụi con làm việc. Bởi vì ở đây là người ta sẽ làm một cái dự án, cho nên là tất cả cây ở đây phải cưa hết. Trời ơi, trời ơi, chết rồi. Trời ơi, cái gốc cây. Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy. Trời đất ơi, cái gốc cây ở trời bên đây nữa, cây mé của tôi. Trời ơi, cây mé mới ngày hôm qua tôi đu lên trển, tôi đánh xà đơn 100 cái. Bữa nay đi. Nó sao mà nó gãy hết trơn á, trời vậy? Cưa rồi. Dạ cưa rồi. Cưa rồi, giờ còn có cây này là khi bác phát hiện ra là cưa gần hết rồi đó. Dạ. Thì ra là thủ phạm là hai cậu hả? Dạ không phải thủ phạm. Cái này bác nói như vậy là không phải. Hả? Tụi con làm việc, tụi con ăn lương. Hả? Ở đây người ta sẽ làm dự án, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Trách nhiệm của tụi con là chỉ cưa cây. Đó. Bây giờ dạ. khoan. Tránh ra đi, giờ nói nghe nè. Bây giờ vậy nè, có chừng nó ngã đi chứ. Không sao. Nó ngồi xuống dưới đi. Nó không sao. Bây giờ nói đây nghe nè, bây giờ muốn cưa cây á là không có được. Tại sao? Bây giờ cây á nó tội gì mà cưa nó? Hả? Cây là giống như sinh mạng con người ta vậy đó. Con biết là cái cây không có tội, nhưng mà tội nghiệp á là nó trúng vô cái đất dự án cho nên là phải cưa. Không có được cưa. Với lại bác cũng tội nghiệp cho tụi con đó, tụi con phải đi làm để mới có tiền cưa cây, mới có tiền nuôi gia đình, tội nghiệp tụi con. Không được cưa.
cái cây á nó là lá phổi. Không, bây giờ mà cưa cây là giống như là mình phá hoại môi trường, làm bậy rồi. Dạ, thật sự tụi con biết cái cây nó là lá phổi không thì con không biết. Chứ con biết cái cây nó là cái gỗ, thành thử là cưa, họ biết cưa. Đừng dừng lại, đừng cưa. Trời ơi, thằng chim dễ thương không? Mày cưa ơi, con chim đó nó nhà nó đâu? Nó không có nhà, không có cửa, nó không có hộ khẩu, nó ở tội nghiệp nó không? Không lẽ nó đi thuê nhà nó ở? Đó bạn, thôi nó đang bắt con chim à. Cho nó bay đi. Trời ơi, mày tránh ra. Nó bay sắp rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nhà con ta đang ở gì? Xin lỗi con nha. Ủa được, nhà người ta ở mà. Hay quá, lát đi bác sĩ chữa cái nó sừng sững lại đó, chết là. Xin lỗi con. Thôi bác ơi, nãy tụi con làm theo ca mà. À, bác để cho tụi con cưa đi. Bây giờ muốn cưa phải không? Cưa phải có giấy tờ mới cưa được. Nếu bác nói cưa cái cây này có giấy tờ, nếu nó thuộc quyền sở hữu của bác cho con xin giấy tờ của cái cây. Bác nói con nghe, nó cung cấp oxy cho mọi người ha, nó làm cho mình mát mẻ ha, nó có lợi quá mà. Tại bây giờ mà cưa nó đi rồi, hàng ngày tao đứng đây oxy ở đâu mà tao thở? Bây giờ con hỏi bác, nếu có oxy như tụi con đi, có oxy để thở mà không có cơm để ăn vì trách nhiệm không cưa được cây, người ta không phát lương, thì tụi con sống bằng cái gì? Trời ơi, bây giờ là bao nhiêu giờ rồi mà giờ nãy giờ hai cậu còn đứng đây? Dạ thưa chị, em muốn cưa mà bác đây không có cho cưa. Không có được cưa, bây giờ ai đây? Dạ chị này là giám sát công trình. Giám sát công trình hả? Giờ nghe lệnh tôi nè. Bước đây, nghe lệnh tôi. Giờ tôi nói nè, bây giờ nhìn tôi vẽ cái sơ đồ nha. Tôi vẽ sơ đồ rất là rõ ràng. Đây, chị tên gì? Tôi là hả? Tên gì? Banh thì tẹt. Banh gốm vậy bà nội? Nè, ba mẹ đặt sao tôi để vậy chứ sao? Rồi, ba nghe nha, ba nhìn nè, ba tẹt. Ba đứng ở đây, đúng không? Cái tên gì? Tên Linh. Linh đứng ở đây. Tên gì? Tôi Thanh Vân. Vậy? Thanh Vân. Ai tình gái cho nội? Dạ, thì cha mẹ đặt sao chịu vậy thôi. Rồi. Thanh Vân. Thanh Vân. Rồi bây giờ sao? Tôi tên Thanh Vân mà. Rồi, bác nói sao? Đây, bà Tẹt đứng đây, ông Linh đứng ở đây. Ông Thanh Vân đứng đây. Còn tôi, tôi ngồi đây. Cái tôi là ai không? Tôi là chủ. Mấy người đang chống đối chủ mấy người là sao? Không có được cưa cây. Bây giờ chị giải quyết đi, chứ em không chịu trách nhiệm nổi lắm rồi. Giống như đang chơi sumo với nhau quá vậy. Làm sao? Trời ơi, căng quá ha. Mà bây giờ bác cũng thông cảm. Nhiệm vụ của con hôm nay đến đây là giao cho mấy em phải cưa cây, nên con phải cưa cây. Còn nếu bác cần gì, bác cứ đi gặp ở trên nha. Khi nào con cưa cái ghế, bác chửi. Bây giờ đứng cưa cây. Không có được cưa. Ví dụ như bây giờ cái cây đó là nó mục hang, mối mọt ăn trọng, nó mục và mình cưa để mình tránh quay nguy hiểm người ta. Còn đằng này cái cây này nè, cô nói đi, nó còn chắc còn khỏe như vậy ha, nó khỏe mạnh vậy tự nhiên cưa nó làm cái gì hả? Trời ơi, bảo vệ tài nguyên môi trường nó nói khỏe gì? Cái gì đây nè, con đứng con lầy nó còn rung rồi nè, thấy không? Không có được trời, không được chặt. Trời ơi, cây đây mấy người chặt hết trơn nó, trời, từ trong ra ngoài chặt hết trơn rồi, còn có một cây này à. Thì bây giờ chặt sao? Luôn cho nó đều chứ. Thấy bây giờ để lõm chõm. Đúng rồi, chặt luôn cho nó đều chứ giờ để lõm chõm là được. Trời ơi, tôi không biết đâu, tôi có cho chặt. Ai cưa đấy, không có được chặt. Cái gì đó, cái gì vậy? Cứu bồ đi ông. Tự nhiên ở đâu rồi tôi tới đòi chặt cây của xanh ở đây rồi phá hoại tài mình nguyên môi trường đi nè. Ủa sao vậy? Tại sao lại cưa cái cây này? Hỏi chị quản lý công trình. Thưa anh đi. Mời bác ngồi đi bác. Dạ thưa anh, thì cháu muốn nói cho anh nghe là gì? Cháu là sao? Dạ tại vì nói anh là mình cố gắng thôi chứ thiệt sự ngượng miệng lắm. Con cháu nhìn anh là cháu nhớ ông ngoại cháu nhà dữ lắm. Dạ ông ngoại con cái mặt cũng sợ sợ giống như anh vậy đó. Dạ anh biết không, cái cây này á
cấp trên á, lãnh đạo xuống tụi con phải chặt cái cây này đi để trồng một cái cây mới khác, để nó sẽ mang cái sự xum xuê xanh đẹp cho thành phố. Cái cây này nó xấu quá rồi. Theo tôi biết đó, tụi tôi là dân thì tôi đóng thuế là để mình đóng góp phần vô về cái công viên này. Trong công viên này nó có những gì? Nó cho những cái cây để cho bóng mát, người dân người ta ra đây người ta tập thể dục, người ta đi giải trí ha. Thì bây giờ muốn cưa đó thì ít nhất cũng phải thông báo trước. Đúng rồi, thấy không? Tôi cần một cái giấy tờ rõ ràng, ai cũng bận bộ đồ là đổi cái đó là vô đúng muốn cưa. Dạ bác, con xin giới thiệu bác, con ở bên công ty cây xanh. Cô tên gì? Dạ con tên là Bành Thị Tẹt. Cái gì? Bành Thị Tẹt. Bành Thị Tẹt hả? Dạ. Thấy ghét rồi á, cái tên là ổng ưa rồi đó. Theo tôi biết thì cô không phải mình Bành Thị Tẹt, cô là Thủy Đục. Ủa Thủy Đục là ai? Cô giỡn với tôi. Dạ. Đây, có giấy tờ đây. Dạ. Đừng có chối. Dạ. Đây là đọc đi. Giấy cam kết nè. Dạ. Tôi là Thủy Đục, chức vụ quản lý dự án cây xanh đô thị. Dạ. Nè, cô làm giấy cam kết ha. Đã chuyển hứa chuyển nhượng 50 cây cổ thụ trong công viên Tiếu Lâm này. Đó, sau khi cô nhận 50 tỷ đồng. Trời ơi, Nguyễn Văn Bé. Ủa cái này là cái gì? Trời ơi, trời ơi, vậy là coi như là sát hại cây xanh là mấy người. Đúng này rồi, phải không? Mạo danh. Ôi, ác luôn. Không, theo con nghĩ vậy nè. Theo con nghĩ như vậy nè, hai bác đã cầm cái tờ giấy đó là hai bác đúng rồi đó. Tôi không thấy bà này sai rồi. Tôi con chỉ cưa thôi, cho tôi giải quyết bà đi. Bây giờ sao? Không cho cưa cây. Tụi em là công nhân chỉ cưa cây thôi mà. Anh làm ở bên công ty cây xanh thì ở trên tụi tôi cấp lương và trả lương mỗi tháng cho anh. Thì biết rồi, anh là nhân viên, anh là làm ở trong công ty cây xanh bao nhiêu năm rồi, anh ăn lương bao nhiêu năm rồi. Tụi em là người viên đó, tụi em kêu hàng xóm ở đây. Để tôi kêu hàng xóm. Đó người ta. Trời ơi, bây giờ con hỏi chú nè, cái giấy này từ đâu chú có cái giấy này? Chú giải thích cho con biết đi. Mà trong khi con tên là Bành Thị Tẹt, tự nhiên trong này có mẹ Thủy Đục nào trong này? Cái tên thì tên kỳ cục vậy, Thủy mà đi. Còn đục một cái nữa. Trời ơi, cái này đúng với chữ ký của chị rồi chị. Trời ơi, 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 làm bây giờ quá trời, tụi tôi bị chửi trước. Chị là sao, chị bị chửi sao? Tôi làm đúng của lãnh đạo cấp trên mà bây giờ cái thằng đúng Quỷ gì? Cái giấy cam kết của chị mà tôi. Bây giờ lấy cây viết ra đi. Thôi nói chung bây giờ em nói cho chị nghe, mặc dù tụi em là công nhân nhưng tiếng nói người dân vẫn là cái tiếng nói trung thực nhất. Đúng. Bây giờ khi người dân người ta không đồng ý, mình coi thử tại sao lý do người ta không đồng ý cho mình cưa cây. Còn nếu mà cưa cây vì công trình phúc lợi thì người dân họ sẵn sàng họ làm. Đúng. Nhưng mà phải ra thông báo quyết định cưa ngày nào cho người ta biết. Còn này mình không nói gì hết. Rồi lén lúc chị đi ăn như vậy, chị ăn như vậy rồi chị nghĩ là cuộc đời của chị là sao? Trời ơi, sao mà cái gì mà trong công ty mà nó bán đứng tôi luôn vậy trời? Công ty là công ty đó, chị trả lời tôi hết rồi. Tôi làm cái gì là công ty đó. Thưa quý vị, chúng ta vừa ăn buổi sáng trong một cái công viên có gì chuyện cái cây. Quý vị biết là một cái cây á, đốn thì rất dễ nhưng trồng rất là mất thời gian, mất nhiều thời gian thì mất nhiều công sức. Vì vậy đừng có gì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi cái lợi ích lâu dài sau này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới ăn buổi trưa với lại diễn viên Lê Thị Dần nhé. Vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi nữa. Nổi danh với cụm từ ngôi sao hài vi diệu, tuy là cái tên còn rất mới, nhưng Lê Thị Dần đã có cho mình một lượng fan hâm mộ đông đảo. Với cách diễn hài tự nhiên, thoải mái, Lê Thị Dần sẽ so tài như thế nào với Thúy Nga trong màn đấu võ mồm để giành khách uống cà phê trong công viên? Chỗ này là bán cà phê được đấy nhỉ? Thế mà vài chục năm nữa mình lại giàu có đấy chứ. Rồi đấy. Rồi bây giờ mà đến bây giờ mà còn chả có khách nào ấy nhỉ?
mình phải là chơi cái hát thì mới bán được. Ai mua cà phê em, có ai mua cà phê em, xin dừng chân ghé quán em. Em đây bán cốc cà phê, nhưng em không bán chén cà phê. Ai cà phê em đây? Anh ơi, cà phê em đây. Ai cà phê em nào? Sao đến bây giờ mà cũng chả thấy có ai đến cà phê mình là thế nào không nhỉ? Mình phải hát nhiều vào cho họ đến. Các anh ơi đến đi, đến quán cà phê em đi. Cà phê em là coi như là đến đây là coi như là được em hát là coi như là khuyến mại luôn. Hát kiểu gì cũng có, nhạc bốc rồi là nhạc trữ tình em chơi được sạch. Tiếng Mường, tiếng Thái, tiếng Kinh gì là em chơi được hết luôn. Nên là đến đây khuyến mại đi, khuyến mại luôn đấy. Chả thấy có ai nhỉ? Bán cà phê. Thì mẹ, cái này cà phê của nhà con. Con bán cà phê ở đây mấy chục năm rồi. Tự nhiên mẹ vào đây mẹ cầm hai ly cà phê, mẹ quảng cáo ai mua cà phê đây là thế nào? Bà dở hơi à? Này, bà mới là dở hơi ấy. Ta đem ra đây mới vừa đi. Tao mới vừa bán cà phê ở đây xong rồi tao đi ra ngoài kia tao toilet một cái, tao quay lại tự nhiên hai cà phê này biến thành hai ly cà phê của mình rồi ngồi đây bán thế nào? Thế là bà bán ở đây thì hôm nào, từ ngày nào, giờ nào, năm nào, phút nào nói thì tôi quay. Này, tôi bán nha, tôi bán cà phê từ cái đời bà cố nội tôi nhá. Để lại nhá, gì là đến mẹ tôi là cũng bán cà phê này. Đến đời mẹ tôi đẻ ra tôi là cái đời thứ ba rồi. Tôi vẫn bán cà phê, chứ chưa bán được cái thứ gì khác nhá. Hết chưa? Hết rồi, đến lượt tôi. Thế bây giờ là cái cà phê này là tôi bán, bà nói là mới chỉ có ba đời thôi. Tôi là đời thứ sáu rồi. Đấy, là tôi là cũng bán ở cái chỗ này. Đời thứ sáu là đời sao? Là coi như là cái đời mà cố nội của tôi nhá, là còn đẻ ra cái bà cố nội nữa nhá. Rồi còn đẻ ra cái cố nội nữa. Cái gì mà cố nội rồi còn đẻ ra cố nội rồi còn đẻ ra đấy. Cố nội nữa là gì? Rồi bắt đầu là đến ba đời tôi nó thành sáu. Cái đất này là đất của tôi nhá. Bà đoán cái biết của ai là ai? Bà là ai mà tôi là đất? Tôi. Bà chiếm đóng cái chỗ này của tôi hả? Tôi cứ bán ở đây đấy, bởi vì đất bà này là không thuộc của ai cả, của công viên. Công viên cái gì nó có vị trí của nó nhá. Thế bây giờ ai bán được nhiều? Nếu như bà bán được nhiều hơn tôi thì tôi nhường cho bà, mà bà bán được ít hơn tôi bà nhường cho tôi, được chưa? Nói vơ nói vẩn. Tự nhiên cái vào đây bảo là ai bán được nhiều hơn ai, thế bà bán thế được bao nhiêu? Đâu 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 bà được bao nhiêu đâu? Bà lấy của bà ra trước đi. Đâu đâu? Bà lấy ra trước, trước đi. Bà lấy của bà ra trước đi. Tiền tôi ra này. Tôi luôn luôn lúc nào cũng tiền nha. Này thấy tiền thì đừng có mà chảy nước miếng. Bà được bao nhiêu? Bà được bao nhiêu? Rất nhiều và rất nhiều. Rất không nhiều, đếm rất nhiều là nhất, rất bao nhiêu. Đấy. Tôi thấy nãy giờ có tờ 200 với tờ 5.000 với tờ 2.000. Bà bảo rất nhiều là bao thế nhiêu. Thế bà móc tiền của bà đi. Xin lỗi bà nhá. Tôi bán cà phê được bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản vào nhà băng nhá. Hiện giờ trong nhà băng nhà có 1 tỷ đồng ơi. Tiền bán cà phê nhá. Nhìn xấu xấu bẩn bẩn đến này rồi nói với nhà băng. Dạ. Anh biết không? Cà phê của nhà này nó bẩn kinh khủng. Cái gì? Mùi á, khó chịu lắm. Nên là anh không phải đến đây. Anh không, anh không. Anh. Đây đây, đây anh đến với em. Anh. Lại. Cà phê em là coi như là đây. Đây đây này. Anh lại đây. Anh xin thêm người này đẹp hơn em hay là em đẹp hơn? Anh định lái máy bay bà già. Trời đất ơi. Tôi chỉ xì ngang đây. Tôi thấy công viên là đẹp, vô đây là tính ngồi nghỉ uống một cốc cà phê. Người ta vào đây người ta thư giãn, người ta uống cà phê. Nhưng mà chứ không phải là người đến ta... đây với tôi, xin nói với chị là như thế. Bởi vì tôi xinh đẹp như thế này cơ mà. Mà bà xấu xí như con bà thì bà đừng tin đấy. Anh tin em. Bây giờ anh nói thật đi. Đất tao. Anh nói thật đi với em. Anh trả lời cho em biết đi. Anh trả lời cho em biết đi. Anh ơi. Này nha. Anh trả lời cho em biết như thế nha. Bà đừng có vô tình không có cái kiểu này đâu nha. Coi. Bà có tin không? Tôi bế được bà luôn đấy. Bà có tin không? Thôi. Bà có tin không? Bà
làm đi. Ba B vẫn là bà nhá. Bà nhá. Biên chí của bà là ở đâu nhá? Con của tôi bên đây. Anh này. Anh ngồi đây. Anh là ai đi? Anh. Này. Cà phê gì vậy? Anh ơi, anh uống cà phê của em đi anh ơi. Hãy dừng lại đi, chú ơi. Hãy dừng lại đi chú. Sao mà đứa con kia lại còn đây xuất hiện cái người khủng này à? Ôi cô làm ơn buông tha vị khách này dạ. Con. Dạ. Cô đang bán cà phê còn chưa được nữa này nè. Mày chạy ra đây để mày còn bán vé số làm cái gì hả? Dạ con đang chạy ra đây ra. Con bảo vệ mẹ con đấy. Bị cô đạn hiếp cô ơi, buông tha cho gia đình chính con là đi. Mẹ à? Mẹ con mà không biết nhau à? Hả? Xấu hổ. Trời ơi, mẹ xin lỗi con. Nãy giờ lo giành trai quá, mẹ quên mất con là con mẹ của con mẹ. Người. Sao mẹ đây mà tâm con sự? Biết nhạy. Không? Không phải. Cà phê mình bán là mình phải là một cô gái, còn trẻ à, thì khách người ta mới vào. Mày vào mình nói mẹ thế là ai muốn cà phê của mẹ được hả? Trời ơi, mình nói khổ luôn. Mình nói mình khổ. Chú. Khổ nhưng mà mình để đây từ từ. Đây. Này anh ngồi im. Cà phê của người ta nhá là có đầy đủ luôn đây bạn trẻ. Đấy, bên đó không có một cái gì cả. Đây. Đấy, anh ơi, ngồi đây. Gì vậy? Gì? Ngồi đây, ngồi đem lấy cà phê tự cho. Tự nhiên cái cà phê. Ngồi xuống, anh ngồi xuống. À, cái ghế ngồi. À, cái ghế ngồi. Cô ơi. Anh muốn lại kia ngồi. Ngồi lại đây cho người ta bán à? Cô quá. Không tự nhiên. Cô ơi. Tí nữa chuyện sao? Đây. Chú ơi, nói chuyện sao? Bà này bà dạ mang quá chú ơi, qua muốn bán cà phê quá. Anh con khổ quá. Anh qua đây. Anh qua đây. Anh. Con nghèo khổ quá, bây giờ chú có một câu công đạo với gia đình con khổ quá bác ơi. Con bị qua ba bên bị tật nguyền vậy mà phải bán cà phê phụ giúp. Thôi được rồi đi chú, qua bển. Dạ qua đi chú. Dạ anh, đúng rồi. Anh qua đây giúp em đi. Anh qua đây. Anh nằm hẳn ra đây. Đấy. Đấy, anh nằm ra đây. Đấy. Đấy chưa. Cái này ta nói mới gọi là thú vị là số 1 luôn. Đấy. Chú nằm đi, con nhảy hip hop cho chú cơ. Đúng rồi nha. Đấy, con nhảy hip hop đi con. Trời ơi, ông nhảy quá vậy? À. Dạ, con một vụ văn nghệ. Anh xem em đây. Bán cà phê sao mà rước ba cái đồ gì tầm bậy bạ nó về nó nhảy tùm lum tùm la. Không phải anh ơi, cái con bán mà ở đây bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bây giờ bà còn khuyến mãi cái vụ gì kỳ cục vậy? Anh ơi, cái con khô mực này không phải là em kêu về mà nó đến đây nó tranh giành cái đất của nhà mình để nó bán cà phê. Đấy, anh thấy không? Nó liều lĩnh, nó dám cởi đồ ra. Bây giờ anh cho em cởi đồ em. Lại là mày làm gì mà đặt cho chúng ta thế này đấy? Anh nói em nghe, vợ anh nó có lỗi. Chứ ai đi chấp mấy người thần kinh à, đúng không? Ông bảo ai thần kinh ở đây đấy? Ông nói ai thần kinh? Không có ai mà đi mở cà phê ôm mà ngoài công viên vậy hết trơn. Nè, bây giờ anh thế phải nha, nó mốt đấy. Bây giờ tôi nói cho cô nghe, cô có muốn rù quến thì ít nhất chân phải dài. Đây, ví dụ như đây. Trời ơi! Rù quến là phải vậy đó. Nhưng mà la chân dài đẹp mà người ta này lõn nà như thế này. Này cuộc đời ai không có ghẻ. Hoa hậu mà còn có ghẻ. Húng hồ chỉ mẫu hậu như mấy bà. Nói cho ông bà biết nha. Tôi cứ để cho. Chẳng có thua đâu nha. Tôi cứ để cho cô bán. Bán đi anh. Đây. Anh trai cứ mua cà phê của cổ đi. Trai. Gia đình tôi thiếu một ly cà phê. Không bán được cũng không chết. Cô cứ bán đi. Ông có biết là giám đốc ở đây có biết ai không? Bạn tôi đấy. Đấy bây giờ để tôi điện đây này.
Đấy, điện thẳng vào nhà thương luôn đi. Alo. Em đây, tình hình là có hai người đang bắt nạt em. Tao nói giả vờ thôi. Đấy, mày cứ giả vờ để tao đồng dọa nó thôi nha. Coi như là cái người này á, hơi gầy gầy, mà mặt thì nhăn nhau như quả táo đầu đấy, mà cái khuôn mặt thì hơi giống cái Hoài Linh. Nhưng mà cái người này thì không đẹp trai bằng Hoài Linh kia. Người này trông xấu và bẩn kỳ, bẩn lắm đó. Mà còn cái bà cái kìa, thấp thấp mà lùn lùn nhá. Cái mũi thì là như thế là cái quả cà chua đấy. Cái môi thì cong tớn lên, nhìn hơi giống cái bà Thúy Nga, cái Thúy Hải á, giống lắm. Nhưng mà cái bà này trông xinh xắn đẹp hơn đấy. Cho nên là đến đây nha, là coi như là giúp đỡ em mới. Đấy, hai người này là đang bắt nạt em. Ba người, ba mẹ con đang bắt nạt anh đấy nha. Cái gì? Người ta mãi nói chuyện điện thoại, nói lầm có một câu thì về cái gì đâu. Không có lầm. Cô đang nói chuyện với một người rất là có chức quyền ở cái khu vực này. Mà cô nói tôi ba mẹ con là chứng tỏ thần kinh cô không bình thường. Mà một cái điều chứng minh cô không bình thường nữa là giữa công viên cô bán có cái mâm cà phê vậy thôi. Chứ ví dụ như là cô bán mà cà phê mà có ghế ngồi rồi cô bận cái đồ này tôi không bao giờ tôi chấp cô hết. Sao lại không chấp? Bây giờ là thời đại mới có thì có những cái mới này anh. Đi chân không nè, thắt bính nè, đeo bông tai dân tộc nè, hiểu à? Cạnh tranh đi. Không sao. Đúng không? Cô. Này, anh ơi, ngon không? Hả? Ngon không? Cà phê em ngon không? Ngon. Bên kia bẩn lắm nhỉ? À, em cho em xin tiền. Anh cho em xin tiền. Ông này mà ổng cho tiền ai, người đó gặp nạn. Ôi, ông này mà bây giờ mà bà này bà bán được ly cà phê, ngày mai chắc bà không còn gì để mặc đâu. Trời biết đổ mà. Mưa, cho ướt ngáo em ăn. Khơi hồn bao nỗi nhớ. Bà ơi bà, tôi lại bà. Đây, bà đưa này, lấy được người ta chạy tôi. Tôi. Ông nữa. Bà đưa tôi chạy mượn cho tôi thôi. Con thấy gia đình mình đã khốn khổ rồi, con có tàn tật. Bây giờ thôi chắc nhường chỗ này cho người ta còn bị tật nặng hơn con nữa rồi. Bài ông ổn rồi bà. Thôi, nói là buồn á. Có bạn bán có phường. Bây giờ trăm kẻ bán dạng người mua. Tôi với bà còn tỉnh táo để lo cho nó được. Còn bên kia người ta có một mình mà người ta còn bị thần kinh nữa, tôi để người ta bán. Đây là dùng những nhân kế để bán hàng thôi, cũng mưu sinh bằng cái này thôi. Tôi chấp nhận để chỗ này cho cô bán mà. Cũng chúc mừng ông anh. Mỹ nhân kế vậy mà ông anh ngồi uống nước không ói là tôi mừng rồi. Trời ơi, nãy giờ mấy người nói ông à. Tại sao tôi im lặng không? Anh ngắm cổ chứ gì? Anh phải ngắm. Mà tôi muốn ói mà tôi ói không được. Tới chỗ này tôi thấy con Duyên đẹp, cũng vô ngồi nghĩ là uống một ly cà phê cho nó khỏe. Mà vô đây thấy cho các anh chị gì đó buôn bán cái gì không có biết mà là đoàn kết lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau mà cứ gây lộn. Nói anh nghe, gia đình tôi á cũng chỉ bán bữa nay nữa thôi. Bởi vì chỗ này là công viên à, không phải chỗ bán hàng rong. Mình đi tìm một cái chỗ nào đó mình bán cho nó phù hợp. Thứ nhất á, là nó hợp với vẻ mỹ quan của thành phố. Cái thứ hai nữa đó là không gây ồn ào xáo trộn ở công viên. Đúng. Làm phiền khách du lịch. Đúng rồi. À, nên là bây giờ gia đình tôi quyết tâm là dọn hàng. Còn cô muốn bán cô cứ bán đi. Nhưng mà tôi nói cô nghe, làm gì làm à, mình buôn bán á, trăm kẻ bán dạng người mua, đừng có giành khách cái kiểu này, nó không có tốt, hiểu không? Bà bán cà phê chọc cô thôi. Chơi cho vui thôi. Chứ ráng cố gắng buôn bán. Cái nghề mình á, nó lương thiện mà. Làm theo cái cách lương thiện đi. Tốt nhất là mình không nên bán ở những nơi công cộng như vậy, làm mất vẻ mỹ quan. Đúng. Với lại làm phiền khách du lịch. Đúng vậy thôi. Đây là tụi dễ tính đó, chứ gặp người khó tính người ta khó chịu, tại vì cái đồn đãi rồi tốt. Mà anh đã uống chưa? À, có uống chút chút rồi. Uống chút chút là tốt rồi, bắp không đó. Không phải cà phê đâu. Cái gì vậy? Anh ơi, đi ạ. Cái gì vậy? Cái gì vừa ăn trưa với lại diễn viên Lê Thị Dân cùng với gia đình hậu quán Tiểu Lâm, Hoài Linh, Thúy Nga, Hữu Bình Đạt.
hoặc là một cái sự khó nói lắm trong công viên của những cái sự buôn bán mà bán cà phê mà có thể bận đồ kim tuyến nhảy đủ thứ, thì cái đó là chắc ở ngoài cũng hơi khó, hơi hiếm đó. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng có những tràng cười thật là vui nhộn, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi ăn buổi tối cùng với Diên Diên Bửu Đa nha. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi đó. Tuy là chàng trai duy nhất đến hội quán Tiểu Lâm tuần này, thế nhưng Lê Bửu Đa không hề bị lép vế trước dàn gia đình chủ quán. Hoạt ngôn và xử lý tình huống vô cùng khéo léo, Bửu Đa đã mang đến những tiếng cười cho khán giả với câu chuyện một chàng trai bán hàng rong tại công viên. Hộp vịt lộn, hộp vịt dừa, hộp vịt lộn, bún bò đi. Anh. Gì em? Hẹn ra mà không làm gì, nói gì trơn à. Hẹn hò. Ngồi đây vậy hoài mà chết luôn á. Thì mình cũng đang làm đó, anh chỉ mơ ước là được dựa vào vai em và ngủ thôi. Cái gì vậy trời? Cái chỗ này là cái chỗ thắc mắc. Quán đản. Mình phải làm cái gì? Mình phải hôn nhau. Hôn đi anh. Ai trứng cút lộn, hộp vịt lộn, hộp vịt dừa, bắp xào đi. Nè anh ơi. Ê nhỏ à, đi chỗ khác bán được không? Ở đây cô chú đang có một chuyện. Gì cô chú? Dạ. Mặt nó già như ngoại mình kêu cô chú vậy. À chú làm ơn chú bán chỗ khác đi, tụi con mới yêu nhau. Ủa ok, chị kêu tôi bằng chú hả? Dạ. Trời đất ơi, con mới có 17 tuổi thôi à. Dạ tôi... Con mặt con bún ra sữa luôn á, con bán những cái món đơn giản dễ làm để con rao lại nha. Ai trứng cút lộn, một vịt lộn, một vịt dừa, hoành thánh mì hơn. Hay quá ha. Bưng cái mâm vậy. Này nó bị mảnh mảnh gì á em. Có hoành thánh mì nè. Muốn cái gì nữa không? À, cho tôi bún bò. Bún bò không có đây. Ba mua cho con bánh hồng thơm đi. Mẹ anh, mình mua cái này được nè. Cái gì hả? Công viên mà đông người quá đó, cái mình muốn cho mọi người khỏi thấy mình, cha mẹ khỏi tìm ra mình, cái mình mua cái này mình hôn nhau mình che mặt mình đây. Mình á, khi xong cái mình về cái nhà mình mới bẻ ra mỗi đứa nữa cái mình ăn. Rồi rồi, vậy mua một con nha, mua một con. À, nhiêu vậy? Dạ, bán rẻ thôi, 19.500. 19.500 hả? Dạ, má, bà nội nói là bán rẻ thôi, bán đúng giá thôi, lời 17.500 thôi. Dạ. Trời ơi, lời có 17.500, vốn có 2.500 hả? Dạ. Bây giờ chứ anh tính vậy? Ừ, đưa đây. Thôi để đây, khỏi lấy tiền. Một chút là lấy, mai lấy cũng được. Lụm đi nha, nhanh đi. Ủa giờ mày muốn bán mày. Ê, sao muốn bán? Thôi sao bà con đi, đi rồi làm gì đó. Ê, đứng lại đây mày. Đứng lại đây thằng kia. Thôi, anh có đâu, nó cho mình nè. Nghe lấy ăn đi, lấy ăn. Mày nó nghi ngờ quá. Không, có cái gì đó. Không có gì chân. Sao quân, ai mà buôn bán kiểu gì mà cho kiểu gì? Không phải. Tại ngày nào nó thấy tụi mình ở ngoài công viên này, nó quen mặt nên nó cho. Em im đi. Ai mua vé số? Ai mua vé số? Ủa? Hình như con mới gặp hai người lần đầu ở đây đúng không? Dạ, hai người mua một con vé số. Ai bán cái cơm trái mà ngon quá vậy? Cơm trái này hả? Không, thôi kệ nó. Ủa? Nó bán kệ nó, bây giờ là mua giùm con tờ vé số đi. Mới nãy là mới bán cơm trái rồi sao giờ đang bán vé số? Đó là em con. Vậy hả? Em con. Con là chị nó. Con là anh của nó. Ồ, anh dạ. Của nó hả? Dạ, mua giùm con tờ vé số đi. Anh nó làm dạ. Mua vé số nữa kìa. Anh hỏi là có trúng không? Có trúng không? Hỏi có trúng không? Họ có chúng không? Có chúng. Không, chúng bán chi? Trời ơi,
đúng là ông, là ông lấy đó hả? Dạ chú ăn lấy. À, chú bắt đầu hiểu hiểu gia đình con rồi. Dạ, gia đình con bán buôn mà đem đi cho người ta, đem đi cho không, bởi vậy nhà suốt ngày vòng công viên đem bán ở nghèo hoài không giàu nổi là đúng rồi. Dạ thôi con đi, con đi kiếm em con, bye ủa? Bye. Ủa rồi không có lấy tiền hả? Không cần, bán lấy tiền chi, bán lấy tiền chi cho luôn á. Đó. Trời vậy. Ê đưa coi coi, nó coi vé số nè. Thằng này nó phá rối mình hay ngày sao ta? Ngày nay là ngày 20. Trời, cái vé số này là ngày 19. Trời ơi, sổ hôm qua rồi ông nội ơi, bởi vì nó ra nó phá nè. Phá cái gì thằng nào? Ai mua cái này không? Ai mua cái này không? Kính thưa chị, kính thưa anh, em làm chuyên kinh doanh á, buôn bán những cái thứ rất là hàng lâm. Cái này người ta gọi là, cái tên hiệu của nó là ba con sói. Ba con sói chị gì? Không hiểu hả? Không. Vậy em nói con sói già hả? Ba con sói là con sói già hả? Không, anh sai luôn, em im để em nói cho anh nghe. Ba con nói hàng lâm tên bình thường thôi, hàng lâm hai anh chị không có hiểu. Tên bình thường nó là cái vật mà để cho người ta ấy ứa ấy với nhau mà không có sinh con. Cái này là sao chỉ coi biết. Thôi thôi em sẽ giới thiệu cho cái nó cái chỉ hướng dẫn sử dụng chị nha. Em để ý rồi nha, mấy ngày nay em để ý trong công viên nha, hai anh chị vô đây tưng 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 tang 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 nha. Thì vô đây là cái gì? Đó, thì hôn nhau, hôn nhau. Tầm bậy tầm bạ, tụi tôi là trong sạch, ra đây là tụi tôi chỉ ngồi là hả nặng mụn cho nhau à, rồi nhổ tóc ngứa cho nhau nè. Thôi ai biết nhổ gì, ai biết đâu nhổ đó. Đây ai biết cái gì, trời đất ơi chị, em ăn ở không anh... nói chuyện với thằng này chứ nó vậy nghe nghe. Em nghe ngồi đây em nói gì nữa em còn mày để tao còn... nói cho mày nghe. Em còn môi giới khách sạn nhà trọ nữa. Chị một tiếng đầu là 70.000, tiếng sau là 100, chịu không? Máy lạnh mát mẻ luôn. Không chịu vô hả? Vô đó làm chi trời? Không vô đó thì làm ở đây luôn. Em có hả? Đợi một chút, đợi một chút. Cái gì vậy? Vô. Vô, anh vô, anh vô giùm em. Tao khổ mày quá, mày dạ, bị cái gì vậy? Xin giới thiệu, em xin trân trọng giới thiệu, đây chính là miếng màn che tình yêu. Rồi, đó, nè, hai chị vô đi, hai chị vô trong. Em phải đứng ở ngoài, em che cho hai chị, vô trong đi. Đó, hai em che xong là một, rồi tính 1 phút là 1.000, 10 phút á là 10.000. Còn anh này chắc chừng 3 phút, em lấy 3.000 thôi. Thôi mua giùm em đi, giờ mua không? Tao mua biết mày không có bán đâu, mày nãy giờ mày vô mày cho không à. Thì nãy giờ mày giờ cho tao không à, phá không à. Mua giùm em, bây giờ mày muốn cái đưa gì? Cái bánh cơm trái gì mà cũng hết hàng, hết đất. Ủa đâu phải em đâu, thằng em của em à. Cái gì vậy? Trời em quy định nó là em của em. Trời ơi kỳ vậy trời, không có chơi quá trời luôn mà không hiểu gì hết. Người ta quy định là em của em à. Đó, cái gì mà cái tự quy định vậy trời. Đó, giờ, còn anh là cái gì của cái thằng lúc nãy? Thật sự thì đó, em biết á, nãy giờ em giỡn với hai anh chị thôi. Bây giờ em bình tâm, em diễn bi kịch cho anh chị coi nha. Trời, có nhạc cho em luôn nữa kìa. Thật sự thì em kể cho nghe, cũng tại nơi đây, công viên này, ghế đá này. Cảm ơn anh nó Tông. Nó dính. Lông để nhỏ ra nè. Dứt cảm xúc của em. Cái này là kỳ đó nha. Rồi ve lại, ve lại từ khúc đầu. Ve lại từ khúc đầu. Lúc đó, 17 năm về trước, má em quăng em ở ghế đá này. Ê, cái dép này mua ở đâu đẹp quá vậy? Cái người ta, cái dép là của người ta. La 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 nha. Đang kể chuyện má em bỏ em ở đây. Hồi nãy em chưa nghe khúc bằng ghế đá ve ve là giùm anh cái ve là ghế sao đá này sao là bị cái gì nè. Em làm chủ cái cuộc chơi này nha, đừng có bắt em làm như vậy nha. Tao em khổ kể lắm. Bởi tao mục đích của tao là tao muốn đuổi mày đi đấy, để cho tao với này thoải mái nói chuyện. Chơi này được không chị? Đó, chị sợ má, sợ ba của anh này. Đúng không? Cái gì? Ba anh tới kìa. Đó, ba anh tới kìa. À. Bác Tám con mẹ đi, bác Tám. Hai người này nè, vô công viên ứ ừ.
Ba. Tại sao vậy? Hả? Dạ ba... Tại sao mày làm điều tác tệ như vậy? Dạ con không biết. Không có cái thằng mà người lưng lửng mà có người dựa như vậy làm sao tao biết được. Ba. Thật ra là ông quên lộn, bác à, dạ con quên, tại vì con với anh Đạt á là hai đứa học chung với nhau rồi, xong vô trong đây là xong đòi mua cái này của con nè, ba con sói rồi không chịu trả tiền, bác trả giùm con đi. Tao ăn giọng gì mày, bác tao trả mày. Nó là mua giùm đi, có gì có ba tao trả. Bác ơi bác, con bị du khống, bị cái thằng nó lưng lửng này nè, nó nãy giờ nó vô nó kiếm chuyện tụi con hoài à. Tụi con nãy giờ nó làm gì mày kể tao nghe coi. Trước mặt là ba mặt một lời kể. Thì vô đây nè, tự nhiên con đi bán cái gì đâu, con đi nói sai là tao quánh liền. Không, con là nói sự thật, con nhỏ tuổi, con mới 17 tuổi con. Bác nói nghe. Rồi nó làm cái gì mày nói. Anh vô đây đó, ảnh tưng 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 tưng, anh tèn 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 tòn 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 tòn. Nhiều khi tao không biết tao nên tin mày hay không. Tin con. Nó vô nó tập nhạc thì mắc mớ gì tới mày. Mày tao lao. Tự nhiên gì vậy? À. Thôi nói giỡn thôi nè. Thật sự nãy giờ con diễn. Nãy giờ khúc nào nói thiệt, nãy giờ mày biết nói giỡn. Bây giờ ai? Phút nào? Trước mặt hai đứa nó. Dạ. Mày đã đi tập mạch với bác. Dạ. Bác Rinh hồi nãy giờ ngoài kia. Bây giờ mày nói đi. Mày nói đi trước mặt tụi nó. Mày nói cho chính xác. Dạ. Là tụi nó làm gì ở đây? Dạ thật sự thì hồi nãy con vô con bán từ lưa tới lưa hết á, con coi, bác kêu con vô con coi mà đúng không? Cái con thấy chuẩn bị hung với nhau là con nói sẽ tiến tới cái tình yêu cao đẹp đó, là phải đi vô vô cái kia mà 70 ngàn một tiếng đầu tiên rồi sao? Mày xúi bậy, mày thấy đang lý mày phải cản mày nói anh chị ơi, ở đây là công viên, đừng có làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ ở đây. Thì đó con kêu vô khách sạn làm à. Mày đi nói với tao là ở đây à. Bác sĩ Chí Tài ơi. Sao? Nè bác sĩ giải thích giùm con đi. Đó hàng ngày đó con vô đây đó, cái xong bác sĩ nói là bác sĩ cũng vô đây luôn rồi, xong thấy mấy anh chị nè trai gái đó, cho nên giờ con bán cái này đó. Bác kêu con giờ con vô con bán, bây giờ cái bác Tám bác nói là con có lỗi. Đây là ai? Bác sĩ đó, làm ở bệnh viện phụ sản á. Bác sĩ? Dạ. Mà đi suối người ta bán dạo cái này, ông kẹt tiền lắm hả ông bác sĩ? Không phải vấn đề kẹt tiền, tôi cũng chả giấu gì ông anh. Tôi làm ở bệnh viện á, ngày nào á cũng có mấy cô mới mười mấy tuổi à, người ta vô rồi người ta có thai đó. Chứ bây giờ tôi nói anh nghe, nó đã lỡ vậy rồi mà anh là bậc phụ huynh mà anh cứ la mắng tụi nó, dồn tụi nó vô cái chỗ chết, tụi nó sẽ... Tôi đã cấm rồi hả? Tôi đã cấm nó dữ lắm rồi. Để mà chú ơi chú, con góp ý nha. Con nói thiệt á, tụi con còn trong sáng lắm. Nãy giờ vô công viên tụi con đâu có làm gì đâu. Cái môi con cũng còn nguyên luôn á bác. Buồn là con nói chứ. Cái môi con còn nguyên luôn nè. Không biết là vậy rồi nha. Nó hung mày rồi mày mất cái môi. Thì con nghĩ là nếu mà anh Đạt hung con thì có nghĩa con bị mất bờ môi. Mày nói nhiều tao giả mày mới mất môi đó. Ông anh nè, ông anh phải tin tôi. Tôi là một bác sĩ mà, về khoa phụ sản, không lẽ tôi là đi lại nói những cái điều tầm bậy tầm bạ cho ông anh? Không, tôi biết là anh cũng muốn tốt cho tụi nhỏ. Hai đứa này thật sự ngày nào nó cũng vô đây. Thì đúng rồi. Nó làm những cái chuyện mà tôi không thể chấp nhận được. Không, bác sĩ nghe con nói nè, ngày nào con vô đây cũng dựa vai người yêu con ngủ hết, đừng có nghe lời của thằng này. Mày nãy giờ nó đi ra nó không biết là nó đang ủng hộ cho cuộc tình của tụi con hay là đang suối đi khách sạn hay đó. Nãy giờ nó không hiểu nổi, hình như là nó kinh doanh khách sạn. Bác sĩ lên khám là khám cái nạn nhân này nè. Không phải. Mày làm cò hả? Không. Không phải. Chứ vậy sao mày đi bán cái đồ cho ông này? Dạ con nói vậy luôn, thật sự thì con muốn giúp cho anh chị á, thật sự thì anh chị đừng có làm quá mức cái tình yêu rồi dẫn đến có em bé. Đúng. Có em bé xong cái tự nhiên cái bụng nó chình ịnh xong cái đi vô trong bệnh viện rồi phá thai. Con nhớ giống như cái đó cái hoàn cảnh của con nãy con kể mà nó cũng cho con kể. Đúng rồi. Là lúc đó phá mày có ở đây. Mà chưa, con chưa kể xong, để con kể ngồi, nha. Ngồi kể đi, hoàn cảnh này chắc đau lắm á. Ngồi kể đi. Rồi mày kể. Má con là người Thái Lan á. Sao qua đi khá cun đi tưởng lập lùi cả là dung mai á. Dạ. Đó. Rồi xong á, rồi xong qua bên đây chơi. Qua đi chơi xuống Cà Mau. Là thật sự thì má con
đẻ con rồi xong cái quăng con ở đây. Ủa mà má mày sao quẩn vậy? Tự nhiên ở Thái không đẻ mày đi về đây đẻ bỏ mày đây. Vì má con là 17 tuổi, má con sợ không có đủ tuổi đẻ con rồi bỏ con. Mà sao ngộ nè, bỏ nó từ nhỏ mà nó biết má nó người Thái mới ghê nè. Đẻ con rồi. Để cháu nó kể ông Mạnh ơi. Con có nội dung đàng hoàng luôn. Ở xong cái từ đó cái bà nội con, bà nội con đi tăng tăng. Biết tới bà nội nó luôn rồi. Bà nội con đi tăng 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 vô, nghe con kêu con khóc đó là sao qua đi cạp, sao qua đi cạp. Cây cầm lá thư lên, dựng dục chữ của má con. Mày đọc má mày hiểu nè, chữ tao không hiểu. Dạ. Dạ, đọc dạ. Bà nội con đọc á. Bà nội con đọc là hello cạp. Cạp tôn dài to hơn già mười. To lưng tha lưu ta đã nhớ nhớ nuôi nó nha con. Càng nói ta càng rối á. Ví dụ như bây giờ nè, bây giờ bác nói con nghe nè, bây giờ con phải xác định một điều, con tỉnh hay là con đang mê nè nha. Để biết bác sĩ. Bây giờ má mày lấy ba mày ở Thái. Ở Việt Nam. Là má con từ Thái Lan qua Campuchia mà quê của ba con là ở Thủ Đức. Ta biết rồi, quê ba mày bán nem nướng ta biết rồi mà. Dạ. Tao thấy nó rối rối là cái chỗ này nè. Cái rối là đẻ nó ra biết đó. Cái đẻ nó ra mà nó biết má nó là người Thái. Mà bỏ nó giữa chừng mà bà nội biết nó bà nội nó biết nó là mày im qua. Con tao chưa lấy bờ môi mày chứ tao giả một cái là mày thành bờ ruộng luôn đó. Chuyện buồn của con. Con phải phân lý luôn á. Con phải phân lý, con phải nhả vô, con phải. Bây giờ quan trọng là tao cấm tao không cho mày quen con này nữa. Dạ. Quá hổn. Bây giờ. Ủa bà nội của con. Nói chuyện mà đi nha. Để ba nói ba. Ta tiếp bà nội của con. Để ba nói mình phân tích đi. Ta mới bắt đầu phân tích. Dạ. Bà nội mày không biết má mày lấy ba mày. Dạ. Bởi vì má mày còn nhỏ tuổi quá. Dạ. Bỏ mày ở đây mà bà ra bà nhận là cháu của bà là bà bậy rồi nha. Mày bậy tới ba dòng họ lần đó. Con mà bậy quên. Tới ba đời đó. Dạ con quên. Tại vì có bức hình của ba con nữa. Là ghi là tiếng Thái đó là chồng con. Bà nội mày người Việt mà biết tiếng Thái là bà đi thấy năm rồi. Thấy mày đi. Cái câu chuyện này nó rối rả. Bây giờ tôi nói ông bác sĩ nè. Bây giờ ông là bác sĩ, ông thương nó, ông đừng kêu nó đi bán cái bao con sói gì đó nữa. Ông dắt nên cho nó đi trị bệnh thần kinh đi. Chứ tôi thấy nó nói một sáng hồi là mình. Tôi nhập viện trước nó. Nãy giờ là ông phải sản ông trị cái bệnh sản thôi, nó sản có nói này đúng rồi đó. Bây giờ ông đừng có trị cái vụ sản phụ mà ông trời trị ơi. Cái vụ mà tôi sản hồn nè. Bác biết ông mới nãy nó đóng máy dài nó ra nó bắt con mua từ lưa hạt dưa luôn. Ta thấy mà ta nói cái đó nè, nó nói là em của nó. Rồi nó tự quy định. Dạ dạ giờ con tóm lại như vậy thật. Rồi. Sự cái mục đích của con á là con kể bà nội bà ngoại của con Thủ Đức ở Campuchia Thái Lan gì cũng vậy hết đó. Con mục đích là con bây muốn hai anh chị con nhíu lại hết đi. Con nhíu lại một cái tấm là con chỉ muốn hai anh chị đó là thật sự thì mình yêu nhau mình có giới hạn có chừng mực thôi. Yêu nhau là mình phải yêu thương thật lòng nha. Sao nãy giờ tiếp thị đâu cái đó 70.000 3.000 chi vậy? Em sợ mấy anh chị làm quá là đến cái mức đó đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Không bác sĩ Chí Tài? Ở công viên này á, người ta từ A tới B tức là quá rồi. Dạ. Nhiều khi á, không có nói trước, không cản vậy. Nó từ A tới Z luôn. Bác sĩ! Không, bác sĩ! Giờ hồi con nãy... tóm lại là con muốn là kể nốt cái câu chuyện gia tộc của thôi, này. Thôi, đừng có kể quá. Nữa. Thôi, cái quan trọng là gì? Bác sĩ nói đúng. Đúng. Sao? Cảm ơn anh, cảm ơn con. Mặc dù cái gia đình mày nó hơi rối rối nhưng mà không kể sao. Kể nó đi. Bây giờ cái quan trọng là hai đứa bay. Dạ. Ba cho tụi bay tìm hiểu. Nhưng dạ. Tìm hiểu trong cái sự trong sáng. Dạ. Đó. Là đừng để xảy ra cái tình trạng mà nạo phá thai. Đúng. Ác lắm, nghiệp chướng lắm con ơi. Đó, dạ. Tụi nói vấn đề nó quan trọng lắm. Thôi vậy được rồi. Thôi đây nó ở lại nó nói chuyện với bác sĩ. Ba bác sĩ là sản khoa, nó sẽ là sau này nó là sản phụ tương lai. Là bác sĩ nói với nó, tôi đưa con tôi về. Dạ dạ. Dạ. Đó, em đây. Quá.
vì vừa cùng ăn tối với lại nam diễn viên trẻ Vũ Đa, quý vị cũng thấy là Vũ Đa là một diễn viên rất là nhanh nhẹn và ứng xử trên sân khấu rất là lẹ làng. Mặc dù đôi lúc cũng có cái sơ hở để khiến Hoài Linh gặp khó dễ, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có được những tràng cười thật là sảng khoái. Bây giờ chúng ta hãy cùng ba vị khách mời đi ăn buổi khuya để coi họ làm gì nhé. Cứ vui đi, nguy hiểm lúc nào cũng chờ đợi. Chúng ta bây giờ chúng ta bước vào buổi ăn khuya rất quan trọng. Là tại sao? Là tại vì bây giờ ba vị khách mời chúng ta sẽ bị động và chủ động là thành phần của hội quán Tiếu Lâm. Họ sẽ làm gì? Những người khách mời sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì? Quý vị hãy chờ xem. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Đưa thi chưa? Sao? Ôn bài chưa? Ừ rồi, chút xíu tao về nha. Ok. Ok. Dạng không phải là mấy người chụp ảnh. Dạ. Dạ sao chị? Dạ. Em cho chị coi cái. Dạ không. Đâu đâu đưa đưa coi cái hình em mới vừa chụp selfie gì đó. Selfie cảnh chứ. À đâu đưa đưa coi coi. Dạ. Trời. Dạ. Trong hình một trời. Ở ngoài một vực vậy bà. Trời ơi không ngờ là bà. Dùng. Dùng cái đồ. Dạ. 720 độ phải không? Dạ. Trời ơi, tôi nói hả nè. Dặn nha, dạ. Chị dặn cưng nha. Dạ. Mình chat Facebook hay là mình add lên mà có bạn trai mà theo nha, nhớ đừng có cho gặp nha chưa. Gặp là nó đánh chết đó. Đúng ha, chụp hình ha. Trời ơi, rồi bà biết cái cảnh đi ha, rồi mang nhục quá. Dạ. Ôi, bà nghĩ sao mà cái tướng bà như vậy nè, mà như con voi vậy đó. Bà vô bà cà cái eo bà như Ngọc Trinh mới ghê á. Trời ơi cái mặt bà tròn ổn gì đó. Trời ơi. Hey. Wow. 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 Hướng hay quá. Hey. Wow. Hey. Hey. Wow. Quá nè, nhấc nó lên đó, gì đó đó.
Ghẹp anh quá chị ơi. Trời ơi. Do mua qua, do nó luồn qua bị giật bẻ. Bị giật bẻ đâu quá. Hai bà tự nhiên tự xưa. Không. Mà bây giờ nha, chị phải công nhận nha, chị ngưỡng mộ cái chàng thanh niên này lắm. Ngày nào cũng vậy, ra đây làm những cái động tác rồi tập thể dục rồi nó cường tráng, nó khỏe trong người nó, ví dụ như là tôi nghĩ có người chị ráng, chị ráng ngồi yên hả? Có người nữa hả? Dập thêm đi cho đủ đông. Cha này xấu quá, bỏ ra đi chị ơi, xấu quá, vô khung hình, tội nghiệp khung hình anh. Dạ của ai vậy? Dạ. Cái gì vậy? Hiện tượng này lạ quá. Chết gì vậy? Dạ. Gì vậy? Dạ cái kiểu dài cái gì thì móc cái gì ra vậy ông nội? Cái gì? Có hàng không hả? Có hàng không? À có hàng không hả? Hàng gì? Bà có nguyên cái bụng bột. Ê. Ê ghê. Có hàng gì? Ê ghê ghê. Ghê. Nè nè. Nè, mới phát hiện ra một thành phần lạ vô công viên. Kiếm nút. Đâu có, không phải. Có cái nút gì đó em không phải. Mất không anh? Mất bụi dày hửi. Trời ơi. Nói không giỡn. Ê, các bạn có nghe đó. Kiếm hàng đó. Hàng thứ dữ đó. Bà là hàng dữ nhất ở đây, qua bở cho ông kiếm đi. Ê, vụ gì thôi ông giỡn, không giỡn. Bé không giỡn, bé con nhỏ, bé đi học mà. Bé không giỡn nha, giỡn nha. Số này dễ thương nè, dáng đẹp quá. Thôi mẹ không giỡn, mẹ bị bệnh tim, mẹ bị bệnh tim, mẹ sợ, mẹ sợ. Nó nghe đưa bà qua đi. Hình như là ông mê đứa nào bệnh tim giống như bà luôn hay sao? Ông mê quá vậy. Cái gì ta cho nó chuyển qua tôi luôn hả? Hàng này không có ngon nha. Kiếm hàng phải để ăn, kiếm hàng để uống. Trời đất ơi, nè nó nghe tôi phát hiện ra rồi. Sao? Kiếm hàng không phải để ăn. Ổng hửi đó, qua cho ổng hửi đi. Nó nghe nè anh hửi hả? Cục gì bự à? Cục á? Mới mở này ra thấy cục bự chà bá luôn. Lấy cái cục chà bá ra cho ông hửi đi. Lấy cái cục chà bá nó ra đi. Chưa có đi bảo trì. Móc ra cho. Thôi. Hình như là ăn cướp hay cái gì đó, tôi không sợ quá. Trời ơi, gì vậy? Lương thiện cái tấm cướp này. Chứ anh làm gì? Làm gì kệ tao, ra anh. Vui được không? Anh. Bà này nè. Dạ. Sao bệnh gan không đi khám đi? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi có con, đang có bầu, chữa. Tầm bay. Cái bụng như vậy người ta gọi là có thai. Bầu có chữa. Trời ơi, mày sức quá mà. Hồi nãy nghe nó thích hửi lắm phải không? 8 ngày chưa tắm hửi không? Giỡn thôi. Em cái gì? Ông dở vô của bộ đi. Lại tôi nói nghe nè. Nói nghe nè. Tôi hả? Tôi gọi hai bộ lại đây nè. Sao chị? Cái này giống như dạng bụi đời đó, dạng như là chơi cái xì ke gì nè, ma túy gì nè. Cái là ba cắn cấu gì đó. Đúng rồi. Nó ảo á. Ảo giác á. Trời ơi, cái mặt tôi đẹp gì mà nó chơi tôi sơ gan là sao trời? Hey. Ảo giác không? Ảo giác. Anh ơi. Em mới 18 tuổi nè anh. Dạ, em là tướng siêu mẫu body bốc lửa nè. Em có body bốc lửa không nè? Thấy rồi. Cái này là lửa nhưng mà lửa để người ta đốt than á hả?
cái cây cổ thụ rồi, đúng không? Dạ thôi. Trời ơi. Thích ra. Muốn giống bà không? Trời ơi. Hai người bình tĩnh. Do thằng thanh niên này xử ông đó. Tại sao? Hả? Tại sao ông ức hiếp phụ nữ hả? Đúng rồi. Nha, tôi học võ nha. Nha. Tôi học võ được 2 ngày rồi nha. Chụp hình. Để kêu bác sĩ nha, để tôi đi kêu bác sĩ. Trời ơi, cái dụng cụ hành nghề của tôi rồi. Mất cái dụng cụ xem phi của tôi rồi. Lại không. Anh ơi, em trai làm ơn dí theo lấy giùm chị cái điện thoại đi. Rồi. Tôi có quay phim lại luôn rồi nè. Hay quá. Thế nào cũng đăng Facebook, thế nào ta cũng like nhiều lắm luôn nè. Cái gì vậy trời? Ủa, có quay lại luôn rồi. Quay lại mà bây giờ làm sao bắt được cái thằng cướp giúp tụi tôi nè. Còn mày có ông này hồi nãy sao không chịu, hồi nãy tôi đứng đợi ông này rồi quýt ông kia dí theo thì không chịu dí. Không hả, dí không có được, hồi nãy bị giật mẹ cái này nè ông già. Mà mày thấy mà chịu la lên nữa. Trời ơi mày nghĩ đi, cái bụng tao chữa gần đẻ rồi rồi sao tao chạy được. Tôi mắc quay phim rồi, biểu sao tôi với nhà ông không. Trời ơi rồi bây giờ trời ơi có công chuyện á, biểu sao trời. Trời ơi sao vậy? Trời ơi ơi, anh quay lên được phải không? Anh quay clip được phải không? Có hay, quay rồi. Hay cái bản mặt của anh. Đừng đi. Mà gì vậy? Ôi. Đừng đi mày đi. Quay lại kìa. Ai mày đi mày. Nhúc nhích thì giết chết hết. Hay trả điện thoại nè. Trời ơi hay quá. Sao mày dễ thương quá vậy nè. Mới ra kia chụp cảnh nó đẹp lắm. Có cái hồ. Không có nước bơi đẹp dễ sợ. Cái hồ nó sâu mà nó không có nước, tôi bơi tôi chụp quá trời trọng. Nói thiệt anh trả em mừng dễ sợ luôn. Cảm ơn anh mà sao anh xin lỗi em sợ quá. Đi qua đây. Sợ. Sợ cái gì? Bệnh này nó nặng lắm. Giật điện thoại xong đem lại trả. Ôi trời. Trời. Ông ném nữa kìa. Cái gì vậy? Ở đây cũng tìm cái gì vậy? Bây giờ tôi hỏi nè. Ông bà nội bà ngoại gì làm mất cái gì đây mà ông ra đây ông tìm dữ vậy? Hả? Đá. Đá. Đá à. Tìm đá. Tìm đá. Mà công viên nó cỏ không à, đâu có đá. Đá là mình phải đi ra chỗ ngáo đá, mình mua đá nó mới có đá. Có tiền. Hết tiền rồi. Không có tiền trời, dễ quá nè. Thí dụ thôi. Bây giờ mình không có tiền đúng không? Mình lấy cái điện thoại này nè, mình ra mình bán. Đi kêu. Ồ, đi kêu nhanh lên. À, ông đi kêu bảo vệ vô xử ông này rồi. Cái gì? Cho đi về không? Hay quá. Bảo vệ có vệ rồi. À, bọn này giỏi thật. Tiếc công viên mà lại dám cãi nhau đánh nhau là thế nào? Đấy, xem đây này. Người ta nói cây cây cối đấy, đất vắng cây thì đất ngừng hơi thở, mà cây thiếu đất thì cây sống với ai. Đấy, mà chúng mày là một con người mà sao lại cứ chửi nhau với nhau trước công viên thế nào? Đấy, làm như thế là không được, vô văn hóa. Con mẹ kia. Em có chửi. Vô duyên. Em có chửi. Chưa nói mà đã cười. Mà ta nói chúng mày này, chúng mày nãy chưa tới đứng ngoài kia nha. Tao xem chúng mày đánh nhau lột quần áo các thứ là tao là muốn nhảy vào tao xem lắm rồi. Được rồi. À quên, em nhảy vào để tao quay rồi. À không phải, nhảy vào để tao can. Nhưng mà tao nghĩ đi nghĩ lại rồi, chả tội gì mà tao phải can cả. Chúng mày thích chết thì chết quách đi. Sống làm gì cho trần đất. Chị là bảo vệ ở khu này không chị là bảo vệ khu bảo này vệ, đúng rồi chị hồi nãy vô em chỉ là cái ông này mới nguy hiểm, còn ba người này bình thường. Dạ tụi em bình thường chị, mà khi mà em kêu chị vô rồi em thấy chị là nguy hiểm nhất luôn á. Em bắt đầu em nhót không?
chị, em nói khẳng định nha, nãy giờ em lấy tiền này bụi đời mà chị bước vô chị bảo vệ mà em tưởng chị là xã hội đen không á. Trời ơi, cái gì mà đi mà đút hai túi lên mà đi vác lên nhìn hết hồn à. Thì cái thời buổi bây giờ là cái bản thân mình phải bảo vệ đầu tiên, còn chúng mày thì mặc kệ. Ủa, như là đang vào viện thế thôi. Đấy, à, nó về báo cáo sếp là coi như là một thằng là coi như là sống, còn một thằng thì là ngấp ngoái gần chết. Làm cái gì? Muốn chôn được bà ta phải không? Đeo làm gì? Tính xin chứ không có chôn. Xin. Đeo làm gì? Đám cưới đấy. Bây giờ bỏ cái này ra vẫn còn chồng chứ đâu ai lấy chồng mà đâu mà lo. Chị ơi chị, bây giờ chị giúp giùm tụi em. Chị ra đây đó là chị là bảo vệ khu vực này. Chị có cách nào chị giải quyết cái anh bụi đời này anh đi cái chỗ nào? Chứ cái chỗ này là công viên cây xanh. Tụi em là những người thanh niên nghiêm túc. Là tụi em chỉ có ra đây tập thể dục nè. Rồi đó, nhỏ này là nó selfie nè. Rồi còn có thằng thanh niên này nó đi hít thở nè. Phải không? Bây giờ chị không có ra giúp được tụi em gì hết trơn à. Trời ơi chị. Cái gì vậy? Chị ơi. Chị, em kêu chị vô là chị bảo vệ cái công viên này. Em vô chị làm việc mà chị. Quên á. Chị sao vậy lại mà. Chị sai nhiệm vụ chị rồi. Em thấy nãy giờ là chị là nguy hiểm còn ghê hơn ông này nữa luôn. Tập trung vào vị trí của. Rồi tập trung đi để cho bà giải quyết. Ở đây. Ủa chị. Cái vị trí cũ của em là ở chỗ nào em chưa có biết. Lại kia. À cái này là. Đây là vị trí mới. Nãy giờ em chưa ngồi. Bây giờ là cái gì? Thích đánh nhau đúng không? Không có, nãy là nhau mày nói em không có đánh nhau. Là nó tập võ. Em tập võ cho có. Em là em chỉ kiếm ít tiền thôi. Còn em là em ra đây là để em tập thể dục nè, đi bộ cho mai mốt xanh cho nó khỏe. Mà đó, có những cái thành phần thanh niên rất là nghiêm túc. Khoan, chụp hình chứ. Ủa, chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa. Chụp hoài trời. Rồi đó, tiếp đi chị ơi. Trời ơi, lấy chụp hình. Rồi bây giờ tập trung vào bên gì? Sau khi chơi tập trung xong là mình tập trung vô vấn đề. Mình tới đâu rồi, mình tới đâu rồi. Cái vấn đề ở đây á, là em đang rất là cần tiền. Có ai có tiền cho em ít tiền. Em cần tiền để em mua đá thôi. Tao biết rồi. Cái này á, cái đá này là cái ngáo đá. Tao biết rồi, tao biết thừa ra rồi. Vì lộn ông này rồi. Ông này là ông bán cà phê bên đường nè. Sáng nào ông đi giao cà phê rồi ông bị lao lực, ông làm nhiều quá rồi ông mệt. Sáng nào ông đập đá, đập cả cây, cả cây. Sáng nào ông đứng đập đá bán cà phê đó. Bây giờ ông mệt quá, quẩn đi ra công viên này ông dạo mát nào, ông bị lao lực lắm rồi. Chứ không phải kia. Vậy là ông bị đạn tí. Mệt lắm, bây giờ đó. Ông phải quan tâm toàn tội nghiệp quá. Em chụp cái selfie, cái em quăng lên face, em quyên góp từ thiện cho ổng nha. Trời ơi, rồi chị. Ôi, thì cái bà này. Cái gì này? Anh bắt là cười đấy. Từ. Để cho bà chụp cái nha. Quyên góp luôn rồi cho chị luôn đi. Nói chung là nghèo lắm, không có tiền là phải đi làm cái chức bảo vệ mà một tháng chỉ có 1.1 triệu thôi. Mà hôm vừa rồi là ông chồng phải đi đút lót cái ông thủ trưởng bảo vệ đấy, là mất hơn 2 triệu kia. Cho nên là tháng có 1.1 triệu đấy. Cái gì vậy? Bà là lỗ vốn. Tết vừa rồi phải đi đút lót mất 2 triệu mấy cái đấy. Em chụp hình đi chị, em xin quyên góp chị ơi, không có tiền đi đẻ nữa nè. Trời ơi, đó quyên góp luôn nha, quyên góp luôn đó. Trời ơi, đó. Em xin ghi lên luôn. Em xin quyên góp chị luôn. Ba người này là hoàn cảnh này là cần tiền đi đẻ. Ông này cần tiền để chữa lao. Đúng không? Lao được. Bà nội này cần tiền đi hối lộ. Đúng không? Rồi. Tôi không cần gì hết. Phải chụp cái mặt lên mới nói con ông nội này không. Quay lên đi, tôi không cần gì cả hả mọi người ơi. Thôi chỉ cần đủ rồi, Chưa, nhớ ghi luôn, tôi không cần gì cả hả mọi người ơi. Ghi vô, kỹ vô. Hai anh ha. Thế bây giờ là hai, thế nào nhỉ? Hai, ý hai á. Ủa rồi giờ sao rồi tự nhiên cho bảo vệ vô, sao bảo vệ không giải quyết gì vô xin tiền mà sao trời? Là bảo vệ, chứ bây giờ nói cái gì vậy? Tôi nghĩ nó thôi rồi nè, sao cái gì vậy? Mà giải quyết cái nào mày nói là tao quá? Cái gì vậy? Dài của người ta mà. Dài của tôi mà. Dài của người ta mà anh chê em là. Trời ơi, trời ơi, cái dài hiệu của tôi mới mua, trời ơi, chết tôi luôn à. Ra cứu bả đi. Mày này. Tôi bảo vệ đấy nhưng mà bà đấy tôi biết rồi, tôi biết kìa, chụp lắm cái dài kìa, bảo vệ mất cái dài chị. Ê, ông giang hồ này kìa, chị cứu em đi ơi, chị bảo vệ mà. Hả
đi trời à. Chị bảo vệ mà. Ai vậy? Chị yên tâm để em thôi. Em thở cho chị đỡ đỡ nha. Chị bình tĩnh đi, chị bình tĩnh đi. Đâu có đó. Bà công lên rồi. Anh ơi, em bây giờ em mở rồi. Sắp đẻ rồi hả? Dạ. Hai đứa đẻ được hả? Thấy hai đứa công hết nè. Ông đỡ em được. Có ai cứu. Tại sao không lo đưa vô bệnh viện đi, còn đứng đi nói chuyện là cái gì? Còn cô là bảo vệ chỗ công viên này. Đồng phục nó không mặc, ăn mặc tầm bậy tầm bạ vậy. Nãy giờ bao nhiêu chuyện tôi đứng ở trong tôi thấy hết rồi. Cô không giải quyết, cô ra con nói tầm sao mà nó không có trách nhiệm về cái vấn đề này. Bà phải tìm cái thằng nào có trách nhiệm về cái bụng của bà nắm đầu nó, bà quá đáng lớn rồi nha. Còn ông? Tôi là tổ trưởng. Trời ơi. Bao nhiêu người đứng đây. Anh cho em mượn cái tóc em nắm, anh đội tóc giả rồi mà anh né em quá vậy. Cho em mượn. Em đi. Mau chở người vô bệnh viện lại lên. Em đâu biết cái này là nhiệm vụ của chồng chứ. Rồi tự nhiên tôi bà con cô bác rồi đứng đây. Tự nhiên cái thằng ăn ốc thằng đi đổi vợ. Sao biết được. Ây da, trời ơi. Thì người hoàng mạng là phải giúp đỡ. Trời ơi, chồng vợ gì chứ. Buông ra đi, để cho ông giúp đi. Giúp đi. Giúp tấm hình. Mày gọi lên, đăng lên trên mạng nói ai là chồng bả tới vớt bả vậy. Rồi, ok, coi đúng rồi. Bây giờ ai biết đâu. Để anh chị. Em là bảo vệ nơi này. Nhưng mà em là vận gái thuyền quyên tay yếu chân mềm. Coi như là không dám chơi vào là sợ nó đánh phát vào đầu. Nên em phải đội mũ bảo hiểm đấy. Trời ơi, rồi cái nhà ăn hoài vô chú đẻ rồi nè. À, tôi chỉ là người tốt, giúp làm người tốt. Trời ơi, ai giúp tôi không? Trời ơi, thật thà là cái gì? Ây da, ây da, ây da.